Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Nắng buổi trưa như hắt lửa từ trời xuống, quãng đường đi bộ chỉ khoảng 15 phút mà cũng làm Thông ướt đẫm hết lưng áo và nhễ nhại mồ hôi trên mặt. Không một cơn gió thoảng, Thông đứng lại bên hông nhà thờ, đưa cánh tay quệt ngang trán. Quanh anh không có một chút bóng mát, vì những cây bông vải sơ xác lá trồng dọc theo hàng rào khuôn viên giáo đường chỉ mới cao bằng đầu người. Thông đưa bàn tay che mắt, nhìn xuyên vào cánh cửa hông hé mở. Trong khoảng không gian dịu mát gần gian công thánh, anh thấy cha Hảo từ nãy đến giờ vẫn lặng yên quỳ gối, đầu hơi cúi xuống trước bàn thờ Chúa. Thông thở dài ngó quanh, tìm một chỗ vắng để kiên nhẫn ngồi đợi. Anh cần phải gặp cha Hảo, niềm hy vọng cuối cùng mà sau bao nhiêu ngày trăn trở thao thức, mãi đến gần đây anh mới sực nghĩ ra. Thông bước nhanh về phía cuối nhà thờ, băng ngang khu sân đất nứt nẻ để sang phía trường học. Ngôi trường vách gỗ 5 gian dành cho 5 lớp tiểu học. Tất cả đều đóng cửa im lìm vì đang giữa mùa nghỉ hè. Thông ngồi tạm xuống bậc cửa nương nhờ chút bóng râm của mái tôn chìa ra khoảng nửa thước. Một cơn gió bất chợt thổi ập đến, đưa sức nóng hừng hực phủ lấy người Thông. Đồng thời cuốn tung lên những đám bụi rác xoáy tròn trước mặt Thông, chạy ra xa và tan biến ở bức tường nhà thờ. Thông đứng dậy, quay vội vào vách. Qua những khung cửa sổ thật thưa đóng bằng gỗ tạp, anh nhìn rõ lớp bụi dày đặc phủ trên tấm bảng đen và mấy dãy bàn ghế học trò mà chính Thông đã bắt các em kê lại cho thật ngay ngắn hôm bãi trường. Thông ngước mắt trông lên, phía trên tấm bảng, gần sát nóc nhà là tượng thánh giá mà cha Hảo đã cho Thông sáng hôm khai giảng niên học đầu tiên. Xuống thấp chút nữa là hình chụp Ngô Tổng thống, trang trọng lồng trong khung kính hình chữ nhật viền màu đỏ thẫm. Thông bỗng thấy lòng nao nao trùng xuống. Ngôi trường này anh đã gắn bó với nó 2 năm, từ nay không còn có dịp trở lại đứng trên bục giảng. Chưa gì mà anh đã thấy nhớ học trò, nhớ từng khuôn mặt, từng ánh mắt ngây thơ của đám trẻ, đa số con nhà nghèo trong khu định cư biệt lập này. Ba năm trước, Thông một mình theo đoàn người lũ lượt từ miền Bắc vào Nam tìm tự do. Anh vốn là con nhà khá giả vùng quê, cha mẹ gửi lên tỉnh học. Đậu tú tài xong, anh được các linh mục nhận vào dạy ở trường tư thục công giáo. Sau hiệp định Geneva, thiên hạ nhốn nháo bàn nhau di cư, Thông tìm về làng xem ý định của gia đình như thế nào. Nhưng lặn lội cả tuần lễ, ngủ bờ ngủ bụi mà vẫn không liên lạc được với cha mẹ. Thời gian cấp bách, anh quay lại thành phố cùng các linh mục xuống Hải Phòng, rồi lên tàu thủy vào Sài Gòn. Không vốn liếng, không thân nhân, anh phó mặc tương lai mình trong sự định đoạt của chính quyền, hay nói đúng hơn là trong tay những vị linh mục, bởi đại đa số dân di cư là người theo đạo Thiên Chúa.
nằm tạm mấy tuần ở một trường tiểu học trong chợ lớn, rồi từng đoàn xe vận tải nhà binh đến chở những người Như Thông lên đây, lập nghiệp cách Sài Gòn khoảng 30 cây số. Những căn nhà mái tranh vách đất được cất lên vội vã để nhanh chóng làm chỗ dừng chân tái tạo cuộc đời cho gần 5.000 người vừa bỏ hết ruộng vườn tài sản bên kia vĩ tuyến lánh nạn cộng sản. Họ nhận nhà nhận đất rồi bắt tay ngay vào việc xây nhà thờ và trường học. Với những người di cư sùng tín này, cái gì cũng có thể thiếu được ngoại trừ ngôi giáo đường, biểu tượng của niềm tin và của sự quây quần trước nhan thánh Chúa. Sáng trưa chiều, ba buổi không nghe được tiếng chuông vọng lên để nhắc nhở họ làm dấu đọc kinh, họ thấy như thiếu bổn phận đối với Chúa. Cho nên kẻ ít người nhiều, không có của thì góp công. Ngày ngày từ sáng tinh mơ, hàng trăm cái miệng đã gieo hò, thi đua gánh đất đổ nền, trộn hồ vác gạch, đóng xà lợp mái. Chỉ mấy tháng sau là ngôi nhà thờ khang trang, thành hình. Ghế chưa có thì mạnh ai mang chiếu đi mà trải tạm trên nền xi măng. Rồi lễ xong thì cuộn đem về. Song song với nhà thờ, họ còn phải dựng ngay dãy nhà sứ phía sau để làm chỗ ăn, chỗ ở cho các vị linh mục và các chủng sinh bị gián đoạn vì chiến cuộc, chưa được các chủng viện trong Nam thu nhận cho học tiếp. Rồi còn ngôi trường tiểu học nữa, ở đó không những chỉ để các em ngày ngày học chữ mà quan trọng hơn là học giáo lý. Biến cố năm 54 sở dĩ đưa được gần 800.000 đồng bào miền Bắc vào Nam, khách quan mà nói phần lớn là nhờ sự thuyết phục của giáo hội Công giáo. Những tín đồ Công giáo này dĩ nhiên trước hết vẫn là người miền Bắc với đầy đủ tất cả các lề lối suy nghĩ về truyền thống sống bám quê cha đất tổ. Nhưng họ có cái may là vì tin Chúa cho nên họ tin các cha bảo đi là họ nhắm mắt ra đi không cần suy tính. Bên cạnh các cha họ còn một điểm tựa tinh thần rất vững chắc nữa, đó là Thủ tướng Ngô Đình Diệm, người đồng đạo của họ. Điều này giải thích tại sao trong khối người di cư khổng lồ năm đó, dân Công giáo chiếm một tỷ lệ rất lớn. Và cũng chính vì người Công giáo luôn vâng lời các cha, cho nên bước đầu nơi xứ lạ, các linh mục đã tiếp tay với chính quyền, góp phần quan trọng trong việc ổn định nhanh chóng cuộc sống cho hàng trăm ngàn người. Nửa năm sau ngày đến trại, mọi cơ sở quan trọng đều hoàn tất, ít ra là bề mặt. Niên học đầu tiên cấp tốc khai giảng, và Thông được cha xứ giao cho dạy lớp cao nhất. Anh yêu nghề này lắm. Ở vào cái thời tiên học lễ hậu học văn, chẳng những trẻ con gặp anh ở đâu cũng khoanh tay cúi rạp người chào kính, mà ngay cả người lớn trong trại nhìn anh cũng tỏ ra hết sức trọng vọng. Muốn sang thì bác cầu kiều, muốn cho hay chữ phải yêu lấy thầy. Quanh Thông chưa có ai quên câu ca dao ấy, cho nên từ củ khoai mới rỡ, từ củ sắn đầu mùa, người ta đều sai con mang sang biếu Thông để tỏ chút lòng quý mến và biết ơn vì Thông đã dạy dỗ con cái họ. Các linh mục trong xứ cũng đặt trọn niềm tin ở Thông, bởi ngoài chức năng dạy học, Thông còn phụ trách tập hát cho ca đoàn, và nhất là anh luôn luôn có mặt ở hàng ghế đầu trong những buổi chầu lễ để làm gương cho lớp trẻ. Nói chung, giữa mấy ngàn người đa số nghèo khổ và ít học, anh là khuôn mặt nổi bật như ngọn hải đăng le lói giữa không gian dày đặc sương mù. Hôm nay thì tình hình không còn như thế nữa. Thông vừa vướng phải một lỗi lầm tai hại, làm thay đổi hẳn cái nhìn của mọi người chung quanh đối với anh, nghĩa là tự anh đẩy anh ra khỏi lòng ngưỡng vọng của thiên hạ. Cái lỗi lầm ấy là anh đã yêu một người mà đáng lẽ anh không được phép yêu. Với anh tự cảm thấy mình không có lỗi gì cả, hoặc có thì cũng không lớn lắm. Nhưng với giáo luật nghiêm khắc và với cái nhìn cổ điển của hàng ngàn người sùng đạo trong trại, thì anh đã là một con chiên lạc bầy, chống lại điều răn của Chúa. Anh phải bị tẩy chay, phải bị trừng phạt, và bước đầu tiên là hôm mãn trường, cha chính xứ gọi anh vào, báo cho anh biết là niên khóa tới sẽ không còn có tên anh trong ban giảng huấn của trường tiểu học nữa.
Thông về nhà nằm thao thức bao nhiêu đêm, trằn trọc suy nghĩ và tự vấn lương tâm của mình. Cũng có khi anh một mình quỳ lặng trước bàn thờ Chúa, nước mắt trào tuôn, cầu xin một sự soi sáng của Chúa nhân từ chỉ đường cho anh đi. Anh đã khóc trong tòa giải tội, đã xin gặp riêng cha chính xứ để giải bày, nhưng vị linh mục lớn tiếng mắng anh và khăng khăng bắt anh phải chấm dứt mọi liên hệ tình cảm với người đàn bà ấy. Nể thông vì bao nhiêu đóng góp cụ thể của anh, cho nên cha chỉ mắng thôi, chứ nếu gặp người khác thì cha đã nọc ra đánh cho ít nhất cũng 10 roi vào đít. Cha ra nghiêm lệnh nếu không chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính thì từ nay anh không được bước chân vào nhà thờ nữa. Đối với một người công giáo sống gắn bó trong xóm đạo, cái bản án ấy nặng nề lắm, bởi rõ ràng anh đã bị gạt hẳn ra ngoài xã hội, sống bên lề cái thế giới mà anh yêu mến. Cha xứ còn nhấn mạnh với anh là nếu anh không nghe lời cha, nhất định lấy người đàn bà ấy, thì khi anh ốm nặng, cha không làm phép sức dầu. Khi anh chết, cha không làm phép xác, và xác anh không được chôn trong đất thánh của nhà xứ. Bấy nhiêu lời đe dọa đủ làm anh choáng váng nghĩ đến lúc xuôi tay nhắm mắt. Người công giáo vốn quan niệm sinh ký tử quy, cuộc sống đời này không có gì quan trọng, bước sang thế giới vĩnh cửu bên kia mới thực sự là đáng kể. Cho nên sống chỉ để chuẩn bị cho lúc chết, sống không chọn đạo, tức là tự mình chọn con đường xuống hỏa ngục mai sau. Thông sợ lắm, có lúc đang nằm anh đã vùng dậy nắm tay quả quyết sẽ theo lời khuyên của cha xứ, nhưng rồi trái tim lại mềm yếu. Và nhất là trí óc anh vẫn thấy có cái gì vướng vất không thỏa mãn với những điều vị linh mục truyền dạy. Chúa không thể khắt khe như vậy, giáo hội cũng không thể cứng rắn như vậy. Có lẽ vị linh mục chính xứ kia vì tuổi tác đã cao, đầu óc bị đóng khung trong những giáo điều mà ông coi là bất di bất dịch, nên mới quá khó khăn với Thông như thế. Nghĩ ra điều ấy, Thông quyết định xin gặp cha Hảo, vị linh mục phó xứ tuổi mới ngoài 30, để xin một ý kiến thứ hai về chuyện tình của Thông, mà Thông hy vọng sẽ có lối thoát. Đó là lý do trưa nay Thông ra ngồi chờ ở sân nhà thờ. Tiếng chuông leng keng từ xa vọng lại làm Thông ngẩng đầu nhìn lên. Thông đứng dậy tiến lại phía nhà thờ, khẽ đẩy cánh cửa chính, trông vào. Cha Hảo vừa đứng dậy làm dấu thánh giá và tiến ra lối cửa hông bên gian cung thánh. Dáng người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu với ánh mắt tinh anh, cha là hình ảnh một tu sĩ trẻ trung, cởi mở, vẫn gần gũi với lớp thanh niên trong trại. Dĩ nhiên là một tông đồ của Chúa, cha Hảo luôn luôn vâng lời bề trên, chỉ định vào chức vụ nào cha cũng vui lòng nhận lãnh. Công việc ở trại này kể ra cũng nhiêu khê lắm, nhất là mấy năm đầu. Nhưng nhờ linh mục chính xứ tận tình quán xuyến, cho nên cha Hảo được nhẹ gánh, có thể dành nhiều thì giờ hướng dẫn lớp thanh niên trong xứ. Vừa thấy cha xuất hiện ở khung cửa, Thông vội vàng chạy lại. Từ xa, anh chắp hai tay trước bụng, cúi đầu chào. Thưa cha. Cha Hảo khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Thầy Thông đấy à, hôm nay nắng quá nhỉ? Trong câu xã giao và trong ánh mắt của cha, Thông thấy chứa đựng một chút nhạt nhẽo không như ngày trước. Anh tiến lại, khẩn khoản níu kéo. Trình cha cho phép con gặp cha mấy phút được không ạ? Cha Hảo nhìn về phía dãy nhà xứ và thoáng nghĩ nhanh tới linh mục chính xứ. Tuy cùng là linh mục cùng coi sóc giáo dân, nhưng cha vẫn tôn trọng hệ thống lãnh đạo và tránh dẫm chân lên công việc của vị bề trên. Cha biết rõ câu chuyện của Thông và dĩ nhiên, cha cũng biết Thông đã từng đến xin gặp cha chính xứ vài lần về chuyện này. Cha không muốn xen vào, nhưng vì tội nghiệp Thông, cha dè dặt hỏi lại. Thầy muốn gặp tôi để làm gì? Tôi vừa đi cấm phòng về, vội lắm. Thông xoa tay thở dài, ngoẻo đầu sang một bên, nét mặt hết sức thảm não như một con chiên ngoan đạo trong mùa thương khó. Anh nói, Trình cha, con biết cha trăm công nghìn việc, nhưng con chờ cha đã cả tuần lễ rồi. Con có chuyện rắc rối, khó xử quá mà chẳng biết giải bày cùng ai. Con xin cha hướng dẫn cho con. Đầu óc con lúc này hoang mang không biết tính thế nào. Cho nên con đành đánh liều đến gõ cửa cha. Xin cha rủ lòng thương. Cha Hảo thấy lòng nao nao xao xuyến. Cha nhìn Thông và nói.
Chuyện khó xử của thầy là chuyện cô quên chứ gì. Thầy đã cầu xin Chúa soi sáng cho thầy chưa? Thông rơm rớm nước mắt gật đầu. Anh xúc động không phải vì cha Hảo vừa nhắc đến người anh yêu, nghĩa là cha đã nhìn thấu nỗi khổ của anh, mà vì giọng nói của cha rất hiền hòa, bao dung, khác hẳn mọi lần gặp linh mục chính xứ. Anh chỉ được nghe những lời quát mắng và lên án gắt gao. Anh hạ giọng nói: "Thưa cha, cầu nguyện thì ngày nào con cũng cầu nguyện, nhưng con nhớ lời cha đã dạy là tự mình phải nỗ lực trước rồi mới cầu xin. Hôm nay con bạo dạn đến xin gặp cha là vì con cần cha khai thông cho con một vài điều mà con cảm thấy khúc mắc, không tự mình trả lời được." Cha Hảo lại nhìn vào nhà sứ, lưỡng lự mấy giây rồi miễn cưỡng bảo Thông: "Thôi được rồi, anh vào trong này với tôi." Thông thở phào cúi đầu nói: "Con xin đội ơn cha." Rồi cha Hảo đi trước, Thông theo sau, băng ngang khu sân đất trống khá rộng nối liền nhà thờ với dãy nhà ngủ dành cho tu sĩ. 3 năm trước cùng về đây có đến 5 linh mục, cho nên giáo dân cất dãy nhà sứ hình thước thợ, chia làm nhiều phòng rộng rãi để mỗi linh mục có một phòng riêng, chưa kể nhà họp, phòng khách vãng lai và phòng ăn tập thể. Gần 1 năm sau, theo lời khuyến cáo của chính quyền, một linh mục đưa khoảng mấy trăm giáo dân xuống cái sắn làm ruộng, rồi một vị khác kéo theo vài trăm giáo dân lên Ban Mê Thuật mở đồn điền, và một vị khác rủ được mấy chục gia đình lên Lộc Ninh. Thành ra bây giờ chỉ còn lại cha Xuân chính xứ và cha Hảo làm phụ tá. Dãy nhà tập thể từ đấy cũng trống hẳn đi, dư ra 2 gian khá lớn dùng để sinh hoạt đoàn thể và tập hát. Cha Hảo đẩy cánh cửa gỗ bước vào gian đầu tiên, vốn là phòng họp của hội đồng giáo xứ. Trên cái bàn dài kê giữa nhà, bộ ấm tách và cái điếu bát đặt ở một đầu. Đối diện bên kia là dăm cuốn sách kinh chồng lên nhau, bên cạnh mấy cái quạt giấy. Cha Hảo bảo Thông ngồi rồi tiến lại đẩy liếp cửa sổ cho gió lùa vào. Thông đưa tay nâng cổ áo rũ rũ mấy cái, kéo lớp vải đẫm ướt mồ hôi dính sát vào lưng làm anh thấy nhơm nhớp khó chịu. Cha Hảo ngồi xuống đối diện Thông và chậm rãi lên tiếng: "Chuyện của thầy tôi biết rồi, thầy không phải kể. Tôi còn biết cả việc thầy cãi lệnh cha xứ nữa. Nhưng thầy bảo là thầy có vài điều khúc mắc chưa thông. Thầy nói thử tôi nghe xem thế nào." Thông đặt 2 bàn tay trên bàn đan vào nhau ngay ngắn. Anh Toan trả lời thì cha Hảo lại thêm: "Thầy uống nước đi đã, đứng ngoài sân nhà thờ từ nãy đến giờ chắc là khát nước lắm." Vừa nói cha vừa bưng tích nước rót ra cốc. Thông vội đứng bật lên đỡ lấy và làm thay cho cha. Anh uống cạn một ly rồi nói: "Trình cha, cha biết rồi thì con không dám giấu. Cô Quyên có chồng ở ngoài Bắc, di cư vào Nam một mình." Cha Hảo giơ tay ngăn lại và đổi cách xưng hô: "Cha cắt lời anh ở chỗ này. Cô Quyên đã có chồng. Chính anh vừa xác nhận. Cô Quyên đã có chồng. Chấm hết. Không nói thêm nữa. Điều răn thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Anh không thể lấy người đàn bà đã có chồng. Luật đời, luật đạo thời nào cũng nghiêm cấm. Chỉ có thế thôi. Anh còn độc thân, lấy ai cũng được. Nhưng dứt khoát không thể lấy một người đàn bà đã có chồng. Anh đòi lấy cô Quyên, không có linh mục nào có thể làm phép cưới cho anh." Thông nhìn cha Hảo khẩn khoản trình bày: "Thưa cha, con biết là con có lỗi, nhưng con xin cha xét lại, không phải là cho con, mà cho cô Quyên, kẻo tội nghiệp cô ấy. Mà bẩm lại cha, con xin cha tha lỗi. Nào có phải chỉ có mình cô Quyên? Hoàn cảnh đất nước chia đôi gây nên biết bao nhiêu là giang dở, chồng Bắc vợ Nam, chồng Nam vợ Bắc. Lúc ra đi, ai cũng nghĩ rằng chỉ sau 2 năm thì tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Thành ra những người xa vợ xa chồng mới an tâm chờ đợi. Bây giờ thì rõ ràng là không có tổng tuyển cử nữa. Bắc là Bắc, Nam là Nam, muôn đời không gặp nhau. Ngô Tổng thống đã tuyên bố với quốc tế như vậy. Cô Quyên năm nay mới 22 tuổi, bỗng dưng có chồng mà thành quá bụa. Trình cha, cha cho phép con mới dám nói. Giả như biết chắc là Bắc Nam chia đôi 5 năm, 10 năm hay thậm chí 20 năm, rồi sẽ thống nhất, thì người ta còn có thể chờ được. Đằng này thưa cha, đâu có biết ngày nào cô ấy gặp lại chồng cô ấy. Mà khi gặp lại, đã chắc gì là chồng cô ấy không lấy người khác rồi. Chắc chắn như thế thưa cha. Ngay cái lúc mà còn ở với cô Quyên, ông ấy đã lấy người khác rồi. Cha Hảo lắng nghe ý kiến của Thông, phe phẩy chiếc quạt và đáp:
Đàn bà xưa nay thủ tiết cũng là chuyện thường, có gì đâu mà anh phải thắc mắc. Nhưng mà ở đây cha đang nói đến luật của Chúa, đến điều răn của hội thánh. Những kẻ dối đạo mất linh hồn thì cha nói đến làm gì nữa. Cha chỉ bàn đến con chiên thật của Chúa mà thôi. Nước Đức cũng chia hai, Triều Tiên cũng chia hai, chẳng phải là riêng nước ta. Thế cha hỏi anh câu này, thế ngộ nhỡ cô Quyên vừa lấy chồng năm nay, sang năm Ngô Tổng thống cho quân Bắc tiến thành công, cô ấy về là gặp lại người chồng cũ thì sao? Thông trầm ngâm cúi xuống, trong thâm sâu anh cũng giống như muôn vàn người di cư, hằng tin là Ngô Tổng thống có thể lấp sông Bến Hải, đánh thắng được miền Bắc. Chỉ có điều làm anh băn khoăn là chuyện ấy chẳng biết đến bao giờ mới xảy ra, bởi chính miền Nam còn chưa ổn định. Anh bồi ngồi nói, thưa cha, giữa việc hiện tại là giáo hội cấm những người như cô Quyên lập gia đình lại và chuyện tương lai là chuyện thống nhất Bắc Nam, chưa biết có xảy ra hay không. Con trộm nghĩ thì con chỉ nên nhìn thẳng vào hiện tại mà thôi. Cha Hảo lắc đầu, anh không thể nói như thế được. Từ nãy đến giờ thì cha cũng bàn góp với anh cho vui câu chuyện mà thôi. Những câu chuyện ấy thì thật ra là lạc đề cả. Bây giờ trở lại với giáo luật, không nói chuyện hoàn cảnh chính trị nữa, anh chỉ cần nhớ rằng cô Quyên đã có chồng, không thể lấy chồng được nữa. Trừ trường hợp chồng cô ấy chết mà có bằng chứng cụ thể hoặc có người đứng ra làm chứng. Thông bưng ly nước uống cạn rồi thở mạnh và nói, trình cha, các cái xã hội phong kiến thời trước bảo vệ quyền lợi và thú vui của đàn ông, cho nên là chấp nhận chuyện đa thê, cho phép đàn ông được ngang nhiên lấy nhiều vợ. Cái ưu điểm của đạo Công giáo là cấm đa thê, mọi người đều chỉ có một vợ một chồng mà thôi. Như thế tức là đạo Công giáo đã nâng phẩm giá của người đàn bà lên, ngang hàng với đàn ông, theo đúng ý chỉ của Thiên Chúa. Là người Công giáo con vẫn hãnh diện về điểm này, nhưng con xin cha tha lỗi. Luật hôn nhân của đạo Công giáo có quá đáng hay không khi giáo hội không cứu xét từng trường hợp cá nhân hoặc không giải quyết những trường hợp đặc biệt do hoàn cảnh xã hội tạo ra, chẳng hạn cụ thể là đất nước Việt Nam đang chia cắt. Ý con muốn mạo muội thưa với cha là những cặp vợ chồng sống xa nhau như cô Quyên chẳng hạn, hoàn toàn không phải vì họ muốn bỏ nhau. Cha Hảo lại giơ tay ngắt lời Thông. Cha hiểu ý anh, nhưng luật là luật. Làm sao anh biết là Bắc Nam sẽ không có ngày tái thống nhất? Trong tình hình hiện tại, anh chỉ cần nhớ một điều là cô Quyên đã có phép hôn phối tại nhà thờ. Như thế nghĩa là cô Quyên không thể lấy ai được khi chồng cô ấy còn sống. Mà giả dụ chồng cô ấy có lỡ đi lấy người khác đi chăng nữa, điều đó cũng không thay đổi được luật hội thánh. Bí tích hôn phối anh đã biết. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không có quyền phân rẽ. Thông nén tiếng thở dài, hóa ra lập luận của cha Hảo cũng chẳng khác gì những điều cha Xuân đã nêu ra, có khác chăng chỉ là cách nói dịu dàng và chấp nhận cho Thông được đối thoại cởi mở hơn mà thôi. Vào thời này, khi mà giáo hội còn chịu ảnh hưởng nặng nề của xã hội phong kiến, các linh mục thường vẫn xử sự với tín hữu như một ông quan đối với dân đen, mà nói đúng ra thì có khi còn hơn cả một vị quan nữa, bởi quan chỉ có thế quyền, còn linh mục thì đôi khi nắm cả thế quyền lẫn thần quyền. Giáo dân sợ cha hơn là sợ quan, bởi vốn người theo đạo thì linh hồn trọng hơn thể xác, cuộc sống đời sau quý hơn cuộc đời hiện tại. Cha Xuân là điển hình của lớp giáo sĩ cổ điển đó, cha rất đạo đức nhưng cũng rất khó khăn. Các bà, các cô đến gặp cha đưa tiền xin lễ, không bao giờ được đặt đồng tiền vào tay cha. Cha thường dùng cái quạt giấy chìa ra để người ta bỏ tiền lên đó. Nam nữ thọ thọ bất thân, câu châm ngôn ấy cha áp dụng triệt để, không có ngoại lệ. Cho nên không bao giờ cha có thể cảm thông nổi hoàn cảnh đáng thương của Quyên. Cái thái độ cấp tiến cởi mở của cha Hảo đôi khi còn làm cha Xuân nhiều lúc bực bội. Nhưng cùng là linh mục cho nên cha ngại nói. Cha cũng quý mến Thông vì anh là giáo viên, là người dạy hát cho ca đoàn và hăng say trong mọi công tác nhà thờ. Thế mà khi nghe Thông giải bày mối quan hệ của anh với Quyên, cha đã lớn tiếng mắng át đi và đuổi anh ra ngay khỏi phòng làm việc của cha. Với cha Hảo thì có khác. Thông không ngờ cha kiên nhẫn lắng nghe. Anh chờ đợi những lời thịnh nộ của cha, nhưng tuyệt nhiên cha vẫn điềm tĩnh, coi anh như một người ngang hàng, bình đẳng trao đổi ý kiến với nhau. Điều này quá hiếm trong hàng giáo phẩm Việt Nam thời ấy, cho nên Thông rất cảm động. Anh tự rót cho mình cốc nước nữa, rồi như người bị đè nén lâu ngày, chờ cơ hội phun ra cho thỏa thích.
Anh hăng hái nói: Trình cha, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không có quyền phân rẽ. Con cũng biết như thế, nhưng con trộm nghĩ, Chúa Giêsu trước khi về trời đã bảo các tông đồ rằng: Điều gì các con buộc thì trên trời cũng buộc, điều gì các con tha thì trên trời cũng tha. Như vậy là Chúa đã trao quyền cho giáo hội, bởi giáo hội đi sát với thế gian, nhìn rõ từng hoàn cảnh mà quyết định. Trình cha, chẳng hạn như hội thánh cấm ăn thịt ngày thứ sáu để ghi nhớ ngày Chúa chịu nạn. Nhưng đối với những nước chiến tranh hoặc gặp thiên tai, thì giáo hội cũng tha, không bắt phải giữ luật này. Trình cha, đất nước ta không may bị chia hai, làm nhiều cặp vợ chồng ly tán, như trường hợp cô Quyên. Cái ấy là do hoàn cảnh chứ đâu có phải người ta cố ý. Mà hoàn cảnh ấy xem chừng không có hy vọng gì hàn gắn được. Con trộm nghĩ, giáo hội cần cảm thông và cho họ một lối thoát, còn hơn là để họ sa ngã. Cha Hảo đang ngồi bỗng dưng đứng bật dậy, thông chố mắt sợ hãi tưởng cha nổi giận về đề nghị táo bạo của mình. Nhưng cha từ từ tiến lại cửa sổ, cầm cái quạt phe phẩy và nhìn ra khu vườn phía sau. Những khóm mía siêu vẹo, lá dài rũ xuống khô quằn dưới sức nóng nung người. Điều mà Thông phát biểu, cha đã từng nghĩ đến nhiều lần, nhưng chính cha là một giáo sĩ, một tông đồ của Chúa, cũng chưa dám nói ra điều ấy với bất cứ ai. Thế mà một tín hữu tầm thường như Thông lại cả gan gợi ý với cha, làm cha bất chợt băn khoăn. Đúng như Thông nói, Kinh Thánh quả có ghi lại điều ấy do chính Chúa dặn các môn đệ trước giờ chia tay. Dưới đất tha thì trên trời cũng tha. Bí tích hôn nhân có thể gỡ được khi cần phải gỡ. Một cặp vợ chồng không thể sống với nhau mà giáo hội cứ trói buộc bắt phải chung sống thì có thể gây ra án mạng hoặc mất đức tin của cả hai người. Trường hợp ấy, dưới đất có nên tha để trên trời cũng tha hay không? Hoàn cảnh ngặt nghèo của đất nước hiện nay, bao nhiêu cặp vợ chồng chia lìa không hẹn một ngày tái ngộ. Ngay trước mặt cha, trong trại định cư này đã có đến hàng chục giáo dân gặp cảnh éo le như thế. Giáo hội có nên cởi phép hôn phối để họ lập gia đình lại hay không? Cha phân vân nghĩ ngợi rồi quay lại hỏi Thông: Những điều thầy vừa nói với tôi, thầy đã trình với cha Xuân chưa? Thông ngước mắt khổ sở đáp: Trình cha, cha xứ đâu có bao giờ cho phép con nói. Con chưa kịp mở miệng thì ngài đã mắng ầm lên và đuổi con ra rồi. Cha Hảo gật đầu thông cảm nhưng không biết nói gì. Thông lại dè dặt ngỏ ý: Xin cha giúp con một tiếng được không ạ? Cha Hảo trở lại chỗ ngồi và trầm ngâm đáp: Cái ý của thầy mới mẻ quá, cách mạng quá. Chẳng những hàng giáo sĩ chưa thể chấp nhận được, mà ngay cả đến giáo dân cũng không ai đồng ý. Lẽ tất nhiên Chúa Giêsu cho quyền các tông đồ của người được gỡ phép hôn phối, nhưng đó là trong những trường hợp vạn bất đắc dĩ, chứ không thể vin vào đó mà lạm dụng thay vợ đổi chồng. Thông cắt ngang: Con xin phép ngắt lời cha, cô Quyên có ý thay vợ đổi chồng đâu thưa cha, rõ ràng là hoàn cảnh đấy chứ ạ. Con cũng xin thưa thêm với cha là dạo trước lúc cô ấy mới 17 tuổi thì chồng cô ấy đi lính cho Tây, đóng đồn ở gần làng cô ấy. Thấy cô ấy có nhan sắc, ông ta dùng quyền thế để ép gia đình phải gả. Đến lượt cha Hảo giơ tay ngăn lại: Đó không phải là lý do để bỏ chồng, cha không muốn bàn đến lý lịch. Thông vội gật đầu: Vâng thưa cha, ấy là con cũng kể câu chuyện để cha biết thêm thôi chứ đâu có phải là hễ mà cứ bị bố mẹ ép gả là có quyền bỏ nhau. Thời trước có cô gái nào mà không do cha mẹ định đoạt việc hôn nhân. Con chỉ xin cha rủ lòng thương cho cô ấy được rút lại phép hôn phối lần thứ nhất là vì hoàn cảnh. Cha Hảo lại ngồi yên, cốc nước trà nguội uống dở xoay xoay trong tay ra chiều rất tư lự. Từ năm ngoái đến giờ trong trại định cư này đã có đến hai cặp vợ chồng giống như Thông và Quyên phải rủ nhau bỏ trốn đi nơi khác lập nghiệp vì không chịu nổi sự chỉ trích gay gắt của cha xứ cũng như áp lực của người chung quanh. Làng Công giáo vốn là cái thế giới rất nhỏ hẹp, rất gắn bó mà mọi chuyện lớn nhỏ diễn ra người ta đều biết và đều trình với cha. Mấy ngàn giáo dân ở đây không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm mang một ý niệm về trật tự trên dưới, nhất Chúa, nhì cha, thứ ba Ngô Tổng thống. Cho nên đôi khi cả những tội phạm liên quan đến hình sự như trộm cắp đánh lộn, người ta cũng không cần nhờ đến pháp luật mà chỉ giao phó cho cha xứ phân xử.
Trong ý nghĩ của cha Xuân, những kẻ yêu nhau bất chính, bỏ đi khỏi sứ đạo là điều hợp lý, chẳng có gì đáng tiếc, bởi họ ở đây chỉ làm gương xấu cho người khác. Nhưng cách nhìn của cha Hảo thì lại khác. Chăn dắt một đàn chiên mà để mấy con lạc bầy là lỗi lầm một phần do người mục tử. Giáo dân bỏ sứ đạo rất khó có thể sống cuộc đời Kitô hữu. Nếu nay Mai Thông và Quyên cũng lại ra đi, mang theo lòng bất mãn đối với giáo hội, thì bầy chiên của cha sẽ mất thêm hai linh hồn. Trong cuộc di cư đổi đời này, hoàn cảnh sống hỗn tạp xô bồ, một hai năm đầu chưa ổn định, đến ngay hàng giáo sĩ cũng có những linh mục và tu sinh sa ngã, huống hồ là giáo dân. Cha vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói: "Thôi anh về đi, để cha xem. Cha phải ra nhà thờ bây giờ, tại vì có lớp giáo lý cho các trẻ em." Thông đứng dậy khoanh tay và khẽ cúi người đáp: "Con đội ơn cha, xin cha giúp chúng con." Cha Hảo cũng đứng lên và dặn: "Phép hôn phối thì chỉ có Đức Giáo Hoàng mới tha được. Cha không biết là có giúp gì được anh hay không. Nhưng anh bảo cô Quyên viết đơn trình tòa thánh, kể rõ hoàn cảnh của cô ấy. Cô ấy mang đơn lên trình cha xứ để cha chuyển lên tòa giám mục, rồi tòa giám mục sẽ đệ trình Đức Giáo Hoàng. Cứ thử làm như thế xem ý các đấng bề trên như thế nào." Thông gãi đầu ngần ngại, làm đơn theo hệ thống giáo phẩm như thế có nghĩa là Đức Giáo Hoàng chỉ phê chuẩn theo ý kiến thuận hay chống từ phía dưới đưa lên. Như vậy thì cái bậc thềm thứ nhất vẫn là cha Xuân, vẫn là người quyết định. Nếu cha cho phép thì tòa tổng giám mục sẽ cho phép và tòa thánh La Mã cũng mặc nhiên ưng thuận. Còn nếu cha Xuân bác đơn hoặc con đơn của Quyên và thùng rác thì mọi chuyện vẫn chỉ là nước lã ra sông. Như thế thì cái câu hỏi quan trọng nhất bây giờ đặt ra cho Thông và Quyên là làm thế nào để đơn của Quyên được phê thuận trước khi chuyển lên tòa giám mục. Ngày nào cha Xuân còn ngồi ghế chính xứ thì ngày ấy Quyên không thể mảy may hy vọng. Đầu óc ngài thủ cựu lắm, phán đoán của ngài cứng rắn lắm. Con gái sắp lấy chồng rồi mà đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm hay tờ báo phụ nữ, cha còn gọi lên bắt quỳ trước sân nhà thờ và đánh năm roi. Một đôi thanh niên nam nữ đã làm đám hỏi, ngày chủ nhật rủ nhau đón xe ngựa xuống chợ quận xem cine, có người mách cho cha biết, cha cũng gọi lên bắt quỳ trước hang đá Đức Mẹ đọc kinh một tiếng đồng hồ để sám hối. Sự nghiêm ngặt ấy, cha cứ tiếp tục áp dụng và coi đó là nghệ thuật lãnh đạo rất chính đáng, bởi nó được các ông già bà già trong xứ hết lòng ủng hộ. Họ tin rằng nhờ cha mà con cái họ không hư, không ai trách cha mà trái lại còn mang ơn. Đã thế cha lại rất được kính nể, vì cha thường nỗ lực vận động quyên góp để tu bổ nhà thờ, xây dựng trường học và bệnh xá. Cha tìm chỗ quen biết, đến các cơ quan viện trợ, xin gặp riêng ông tỉnh trưởng, quận trưởng, thậm chí lên tới cả phủ tổng ủy di cư và bộ xã hội để xin tiền hoặc vật liệu. Mà cái gì cha xin được cũng giao hết cho hội đồng giáo xứ, sổ sách minh bạch, chi dụng vào việc công ích mà thôi. Học sinh con nhà nghèo cha cứu xét cho miễn phí, trẻ em xuất sắc cha cấp học bổng. Cho nên nói chung, đem lên bàn cân, công bằng mà xét thì mấy ngàn giáo dân vẫn dành cho cha mọi sự quý mến và phục tùng. Trong tất cả mọi việc phải giải quyết về mặt đạo, thì chuyện trai gái hôn nhân là vấn đề cha xứ khắt khe nhất. Ở gần cha đã lâu, Thông biết rõ điều đó, cho nên bảo anh xin cha cho Quyên đi lấy chồng khác, thì có khác nào làm công việc đội đá vá trời. Nghĩ thế, Thông buồn rầu nói với cha Hảo: "Thưa cha, con sợ cha xứ sẽ xé đơn của cô ấy. Ngài nóng nảy lắm, con chắc ngài không chuyển lên tòa giám mục đâu. Con xin cha thương, cha giúp cho chúng con, thì suốt đời chúng con đội ơn cha." Cha Hảo gắt nhẹ: "Thì anh cứ về bảo cô ấy làm đơn đi rồi đưa lên đây cho tôi." Thông vui mừng đáp ngay: "Vâng, con sẽ bảo cô ấy làm ngay. Con cảm ơn cha, con xin phép cha con về ạ." Dứt lời, Thông bước lùi ra cửa, nhưng cha Hảo lại dặn thêm bằng một giọng cứng rắn hơn: "Tuy nhiên anh phải nhớ rằng, nếu tòa thánh không tha phép hôn phối cho cô ấy, thì anh và cô ấy phải vâng lời tòa thánh, chấm dứt ngay không gặp nhau nữa. Một khi giáo hội đã quyết định, tức là giáo hội có lý lẽ của giáo hội, anh phải tuân theo. Nhớ chưa? Anh có hứa với cha điều ấy không?" Thông gật đầu quả quyết: "Thưa cha, con nhớ ạ, con xin hứa ạ." Thông chào cha Hảo một lần nữa rồi quay nhanh ra cửa. Anh thấy thấp thoáng ở sân nhà thờ, hàng chục đứa trẻ đang nô đùa đuổi bắt nhau, trong đó có cả lũ học trò của anh. Anh vội đi vòng sang con đường nhỏ khuất giữa những vườn sắn,
để theo lối tắt về nhà. Lòng anh lâng lâng một nỗi vui thoáng hiện vì cha Hảo vừa cho anh nhìn thấy chút hy vọng của tương lai. Mấy tháng nay, anh vật vờ khổ sở vì có cảm tưởng mình bị hất ra khỏi xứ đạo, như đứa con bị mẹ cha và anh em ruồng rẫy. Hàng xóm láng giềng, phụ huynh học sinh không ai bảo ai, nhưng đều có cái nhìn khác đối với anh, khiến anh né tránh mọi đám đông. Bất đắc dĩ phải bước ra đường, anh cắm cúi đi cho mau, không còn thoải mái tự tin như ngày trước. Thậm chí có lúc nản lòng quá, anh đã tính đến chuyện rủ Quyên trốn đi chung sống, bất chấp giáo luật, hoặc một mình anh tình nguyện đăng vào trường sĩ quan. Mới tháng trước có người quen rủ anh gia nhập cán bộ công dân vụ, đi xuống các vùng nông thôn miền Tây giúp dân ổn định. Anh đã toan đi, nhưng rồi nghe Quyên nài nỉ, anh lại yếu lòng nán lại, kéo dài nỗi ưu tư về niềm tin tôn giáo. Hôm nay thì anh vui lên được một chút, dù rằng cái thủ tục mà cha Hảo nêu ra, chính anh cũng cảm thấy nhiêu khê và không chắc đã có kết quả. Thông về đến nhà lúc mặt trời đã chênh chếch sau vườn, tỏa bóng râm của mái tranh bao phủ hết khoảng sân trước. Trại định cư thiết lập mới gần 3 năm nên chưa có cây lớn để người ta nương nhờ bóng mát. Thông liếc nhìn sang nhà Quyên chung vách với anh, thấy cánh cửa chính và cửa sổ vẫn còn đóng kín. Giờ này Quyên đi chợ chắc cũng sắp về. Nàng có sạp vải nho nhỏ đủ kiếm sống qua ngày. Thông đứng chống nạnh ngó ra sân, đàn gà mới nở của Thông đang tíu tít kiếm ăn quanh bếp và cạnh bờ giếng. Thông ngồi bệt xuống hè, phanh nút áo rồi vớ cái quạt nan, vừa phe phẩy vừa nghĩ đến Quyên. Anh nóng lòng muốn gặp Quyên ngay để kể cho nàng cuộc đối thoại vừa rồi giữa anh với cha Hảo, để mang lại cho nàng một chút háo hức, xóa đi những ngày tháng buồn phiền vừa qua. Nhưng anh ngại ra chợ, đi trên những quãng đường vắng anh còn dè dặt, huống chi xông ra chỗ đông người. Từ cả tháng nay, anh đâu còn là ông giáo Thông được cả trại kính nể nữa. Trời đã về chiều nhưng sức nóng vẫn còn oi ả. Mấy gáo nước giếng mát rượi làm Thông thấy thoải mái dễ chịu. Anh đang phơi bộ quần áo ướt trên chiếc xào tre nối liền nhà bếp với giàn mướp thì có khách đến tìm. Đó là một phụ huynh học sinh mà Thông biết khá rõ, từng mời đến nhà ăn cơm sau khi đứa con đỗ bằng tiểu học. Người đàn bà tuổi khoảng 40 ấy tiến vào sân chào Thông rồi trao cho anh một gói nhỏ và khách sáo nói: Dạ thưa thầy, dạ chúng tôi vừa mới xuống Sài Gòn thăm cháu Mai, cháu nhờ mang về biếu thầy tí quà, tuy chả đáng giá bao nhiêu nhưng mà gọi là có tấm lòng thành, xin thầy nhận cho ạ. Thông đỡ cái gói giấy từ tay người đàn bà, vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cứ chố mắt nhìn không biết nói gì. Khá lâu anh mới bảo: Tôi xin cảm ơn bà, nhờ bà cho tôi gửi lời cảm ơn cô Mai, mời bà vào nhà xơi cốc nước đã. Bà khách nhũn nhặn lắc đầu: Dạ dạ thôi ạ, cảm ơn thầy ạ, để khi khác ạ, tôi phải đi nhà thờ bây giờ. Thông tiến khách ra cổng rồi quay nhanh vào, bàn tay run run anh hồi hộp mở gói quà. Trước mắt anh hiện ra hai sấp vải đặt chồng lên nhau, sơ mi trắng và quần xanh màu nước biển. Kẹp giữa hai sấp vải là tờ giấy ghi mấy chữ Mai viết cho Thông. Anh cầm lên đọc lướt thật nhanh rồi thở dài, bâng khuâng nhìn ra đường. Kỷ niệm cũ trở về rất nhanh, làm anh thấy nao nao bứt rứt, thương cho cô học trò cũ. Lúc trại định cư vừa thành hình, dãy nhà sứ sau lưng nhà thờ, ngoài các linh mục còn có gần 10 chủng sinh. Các chủng sinh này là những người đang học dở dang tại miền Bắc, hoặc ở tiểu chủng viện tức là bậc trung học, hoặc đã lên đại chủng viện tức là bậc đại học, ngày đêm trau dồi văn hóa song song với thần học trên chặng đường tu hành mà giáo hội đã ấn định. Mọi chuyện đang êm xuôi thì đất nước chia đôi, các tu sinh ấy di cư vào Nam chưa có trường thu nhận nên phải chịu cảnh bơ vơ mất khoảng gần 2 năm.
Trong lúc chờ đợi tình hình ổn định, họ tập trung ở trại này đến hơn 10 người, trong đó có thầy phán đã chịu chức bốn, nên giáo dân thường gọi là thầy bốn phán. Chức bốn là chức cuối cùng mà người tu sĩ phải quyết định hoặc ở lại làm linh mục hoặc quay trở về đời. Nghĩa là giáo hội thu nhận một tu sinh từ năm đệ thất, nuôi cho ăn học khoảng hơn 10 năm. Nếu không có tỳ vết gì thì tu sinh đó sẽ trở thành thầy bốn và tiếp tục học trình lên chức năm, chức sáu và cuối cùng là thành linh mục. Thầy bốn phán cũng giống như bao nhiêu tu sĩ di cư khác tách rời khỏi khuôn viên tu viện, lao vào sống với giáo dân trong những điều kiện chật hẹp và chung đụng rất trần tục. Mấy ngàn tín hữu ở đây dĩ nhiên rất kính trọng thầy, bởi nấc thang của thầy chỉ thua các cha có một bậc. Thầy mới ngoài 20, nói năng hoạt bát, kiến thức hơn người, lại hăng say làm việc tông đồ, phụ giúp các linh mục giảng dạy giáo lý và hướng dẫn cho các thanh niên nam nữ trong trại về tinh thần. Trong số hàng trăm cô gái mới lớn, ngày ngày nhìn thầy cảm phục, thầy để ý cách riêng đến Mai, không những vì cô đẹp mà còn vì cô là giọng ca rất hiếm quý của hội hát do thầy phụ trách. Mỗi ngày 2 tiếng vào giờ xế chiều, khi nhà thờ đóng cửa, thầy thường đệm đàn harmonium tập riêng cho Mai hát, và nhất là cấp tốc dạy riêng cho Mai đàn, để sau này khi thầy trở lại đại chủng viện thì Mai sẽ thay thầy đệm phong cầm cho nhà thờ. Sự chung đụng riêng tư ấy đã nhanh chóng đẩy thầy và Mai vào hố sa ngã. Mai cũng là người ngoan đạo, nhưng không cảm thấy việc thầy phán yêu mình là một hành vi tội lỗi, mà trái lại, cô còn thấy hãnh diện bởi giữa bao nhiêu cô gái trong trại, chỉ một mình cô được lọt vào mắt xanh của thầy. Tín hữu của tôn giáo nào cũng có những người mắc phải cái nhìn lệch lạc ấy. Từ lòng kính trọng tu sĩ dần dà chuyển sang tình yêu xác thịt mà không thấy mặc cảm, không thấy có một biên giới nào ngăn cách. Thầy phán và Mai cứ quấn quýt bên nhau, tự đánh lừa mình và lừa mọi người chung quanh là mình đang làm công việc chung. Trong ca đoàn cũng có đôi tiếng sầm sì bàn tán, nhưng chẳng ai nỡ lớn tiếng phao tin ra ngoài, một phần vì dù có nói ra chắc cũng ít người tin là thầy phán bê bối, một phần khác là vì dù có nghi thầy phạm tội thì cũng nên che đậy dùm để khỏi mang tiếng là vạch áo cho người xem lưng. Thầy phán mồ côi cha, chỉ còn bà mẹ và cô em gái. Mẹ thầy, bà Ký Phác, hiện ở ngay trong trại, tuổi mới ngoài 40, nhưng vì có con sắp làm linh mục nên mọi người chung quanh đều gọi một cách trọng vọng là bà cố. Đối với thế giới khép kín của sứ đạo thì nhà nào có con đi tu là cả một niềm vinh dự cho toàn gia đình, nhất là cha mẹ, bởi không phải ai cũng được ơn kêu gọi. Bà Ký Phác đêm ngày đọc kinh cầu nguyện xin cho con đi chọn đoàn đường ân sủng để 1-2 năm nữa thụ phong linh mục về làm lễ mở tay tại nhà xứ. Được như thế, cuộc đời bà kể như mãn nguyện, Chúa có gọi về bà cũng rất vui lòng. Mỗi lần thầy phán từ nhà xứ về thăm mẹ, bà thường sốt ruột hỏi: Thế bao giờ con mới trở lại trường? Chả nhẽ cứ mãi như thế này à? Thầy phán hiểu là mẹ chỉ mong cho mình mau tới đích, cho nên lần nào thầy cũng trấn an: Chắc chỉ độ vài tháng nữa thôi. Con nghe bảo là hết hè này thì chúng con về Đại chủng viện Sài Gòn hoặc là Đại chủng viện Xuân Bích. Bà mẹ cúi đầu trầm ngâm một chút rồi chớp mắt ưu tư bảo: Cứ ở trà trộn mãi với thế gian như thế này, mẹ lấy làm lo lắm. Con phải giữ mình, siêng năng đọc kinh cầu nguyện, xa lánh trước cám dỗ. Bà bỏ dở câu nói, nhưng bấy nhiêu đủ làm thầy phán tái mặt đoán rằng tiếng đồn đã phong thanh đến tai mẹ mình. Thầy ú ớ nói vài lời chống chế rồi xin phép trở về nhà xứ. Mối lo ngại của bà Ký Phác chỉ ít lâu sau trở thành sự thật. Một hôm, thông có hẹn với thầy vào buổi tối để bàn chuyện tổ chức đại lễ thánh bổn mạng của toàn xứ. Hôm ấy các linh mục đều về Sài Gòn dự phiên họp của tòa giám mục. Trong trại chỉ còn mình thầy phán là cao chức nhất. Sau buổi đọc kinh thường lệ, hôm ấy có đoàn văn nghệ về chiếu bóng ở sân nhà thờ cho đồng bào tập trung coi. Dường như cả trại không ai vắng mặt. Người thì mang theo ghế đầu, người thì xách theo khúc cây. Thậm chí có gia đình mang cả chiếu ra trải trên nền đất, nằm ngồi la liệt, há mồm nhìn lên bàn ảnh. Trẻ con hò hét chỉ trỏ, cười rộ lên từng chập. Tối hôm ấy, Thông đứng thật xa ở cuối đám đông. Chưa hết cuộn phim thời sự ghi cảnh Tổng thống cùng các bộ trưởng đi kinh lý khu dinh điền, lội ruộng,
thăm hỏi nông dân thì đã đến giờ anh phải gặp thầy phán. Anh đi men theo hông nhà thờ ra dãy nhà sứ phía sau và đứng lại ở gian thứ nhất, vốn là phòng họp của hội đồng giáo sứ mà anh đã hẹn với thầy. Anh ngồi trên bậc xi măng, vén tay áo nhìn đồng hồ và kiên nhẫn chờ đợi. Bên tai anh văng vẳng tiếng máy điện của đoàn chiếu bóng và giọng thuyết minh trong cuốn phim phóng sự đang tán tụng công trình thiết lập khu dinh điền của chính phủ. Quanh khuôn viên nhà thờ và khu nhà sứ, không một bóng người qua lại, bởi người ta dồn hết lại xem phim, một biến cố mà cả năm mới có một lần. Cả nửa tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy thầy phán, Thông sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui. Thầy vốn là người rất đúng hẹn, tại sao hôm nay lại quên? Thông lững thững thả bộ lại phía phòng của thầy, nằm ở góc dãy nhà hình thức thợ sát buồng ăn tập thể dành cho các tu sĩ. Anh thấy ánh đèn le lói từ bên trong lọt qua những kẽ hở của bức vách gỗ. Toàn khu đêm nay vắng lặng và tăm tối hơn mọi khi vì các cha đều đi họp tận Sài Gòn. Thông đứng đợi trên thềm một lúc trước phòng thầy phán, ngay dưới giàn thiên lý mà thầy sai người trồng để lấy bóng mát buổi trưa. Thêm khoảng 10 phút nữa vẫn không thấy thầy xuất hiện, anh mới đành miễn cưỡng bước lên hè và đưa tay định gõ cửa. Nhưng chưa kịp gõ thì anh nghe có tiếng con gái thì thầm từ bên trong. Anh tham lam quá, lúc nào cũng đòi. Thôi, em cho anh đấy. Thông lặng người rụt tay lại, giọng nói ấy rất quen, Thông không thể nhầm lẫn được. Mai là học trò năm ngoái của Thông sau khi đậu tiểu học, thì nghỉ vì trại định cư chưa có bậc trung học. Hơn nữa cô đã 16 tuổi, gia đình không muốn cho cô đi xa. Mẹ cô có lần bảo Thông: cháu nó lớn rồi thầy ạ, học làm học ăn rồi còn lấy chồng chứ học chữ làm gì nữa. Thanh niên trong trại rất nhiều người để ý đến Mai, bởi cô là một khuôn mặt nổi bật của xóm đạo. Không ngờ người đầu tiên chiếm đoạt cô lại là thầy phán. Đứng nép vào bên khung cửa khuất sau giàn thiên lý, Thông lặng người như vừa trúng gió. Tiếng Mai tiếp tục vọng ra: ai biết thì chết, tắt đèn đi. Thầy phán dịu dàng bảo: anh thích để đèn, anh muốn nhìn em mà. Đẹp như thế này mà không cho người ta nhìn à? Tắt đèn thì rõ là áo gấm đi đêm. Mai nũng nịu nói: không tắt đèn thì ít ra cũng phải buông bùng xuống chứ, em ngượng lắm. Thông cố trấn tĩnh, nửa muốn bỏ đi, nửa tò mò muốn đứng lại theo dõi. Bên trong lại có tiếng cười trong trẻo của Mai cất lên. Thông khom người ghé mắt nhìn vào một lỗ hổng và suýt buột miệng kêu lớn lên: Giêsu Maria, lạy Chúa tôi, ma quỷ cám dỗ. Đối với một người ngoan đạo như anh, màn kịch bỉ ổi mà anh vừa nhìn thấy nó khủng khiếp lắm, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Quanh anh chỉ có bóng tối dày đặc và giờ này chắc chắn chẳng ai lai vãng vào khu vực biệt lập này để phát hiện ra anh. Anh nín thở theo dõi cảnh tượng bên trong mà anh thấy được khá rõ nhờ ngọn đèn đặt ở bàn viết. Trên chiếc giường nhỏ kê sát vách, thầy phán ngồi dựa lưng vào tường, duỗi thẳng hai chân. Mai ngồi trên lòng thầy, đưa lưng lại phía Thông, hai cánh tay cô vòng qua ôm lấy cổ thầy phán. Thông không dám nhìn nữa, anh nín thở nhẹ nhàng lui bước rồi bỏ chạy ra sân nhà thờ. Hèn gì thầy phán quên cả giờ hẹn với Thông tối nay. Thông nhập vào đoàn người coi cine, nhưng anh không coi nổi. Mặc dầu lúc đó màn ảnh đã bắt đầu chiếu, cuốn phim Chúng tôi muốn sống là cuốn phim mà Thông rất háo hức chờ đợi. Chuyện đấu tố anh đã đọc nhiều trong cuốn Bên kia bến hải. Giờ đây anh muốn coi nó trên màn ảnh để thấy cụ thể hơn. Nhưng trí óc hỗn độn, anh thơ thẩn bỏ về. Vài đứa học trò nhận ra anh, lên tiếng chào. Anh chỉ khẽ gật đầu và lặng lẽ bước đi. Hôm sau Thông đi dạy học, thấy thầy phán ở cửa lớp.
dường như cố ý chờ thông. Nhìn thấy hình ảnh con bé Mai mặc có mỗi cái áo cánh trắng ngắn lơ lửng đến mông lại hiện ra trong đầu thông. Thông xuống xe đạp, khẽ gật đầu chào. Thầy Phán bước lại đon đả bảo: Tối hôm qua hẹn với thầy mà có việc bất ngờ, thành ra không gặp được. Lát nữa tan học thầy vào phòng họp, ta bàn một tí nhé, kẻo cận ngày quá rồi, chỉ còn chưa đầy 3 tuần lễ nữa, độ hơn 6 giờ thầy nhé. Thông gật đầu đáp gọn: Vâng. Rồi anh ôm chồng vở học trò vào lớp. Học trò nhất loạt đứng dậy chào. Anh làm dấu đọc kinh chung rồi ngồi xuống ghế im lặng nhìn ra sân nhà thờ. Thầy Phán vẫn còn đứng đó, tay cầm cái quạt giấy che đầu, ngắm hàng bông vải trồng thẳng tắp dọc theo khuôn viên giáo đường. Khuôn mặt trắng hồng của thầy, cặp mắt tinh anh của một nhà tu, hôm nay Thông mới bắt đầu nhận ra những nét xảo trá ẩn hiện trong đó. Thầy không có nhiệm vụ gì ở trường học, nhưng thầy hay ra đây chơi với các em, đặc biệt là đám nữ sinh lớp của Thông. Tuy gọi là lớp nhất, nhưng phần lớn con gái vốn học chậm, lại thêm mấy năm chạy loạn và di cư, cho nên có những cô đã lớn tòng ngồng, tuổi 15, 16, vẫn còn cắp sách đến trường tiểu học. Bây giờ thì Thông mới hiểu tại sao thầy Phán thân thiện với các em. Thông thở dài quay lại nhìn bầy trẻ nhễ nhại mồ hôi trước mặt. Anh cầm cục phấn đứng dậy tiến lại bảng đen để bắt đầu bài toán đố. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối nay với thầy Phán, lòng Thông bỗng thấy chán nản đến cùng cực. Anh tự hỏi, những kẻ ăn cơm nhà Chúa, giáo hội nuôi cho học hành thành tài và được mọi tín hữu hết lòng kính nể, thế mà lại phản Chúa, phản niềm tin của mọi người, thì tội để đâu cho hết. Thông ra bài tập cho học trò rồi chắp tay sau lưng, lững thững ra cửa. Trên khoảng sân cát lung linh sức nóng trước thềm nhà thờ, anh thấy thầy Phán kiên nhẫn đi tới đi lui, lượm từng cọng rác để làm sạch chốn tôn nghiêm. Đến ngay cả Thông mà cũng còn có lần lầm lẫn đánh giá thầy rất cao trong suốt 2 năm qua. Mãi đến hôm nay nhìn thầy, Thông mới thấy ngứa mắt về những màn kịch giả dối. Anh lại càng tự trách mình vì cách đây cả nửa năm, khi nghe có tiếng sầm sì trong ca đoàn nói về thầy và cô Mai, anh đã gạt phắt đi và mắng át những đứa bé lắm chuyện. Thông thở dài rút khăn tay lau mồ hôi trên trán. Xa xa trước mặt anh, thầy Phán vừa mở cánh cửa chính của giáo đường và nghiêm trang bước vào. Vừa đi, thầy vừa làm dấu thánh giá ngay từ ngoài hiên. Những ngày kế tiếp, đầu óc Thông luôn luôn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh tội lỗi anh chứng kiến. Mỗi lần trông thấy Mai, anh cứ nhìn đăm đăm cô học trò cũ và nao nao hình dung lại khúc phim đêm hôm ấy. Đứa con gái xinh đẹp kia chẳng biết bao nhiêu lần đã nằm trong cánh tay của thầy Phán. Nỗi khổ dày vò nhất đối với Thông là ngày ngày đến nhà thờ, Thông phải nhìn thấy thầy Phán quỳ trên gian cung thánh trong hàng ghế dành riêng cho các tu sĩ ngay sát bàn thờ. Những khi thầy đọc kinh thánh, giảng giáo lý cho bổn đạo, Thông thấy đau nhói trong lòng vì biết rõ con người thầy không xứng đáng. Thầy là thứ sa tăng hiện hình, đội lốt tu hành để làm nhơ nhuốc chốn tôn nghiêm. Mấy lần Thông toan gặp riêng Mai để khuyên nhủ, hoặc đến nhà nói chuyện thẳng với bố mẹ cô, nhưng có cái gì níu chân Thông lại, làm anh chưa thực hiện được ý định đó, mà vì không thực hiện được, lòng anh càng bứt rứt khôn nguôi. Khoảng 4 tháng sau, tiếng đồn bắt đầu nhen nhún trong đám thanh niên, đặc biệt là nhóm ca đoàn. Họ bảo nhau là thầy Phán phải lòng cái Mai. Câu chuyện đến tai thầy ngay, bởi chính Mai sợ hãi báo cho thầy biết để đề phòng. Thầy bực mình lắm. Bực là vì thầy vừa xấu hổ vừa lo sợ. Thầy xấu hổ với giáo dân và lo sợ cha xứ sẽ trách mắng, đồng thời không cấp giấy cho thầy tái nhập đại chủng viện năm tới, nghĩa là thầy sẽ bị đuổi khỏi nhà tu. Để phản ứng lại cái mặc cảm tội lỗi ấy, thầy lồng lộn mở cuộc điều tra, thăm hỏi và nạt nộ hàng chục đứa trẻ, để rồi cuối cùng chúng phải khai ra thủ phạm đã tung tin đồn về thầy. Đó là chị em con Dung, học trò lớp nhất của Thông. Một buổi chiều tình cờ đi kiếm củi,
bắt gặp thầy ôm cô Mai trong căn nhà hoang mà chủ nhân đã dọn đi cái sẵn. Thầy lôi cả hai đứa lên, đích thân đánh mỗi đứa 5 roi, rồi bắt quỳ ở sân nhà thờ để đền trả cái tội đã dám vu cáo, nói xấu một bậc tu hành. Nhìn cử chỉ và thái độ của thầy, tín hữu chung quanh ai cũng thấy là thầy bị oan thật, cho nên thầy mới bực bội như vậy. Chẳng hiểu trong bụng nghĩ thế nào, nhưng có lẽ để làm vui lòng thầy và để thiên hạ biết rằng mình lúc nào cũng nghiêm khắc dạy con, cho nên cha mẹ hai đứa bé còn phụ họa với thầy, tát cho mỗi đứa một cái này đom đóm và mắng: "Trò chưa cái tật lẻo mép." Hai chị em khóc nấc lên vì nỗi oan tày trời không ai bênh vực. Chúng vừa sụt sùi bước đi vừa tự hỏi, phải chăng thầy Phán đã đi tu, đã mặc áo trùng đen, thì dù thầy có ôm ai đi nữa, mình cũng không được phép tiết lộ, vì nói ra là bôi lọ hàng tu sĩ. Chỉ riêng có Thông thì nhịn không được. Anh nhìn hai đứa học trò mình bị đánh, tim anh như thắt lại, cơn giận bốc lên ngồn ngột. Buổi chiều ăn cơm xong, anh đạp xe sang nhà chúng nó. Ông bà Ban, bố mẹ của hai đứa bé đang tưới rau ngoài sân, thấy Thông đến vội vàng ngừng tay lao ra đón. Thầy giáo đến nhà học trò là một vinh dự, bởi vào thời buổi này, người ta còn trọng chữ nghĩa lắm. Bà Ban lau vội hai bàn tay ướt vào vạt áo và niềm nở mời: "Rước thầy vào chơi ạ, quý hóa quá ạ." Bà quay ra bờ giếng gọi con: "Cái Dung đâu? Vào đun nước pha chè mời thầy. Nhanh nhanh lên, thằng Tiếp đâu? Ra khoanh tay chào thầy nhá." Thông dựng xe đạp vào vách cười hiền hòa: "Không dám làm phiền ông bà. Ông bà cho tôi gặp riêng hai cháu một tí ạ. Ông bà cứ làm việc đi ạ. Trời, lứa rau kỳ này tốt quá nhỉ." Hai vợ chồng đưa khách vào nhà, kéo ghế mời Thông rồi đứng bên cạnh. Con Dung đang kéo nước ngoài bờ giếng, nghe bố gọi, vội chạy vô bếp. Tuy mới học lớp nhất, nhưng nó đã 13 tuổi, đang bước vào thời kỳ trổ mã. Nó vừa nhóm lửa, vừa lo âu nhớ lại trận đòn trưa nay ở sân nhà thờ. Thầy Thông chẳng mấy khi thân hành đến tận nhà nó, cho nên sự xuất hiện đột ngột của thầy chắc phải có liên quan gì đến cái tội lẻo mép mà nó đang bị mọi người lên án. Ông Ban đứng ở đầu nhà gọi thằng Tiếp đang đánh khăng bên sân hàng xóm. Thằng bé chạy lao về, mồ hôi nhễ nhại, đứng khoanh tay lấm lét nhìn Thông. Nó cũng đang đoán như chị nó, chắc là thầy đến để trừng trị thêm cái tội loan tin đồn thất thiệt của hai chị em. Thông ngồi ở bàn, thăm hỏi ông bà Ban vài câu vu vơ rồi giục hai người ra sân tiếp tục tưới rau. Bà Ban miễn cưỡng bảo: "Vâng, thế thì xin thầy cứ tự nhiên. Hai cháu nó có gì không nên không phải, nhờ thầy cứ thẳng tay dạy dỗ hộ chúng tôi ạ." Ông Ban cũng phụ họa theo: "Hờ lắm thầy ạ, cả ngày rát cổ vì chúng nó đấy. Mời thầy cũng mời chơi, chúng tôi xin phép ạ." Ông bà Ban ra sân rồi, Thông ngồi thêm một lúc nữa, con Dung mới bưng khay nước lên, cái ấm tích đặt bên cạnh bộ cốc thủy tinh cáu ghét vàng như bôi nghệ. Nó rót một ly mời Thông, rồi hai chị em khoanh tay lo lắng, đứng chờ chỉ thị. Thông nghiêm mặt nhìn hai đứa, hạ giọng vào thẳng đề tài chính: "Nghe thầy hỏi đây này, thầy hỏi phải nói thật. Có phải chính mắt chúng mày nhìn thấy thầy Phán với cô Mai ở căn nhà hoang, hay là chúng mày nghe ai nói?" Hai chị em đưa mắt nhìn nhau không dám trả lời. Từ trưa đến giờ đầu óc chúng hoang mang lắm. Nói dối thì có tội với Chúa, mà nói thật thì có tội với thầy Phán. Nói dối thì sợ xuống hỏa ngục, mà nói thật thì cả thầy lẫn cha mẹ đều thẳng tay trừng trị. Chúa ở xa, thầy Phán ở gần, thà nói dối còn hơn nói thật. Bây giờ lại đến lượt thầy Thông đến tận nhà để cật vấn. Ngày ngày thầy vẫn dạy học trò phải thật thà, nhưng kinh nghiệm trưa nay cho chị em nó thấy thật thà không có lợi. Thông hiểu thấu tâm trạng của chúng nên anh giục: "Có thế nào thì cứ nói, thầy đến đây không phải để phạt các em. Thầy muốn bênh các em, nhưng các em phải nói thật thì thầy mới bênh được." Thằng Tiếp toan lên tiếng, nhưng con Dung thúc cùi trỏ vào sườn nó, ra hiệu bảo nó phải im lặng. Nó quý Thông, nể Thông lắm, nhưng uy quyền của Thông không thấm gì so với địa vị của thầy Phán. Thank you.
Chờ thêm một lúc hai chị em vẫn không nói, thông phải dọa. Hai em không nói đó, mai kia thầy phán hoặc là cha xứ gọi lên đánh đòn, thầy sẽ mặc kệ, thầy không có bệnh. Thằng Tiếp quay sang nhìn chị, con Dung bỗng ứa nước mắt, run run nói. Thưa thầy, chính mắt chị em chúng con nom thấy ạ. Thông gật đầu hài lòng, anh hỏi tiếp. Con nom thấy những gì, ở đâu, đầu đuôi như thế nào cứ khai hết cho thầy nghe. Khai hết không có được thêm, không được bớt. Vừa hỏi Thông vừa nhìn ra sân, ông Ban tiếp tục tưới rau, bà vợ thì vạch từng cái lá sâu. Con Dung tỉ mỉ kể tiếp. Dạ, thưa thầy, hôm ấy chị em chúng con đi mót củi về. Đang đi thì rời mưa to lắm ạ. Chúng con mới chạy vào cái nhà hoang. Nhà ấy trước là nhà của bà Thục ấy. Cả dãy nhà bỏ hoang chứ không phải chỉ có một căn đâu thầy. Chúng con chạy vào căn đó tại vì là nó gần nhất. Thế con với thằng Tiếp đang núp dưới mái hiên ấy. Chờ tạnh mưa thì ôm củi về cho bố mẹ chúng con nấu cám lợn ấy. Thì đang đứng thì con nghe có tiếng nói ở trong nhà. Con sợ quá thầy ạ. Tưởng là ma vì con biết là cái nhà nó bỏ hoang lâu lắm rồi. Chung quanh chỉ toàn là sắn với mía. Thế thằng Tiếp em con nó bạo hơn. Nó kiễng chân nó nhòm vào cửa sổ thì nó thấy thầy phán với cô Mai ạ. Nó mới ra giấu chứ nó bảo con cùng nhìn. Con Dung ngừng lại không dám kể thêm chi tiết. Nhưng Thông hỏi. Con có chắc là thầy phán không? Hay là con chỉ nom gà hóa quốc? Thằng Tiếp nhanh miệng đáp. Thưa thầy chắc ạ, thầy phán với chị Mai giải chiếu ngồi ở góc nhà. Thầy phán cởi cúc áo chị Mai, chính mắt con nom thấy. Con Dung lại thúc củi trò bảo em nó im đi. Thông trầm ngâm đặt cốc nước xuống bàn, mắt buồn vời vợi. Anh hỏi chỉ để yên trí thêm một lần nữa mà thôi. Chứ không cần hỏi, anh cũng biết hai đứa học trò của anh không bịa chuyện. Anh thở dài đứng dậy và bảo. Thôi được rồi. Có điều thầy dặn là hai em đừng có kể cho ai nghe. Nhớ đấy. Anh lững thững bước ra cửa, cố lấy lại vẻ mặt bình thản chào ông bà Ban và đạp xe về. Chị em con Dung theo ra tận lề đường, khoanh tay cúi đầu chào. Thông dướn người đạp nhanh, không quay đầu lại. Đến nhà, anh cứ ngồi yên trên xe, thòng chân chống xuống đất. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi phóng xe lên nhà thờ. Anh thấy tâm hồn mình bất an nếu không khai rõ chuyện này cho cha xứ biết. Một cặp trai gái sắp lấy nhau còn phải giao tại nhà thờ 3 lần, để hễ ai biết đôi này có ngăn trở gì thì buộc phải trình lại. Ai không trình là mắc tội trọng. Phép hôn phối còn như thế, huống chi là sắp thụ phong một người làm linh mục. Thông biết thầy phán là kẻ bất xứng, không khai báo trước để ngăn chặn, thì đương nhiên anh có tội với Chúa. Anh dựng xe ở đầu nhà thờ, đưa mắt nhìn vào dãy nhà xứ, ngẫm nghĩ những điều sắp phải thưa với cha Xuân. Cha vốn khó tính, chưa chắc cha đã tin lời Thông. Anh đang phân vân nghĩ ngợi thì may quá, anh thấy cha Hảo đẩy cửa phòng bước ra, tay cầm cuốn sách kinh và cái quạt giấy. Anh vội dướn người đạp lại. Tới gần anh xuống xe và cúi đầu chào. Thưa cha ạ. Vốn quý mến Thông, cha Hảo vui vẻ hỏi ngay. Thầy Thông đi nhà thờ sớm thế? Ăn cơm chưa? Thông nghiêm giọng nói nhỏ. Trình cha, con có việc cần xin vào gặp cha xứ. Không biết cha có trong nhà không ạ? Cha Hảo nhìn nét mặt nghiêm trọng của Thông, trầm ngâm đáp. Ngài đi làm phép sức dầu cho kẻ liệt bên khu A. Mới đi đây thôi. Chắc độ 2 tiếng đồng hồ nữa mới về. Thông thở dài, ánh mắt nặng trĩu. Cha Hảo nhìn Thông nhíu mày hỏi. Thầy có việc gì đấy? Có gấp lắm không? Thông khẩn khoản nói. Cha xứ bận thì con xin phép gặp cha một chút được không ạ? Cha Hảo vén tay áo nhìn đồng hồ lưỡng lự vài giây rồi chỉ vào căn phòng và bảo. Thôi cũng được, thầy vào trong này. Cha đi trước, Thông dắt xe theo sau. Vào phòng, anh khép hẳn cửa lại rồi bắt đầu kể lể mọi diễn tiến. Mặt cha Hảo đanh lại, càng nghe càng tái nhợt. Chờ Thông dứt lời, cha nói bâng cua. Trẻ con lắm khi cũng hay loan tin đồn nhảm hoặc là thêu dệt để có chuyện nói với nhau.
Ấy là chưa kể có khi có đứa nó còn ghét thầy phán, nó bịa ra cái chuyện này. Thầy đi dạy học, tâm lý nhi đồng chắc thầy đã nắm vững. Trong lớp có khi thầy chú ý đến một em nào đó, nhưng bị rồi thầy lại bị những cái đứa khác nó ghen ghét rồi nói này nói kia. Thông nhấn mạnh, Trình cha, việc này là việc hệ trọng, con không dám thưa với cha khi con chưa biết chắc. Nếu chỉ nghe hai đứa bé kể lại, con cũng không dám lên đây thưa chuyện với cha. Trình cha, chính mắt con nhìn thấy thầy phán với con Mai trong buồng của thầy hôm các cha đi họp ở Sài Gòn. Bây giờ cứ cho là lời trẻ con không đáng tin, nhưng thưa cha, chính mắt con chứng kiến ạ. Cha Hảo đứng dậy lững thững tiến lại phía cửa sổ. Cha thấy nghẹn trong cổ, cần một chút không khí trong lành. Dĩ nhiên cha tin lời Thông, bởi Thông là người hết sức đứng đắn. Trưa nay khi thầy phán đánh hai đứa bé chỉ vì chúng loan tin về thầy phán, cha Hảo đã không vui trong lòng. Chuyện thầy phán gian díu với cô Mai, cha chưa biết là đúng hay sai, nhưng biện pháp đánh hai đứa bé trước sân nhà thờ chỉ càng làm tin đồn ấy lan rộng. Cha chưa nói chuyện này với thầy phán bởi vì nhiệm vụ ấy phải để cho cha Xuân giải quyết. Bây giờ nghe Thông trình bày, cha thấy không thể giữ im lặng được nữa. Cha quay vào hỏi Thông. Cha hỏi anh cái này, nếu cha mời thầy phán sang đây đối chất, anh có sẵn sàng làm chứng hay không? Thông mạnh dạn đáp, thưa cha, điều răn của Chúa có dạy rằng chớ làm chứng dối. Trước mặt Chúa con xin nói sự thật, xin cha cứ việc mời thầy phán. Chẳng những con xin đối chất, mà con còn xin cha cho gọi con Dung với thằng Tiếp lên đây làm chứng luôn một thể ạ. Cha Hảo gật đầu. Cha hỏi anh thế thôi, chứ chắc chả cần đâu. Thông chưa buông tha, anh chỉ chiết thêm. Trình cha cho phép con mới dám nói. Thầy phán đã chịu chức 4, chỉ còn một chức nữa là không rút lui được. Trình cha con nhớ lời cha giảng ở nhà thờ rằng, một là làm linh mục thì phải giữ mình trong sạch. Hai là ra đời lập gia đình. Ở vai trò nào cũng vẫn là con cái Chúa, miễn là giữ đúng vai trò của mình. Con trộm nghĩ, dù ở đâu hay làm gì, người ta cũng vẫn có thể thờ phượng Chúa. Thầy phán không có ơn kêu gọi. Cha Hảo giơ tay ngăn lại. Cha hiểu ý anh. Thôi cha phải lên nhà thờ. Anh cứ về đi, rồi cha sẽ trình lại với cha xứ giải quyết. Nếu cần thì cha xứ sẽ mời anh lên. Thông hớn hở đứng dậy nói, con đội ơn cha, con xin phép cha con về. Bất cứ khi nào cần, cha cho gọi một tiếng, con sẽ lên hầu cha. Cha Hảo theo Thông ra tận cửa và dặn, chuyện này tạm thời thầy giấu kín, đừng để mang tiếng. Thông im lặng gật đầu và lấy xe phóng về. Hôm ấy, anh cứ hồi hộp chờ đợi cha Xuân hoặc cha Hảo sẽ gọi anh lên để đối chất với thầy phán. Nhưng lóng ngóng mãi chả thấy gì. Thầy phán thì vẫn bình thản, gặp Thông thường xuyên mà chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ thầy giận Thông, nghĩa là đã bị hai vị linh mục xì vả. Thông hoang mang lắm, nếu biết trước cha Hảo bao che cho thầy phán như vậy, thì anh đã chẳng trình bày câu chuyện bỉ ổi này để làm gì. Đêm đêm nằm một mình, Thông vừa buồn vừa giận. Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, xã hội trần thế thì như vậy là thường, bởi quyền hành có thể bịt mắt thế gian. Nhưng đối với Chúa thì ai bịt mắt nổi? Tại sao cha Hảo lại không có một phản ứng nào đối với tội lỗi của thầy phán? Từ nỗi chán chường đối với thầy phán, Thông đâm ra giận lây và thất vọng đối với cả hai vị linh mục mà anh vốn hết lòng kính trọng. Cha Xuân tuy khó tính nhưng nổi tiếng là người đạo đức, cha Hảo tuy cấp tiến nhưng cũng là người rất mực đàng hoàng. Tại sao cả hai lại để yên chuyện trai gái nhơ nhuốc này? Nhiều lần Thông muốn lên gặp riêng cha Hảo một lần nữa để hỏi thăm, nhưng anh chán nản bỏ cuộc và tự dặn lòng từ nay mũ ni che tai, không bận tâm gì đến việc của người khác nữa.
Một buổi sáng chủ nhật vừa lễ xong, Thông nhập trung đoàn tiến hữu ùn ùn kéo ra cửa chính. Anh đứng lại trên thềm xi măng nói chuyện với vài phụ huynh học sinh, bỗng nghe tiếng ồn ào bên hông nhà thờ phía dành cho phụ nữ. Anh vội vàng chạy sang xem thì thấy một nhóm khá đông các bà đang hung hăng xúm lại xỉa sói. Con quỷ lăng loàn, đánh chết nó đi! Một bà khác rít lên. Rồi ôi, xé xác nó ra, đuổi cổ nó ra khỏi nhà thờ. Rồi ôi, nó dám quyến rũ thầy. Bà khác lại thêm. Con đĩ nhuốc nhơ làm ô danh Chúa. Cùng với những lời chửi mắng ấy, hàng chục bàn tay xúm vào xé toang hết áo quần của Mai. Mai vừa khóc vừa cố thoát thân, nhưng họ vây chặt tứ bề, không một ai lên tiếng ngăn cản. Tất cả đều đồng ý với nhau là phải ra tay trừng trị đứa con gái khốn nạn đã quyến rũ thầy phán khả kính của họ, làm thầy lung lay con đường tu hành. Từng miếng vải tung lên, chiếc áo dài trắng, cái quần đen, cái áo lót, trong nháy mắt biến thành những mảnh vụn quăng đầy chung quanh. Thông đứng lặng trên thềm không biết phản ứng thế nào. Mai thì ngồi thụp xuống, hai tay che ngực, toàn thân chỉ còn có cái quần lót. Một bà giơ chân đạp vào lưng khiến cô ngã lăn ra. Các bà khác xúm lại, người thì chửi, người thì nắm tóc rít lên đay nghiến. Thông nhìn quanh tìm một cái gì cho Mai che thân nhưng không có. Chờ các bà nguôi ngoai phần nào, anh mới tiến lại và từ tốn lên tiếng. Thôi, các bà xử phạt như thế là đủ rồi. Xin các bà tha cho cô ấy. Các bà nhất loạt quay lại, ai cũng nể Thông, nhưng vẫn còn ấm ức. Một bà bảo. Tha thế nào được hả thầy? Nó là con quỷ cái, nó quyến rũ thầy phán đấy. Thông nắm vững tình thế, anh biết lúc này không phải là lúc anh nên tranh cãi với các bà, dù rằng lý luận của các bà là thứ lý luận ngang phè phè. Giữa thầy phán và con bé 16 tuổi, ai quyến rũ ai? Tôn giáo nào cũng vậy. Ông cha hay ông sư mê gái, người ta cứ lôi đứa con gái ra mà đánh chửi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó, bởi nó là hiện thân của quỷ cám dỗ bậc tu hành. Cái người đáng để các bà xét xử chính là thầy phán, nhưng các bà lại không làm như thế mà chỉ dồn trọn căm hờn vào phía tòng phạm. Thông điềm tĩnh bảo, cô ấy biết lỗi rồi, từ nay không dám thế nữa đâu, các bà cho tôi xin. Vừa nói, Thông vừa rẽ đám đông tiến lại, cởi cái áo sơ mi anh đang mặc, khoác cho Mai và bảo cô chạy về nhà. Nhiều bà nhìn theo, làm bộ tiếc rẻ than. Thầy không để chúng tôi cho nó thêm một trận, cái đồ mất nết. Thông từ tốn giải bày. Lần đầu như thế là được rồi, tôi dám chắc là từ nay cô ấy phải chừa. Lần sau mà còn tái phạm thì xin các bà cứ thẳng tay, tôi không dám can. Và lại mình đang đứng bên cạnh nhà thờ, tức là trong khuôn viên nhà Chúa. Để cô ấy lõa lổ như thế thì không phải, tội chết. Vốn nể tài ăn nói gọn ghẽ của Thông, các bà gật gù đồng ý bảo nhau giải tán dần. Nói đúng ra thì các bà tự cảm thấy mình đã đạt được mục đích, nên dù không có sự can thiệp của Thông, các bà cũng sẽ dừng tay, không làm gì Mai nữa. Cái mục đích ấy, bề ngoài là làm nhục Mai, nhưng trong thâm sâu là cảnh cáo thầy phán. Bởi vậy các bà mới ra tay ngay tại sân nhà thờ, để mọi người cùng biết, để tiếng đồn lan rộng, và nhất là để thầy phán đang quỳ trong nhà thờ có thể nép sau cửa sổ mà chứng kiến người tình của mình bị đấu tố. Thầy sẽ xấu hổ, không còn dám tái phạm nữa. Mai khoác cái áo trắng của Thông chạy sâu vào vườn sắn. Một bà còn chỉ tay theo và mắng. Này, không để thầy Thông xin cho mày thì bà dần giúp mày một trận như xương, liệu hồn con đĩ. Thông chớp mắt không nói gì. Cái dáng mảnh mai yểu điệu với nước da trắng ngần của Mai làm dâng lên trong đầu anh nhiều ý tưởng tương phản. Các bà bên cạnh đưa mắt nhìn nhau cười đắc thắng và từ từ tản mát, ai về nhà nấy. Riêng bà quản vọng thì đứng chống nạnh, nét mặt hiu hiu tự đắc về kế hoạch rất tinh vi của mình đã thành công. Các bà tính toán quả không sai. Cái lúc mà các bà vừa lập xong vòng vây để xử tội Mai thì thầy phán ở trên ban công cuối nhà thờ, chỗ dành riêng cho ca đoàn và cũng là nơi mà thầy phán quen biết Mai. Thầy cầm tập thánh nhạc bước xuống, lòng lâng lâng nghĩ tới người yêu. Đêm qua thứ bảy thầy bảo bõ già là thầy về thăm mẹ, nhưng kỳ thực thầy có hẹn với Mai ở căn nhà hoang. Thầy vác theo cái đèn pin và ngồi ôm Mai cả mấy tiếng đồng hồ ngoài đó. Thầy dự liệu đã khôn,
nhưng đôi mắt của bà quản vọng lại còn khôn hơn thầy một bậc, cho nên mọi đường đi nước bước của thầy bà đều biết cả. Bà được mật báo từ lâu nhưng bà chưa có dịp bắt tại trận. Đêm nay thì thầy phán không thoát khỏi tay bà, bởi bà có cả một hệ thống tình báo giúp bà phục kích. Để yên cho thầy phán và Mai tiếp tục trò bỉ ổi này thì bà cảm thấy lương tâm cắn rứt trước mặt Chúa. Đêm về nằm ngủ, bà suy nghĩ và thấy cách hay nhất để chấm dứt tình trạng này là công khai trừng trị Mai. Đệ tử của bà đông lắm, bà hô một tiếng người ta lao vào ngay, nhất là ai cũng có cảm tưởng mình làm việc này vì mục đích cao đẹp. Trong nhà thờ, thầy phán sắp ra tới cửa thì bỗng nghe tiếng các bà quát tháo mỗi lúc một lớn. Thầy vội chạy lại, nép bên khung cửa trông ra, chỉ trong nháy mắt thầy nắm được ngay tình hình. Người yêu bé nhỏ của thầy đang bị xâu xé. Thầy tái mét mặt, cổ họng đắng chát, mắt hoa lên và hơi thở sắp tắc nghẹn. Mỗi mảnh vải của Mai ném tung lên là một mũi tên bắn vào tim thầy. Tấm thân mượt mà kia bao nhiêu lần từng làm thầy ngây ngất, bây giờ trở thành mục tiêu cho các bà. Thầy chết điếng trong lòng, nhưng không dám nán lại. Biết đâu trong một phút hỗn loạn, các bà chẳng xông vào lôi thầy ra chất vấn. Nghĩ thế, thầy lui dần, rồi chạy tuốt lên gian cung thánh và chui luôn vào trong kho để dụng cụ thờ phượng. Thầy khép cửa kho lại, nín thở ngồi chờ cho qua cơn sóng gió. Cả nửa tiếng sau, khi nghe tứ bề đều im lặng trở lại, thầy phán mới rón rén đẩy cửa bước ra. Mai đã chạy về từ lâu, Thông cũng bỏ về ngay vì anh đã nhường sơ mi cho Mai chỉ còn mỗi cái áo lót trắng đục. Thầy phán đứng trong khung cửa thò đầu ra nhìn quanh một lần nữa, và khi biết chắc không còn ai, thầy mới hoàn hồn chạy nhanh về phía nhà xứ, chui vào buồng riêng, khép cửa lại. Sau biến cố đó, Mai nằm tịt ở nhà không dám ra đường nữa. Thầy phán thì như người mất hồn, bần thần nhục nhã, nằm liệt giường cả tháng trời. Cuối cùng thầy đành rút lui, xin trở về với đời. Đáng thương nhất là bà Ký Phác, mẹ của thầy. Niềm hy vọng một đời của bà phút chốc đổ xuống sông. Người đi tu nếu tự cảm thấy mình không có ơn kêu gọi thì quay về với thế tục, đó là chuyện thường chẳng có gì đáng nói. Nhưng nỗi đau của bà nằm ở chỗ, đứa con đã làm ô nhục trước bàn thờ Chúa, làm tổn hại danh dự của hàng giáo sĩ và làm xấu hổ cả gia đình bà. Bà bỏ ăn bỏ ngủ cả tuần lễ, cô con gái út an ủi thế nào cũng không được. Giả như có chút vốn, bà đã dọn hẳn đi nơi khác và không bao giờ còn quay lại chốn này nữa. Bà vẫn siêng năng đi nhà thờ, mặc dầu trong lòng đôi khi cũng có chút xao xuyến giận hờn vì Chúa đã không đoái nghe lời cầu xin của bà để con bà được làm linh mục. Bà buồn rầu bảo con gái: Mẹ nghe đồn trên Củ Chi công việc nó nhiều lắm, hay là mẹ con mình... Cô con gái hiểu ý cắt ngang: Thôi mà, chuyện qua rồi, việc gì mẹ cứ để bụng mãi thế, không có đi đâu hết á. Con là con nhất định ở đây này, cha mẹ sinh con rời sinh tính. Anh Phán anh ấy hư thì đâu phải lỗi tại mẹ đâu, cả cái trại này ai cũng quý mẹ hết, tự dưng lại dọn đi là thế nào. Nghe con gái nói mãi, bà Ký Phác mới bỏ ý định rời trại. Chỉ riêng thầy Phán thì đăng ngay vào trường võ bị Đà Lạt. Từ đấy, Thông không gặp lại thầy lần nào nữa. Mai thì bỏ xuống Sài Gòn học nghề thợ may, rồi ở luôn dưới ấy. Trước khi đi, cô sai đứa em mang cái áo sơ mi đến trả cho Thông và gửi lời cảm ơn. Phán đi rồi, cha Hảo mới gặp Thông và bùi ngùi bảo: Trước khi anh lên gặp cha kể chuyện thầy Phán thì thật ra cha đã biết rồi. Bà quản vọng có kể hết với cha về hành vi của thầy ấy. Không phải chỉ mình anh hay là hai đứa con ông bà Ban bắt gặp đâu, mà còn nhiều người khác nữa.
Cha cũng có răn đe thầy ấy, nhưng mà xem chừng chỉ như là nước đổ lá khoai thôi. Chứng nào tật nấy, không biết ăn năn hối cải. Cha khuyên thầy ấy nên vào nhà dòng cấm phòng vài tháng, nhưng thầy ấy cứ khất lần mãi. Cha đành phải trình với cha xứ và báo cho cha Dương là cha đỡ đầu của thầy ấy biết. Cả hai cha Xuân và cha Dương đều quyết định đuổi thầy ấy khỏi đài trụng viện. Nhưng mà cũng may, chưa kịp đuổi thì thầy ấy tự ý xin ra. Âu cũng là do thánh ý Chúa định. Thông thở phào nhẹ nhõm. Trình cha, con thì con chỉ muốn cho minh bạch. Không tu được thì ra đời lấy vợ, chứ ăn cơm nhà Chúa mà lén lút trai gái thì tội, không biết để đâu cho hết. Chuyện thầy phán xảy ra đã lâu mà trong trại thỉnh thoảng vẫn còn được thiên hạ nhắc đến với nhiều phản ứng khác nhau. Riêng với Thông, điều duy nhất làm anh hài lòng là cái kết cuộc minh bạch mà phán chọn lựa. Thông không bao giờ chấp nhận sự lén lút. Nhà tu hưởng lộc của giáo hội, của tín đồ, hưởng sự kính trọng của giáo dân và của xã hội, nhưng lại núp sau lớp áo ròng để làm chuyện tồi bại thì không thể nào tha thứ được. Không nhịn được chuyện xác thịt thì thản nhiên ra đời lấy vợ, sống bình thường như mọi người khác. Đó là cái chủ trương muôn đời của Thông. Chiều nay nhận được gói quà của Mai từ Sài Gòn gửi về, Thông bồi hồi nhớ lại chuyện cũ và bỗng thấy thương cho cô học trò xinh đẹp nhất lớp, vừa mới lớn đã vướng ngay phải chuyện tình ngang trái. Anh biết Mai còn nhớ đến anh bởi cô vẫn tin rằng ngày hôm đó mà không có anh can thiệp thì chắc chắn cô đã ốm đòn dưới bàn tay của các bà ngoan đạn. Không có thầy Thông mà nó chết với tôi rồi. Hoặc cũng có người nói, nể thầy Thông lắm tôi mới tha cho nó đấy. Số nó kể thế là may đấy. Thầy Thông mà không đến kịp thì bà quản vọng mà gọt đầu bôi vôi lâu rồi. Mỗi lần gặp nhau, thiên hạ vẫn bàn ra tán vào như vậy, làm gia đình Mai và chính bản thân cô càng nhớ ơn cứu tử của Thông. Chỉ riêng Thông thì hiểu rõ các bà hơn. Các bà chỉ nói thế cho oai thôi, chứ thật ra cũng chẳng ai định tâm đánh đập Mai. Đối với đàn bà con gái, biện pháp lột quần áo là tột cùng của sự sỉ nhục rồi, cần gì phải ra tay đấm đá. Thông thở dài, gói hai sấp vải lại như cũ để lên kệ sách, định bụng lát nữa sẽ khoe với Quyên. Nay Mai khi đem vải đi may bộ quần áo mới này, chắc chắn thiên hạ sẽ nghi là Quyên may tặng cho anh, bởi vì cả trại này chỉ có mình Quyên bán vải ngoài chợ. Nghĩ thế, Thông thoáng buồn vì thấy hoàn cảnh của anh và Quyên cũng éo le, không khác gì chuyện tình giữa Mai và thầy phán ngày trước. Lùi trở lại năm 54, khi Ủy ban định cư phân phối gần 1.000 căn nhà tân lập cho dân chúng, đã căn cứ vào số nhân khẩu của từng hộ để cấp phát. Gia đình nào từ 5 người trở lên đều được chiếm ngụ nguyên một căn, còn gia đình nào chỉ có 1 hoặc 2 người thì dọn vào chung, tự ngăn vách, 2 hộ một nhà. Đó là trường hợp của Thông và Quyên. Giang Sơn tuy riêng biệt, nhưng chỉ có mỗi tấm liếp bằng nan tre dán giấy báo, dựng giữa nhà chia ranh giới, bên này làm gì bên kia đều biết. Huống chi sân trước vườn sau, giếng nước dây phơi đều xài chung. Đêm ngày ra vào gặp nhau, trai độc thân, gái xa chồng, làm thế nào mà tránh khỏi ngọn lửa tình bén cháy. Quyên có bà dì ruột ở cách nàng mấy căn. Trong suốt hành trình từ Bắc vô Nam, Quyên luôn luôn nhập chung sổ gia đình với bà, mặc dầu bà cũng đông con. Mãi đến lúc sắp chia nhà,
thì mấy cô em họ có chuyện bất hòa với Quyên. Bà dì thấy tình hình căng thẳng mới khuyên Quyên. Cháu ạ, dì lúc nào cũng muốn cháu ở với dì, với các em cho nó vui. Nhưng mà chính phủ sắp cấp nhà, dại gì mà cháu không tách ra, xin riêng một căn cho cháu. À, không phải dì muốn đuổi cháu đâu, cháu đừng có nghĩ thế mà mắc tội với Chúa. Dì đem cháu sang đây, dì thì cũng như mẹ, không nhẽ dì lại bỏ cháu à? Ý dì là chỉ muốn cháu tách ra, xin lấy một căn nhà, cứ để đấy, không muốn ở thì cứ về đây với dì. Có thêm miếng đất mà rồng khoai rồng sắn cũng tốt, phải không nào? Quyên mừng lắm, đang bực mình vì mấy đứa em họ hỗn láo, mà chưa có dịp ngỏ ý ra riêng thì chính bà dì lại đề nghị. Nàng lên ngay ủy ban định cư trình bày hoàn cảnh và xin cấp phát một căn nhà riêng. Ủy ban hỏi ý kiến bà dì của Quyên rồi chấp thuận cho nàng dọn vào chung căn nhà với Thông. Chỉ một năm sau, khu định cư dư ra cả 100 ngôi nhà vì 3 đợt đi cái sắn Lộc Ninh và Ban Mê Thuật. Ấy là chưa kể lẻ tẻ còn có những gia đình bỏ trại lên thành phố buôn bán. Nhưng ở đâu quen đấy, Quyên không muốn dọn sang nhà khác. Với số tiền 3.000 đồng chính phủ cấp phát theo đầu người ngày mới nhập trại, cộng thêm chút vốn mang theo từ ngoài Bắc, Quyên dành dụm. Ít ăn tiêu lại chăm chỉ bắt tay ngay vào công việc lao động tại địa phương. Nàng quyết tâm sau này sẽ chuyển sang buôn bán. Thuở đầu người Bắc người Nam gặp nhau còn khá bỡ ngỡ, chưa tạo được nhịp cầu thông cảm. Còn chê cười nhau về cách ăn mặc, cách phát âm thổ ngữ của hai miền. Thế mà Quyên đã bạo dạn đi sâu vào trong làng để xin việc. Dân di cư không có ruộng, lay hoay sống bằng những nghề vớ vẩn không một chút tương lai. Người địa phương thì ruộng đất bát ngát, chỉ ở nơi đó mới cung cấp nổi công việc lương khoán cho những người như Quyên. Nàng xin đi gặt, chủ ruộng thấy nàng xinh xinh vui vẻ nhận lời. Hết mùa gặt, nàng lại xin được công việc ở xưởng chế dầu đậu phộng, rồi chuyển qua hiệu làm bánh tráng. Đám thanh niên miền Nam, tính tình chất phác và giản dị, gặp nàng cứ lăn vào chọc ghẹo. Phần lớn chỉ cốt để nghe nàng trả lời bằng tiếng Bắc, để cả lũ nhìn nhau rũ ra cười. Đậu phộng á, thì nhỏ Bắc Kỳ nó kêu là lạc. Bánh tráng á, thì nó kêu bánh đa, ngộ thiệt á. Họ cười Quyên thì chính Quyên cũng đang cười họ. Buổi tối về nhà, lắm hôm lên giường nằm, Quyên còn phì cười nhớ đến những tiếp xúc ngộ nghĩnh ban ngày ở chỗ làm mà chỉ có mình nàng là người Bắc. Quyên chắc chiêu khoảng 2 năm thì có số vốn, đóng sạp ngoài chợ, xuống chợ Hóc Môn hoặc lên tận Sài Gòn lấy vải về bán. Ở tuổi mới ngoài 20, xa chồng mà nàng không hề muốn gặp lại, Quyên không thể tránh khỏi những lúc ưu phiền cho đời mình. Với xã hội và với chính lòng mình, Quyên đã là người đàn bà có gia đình, không được quyền nghĩ đến người đàn ông nào khác. Luật đời còn dễ du di, chứ phép đạo thì cực kỳ nghiêm ngặt. Trái tim nàng kể như ngưng hẳn mọi rung động từ đây. Những xao xuyến của tâm hồn, những dằn vặt của thể xác từng đêm đòi hỏi, nàng chỉ biết thở dài buồn cho số phận. Ngay cạnh nàng bên kia bức vách mỏng, có Thông lúc nào cũng bận rộn với công việc nhà xứ và trường học. Nhiều đêm, Quyên tắm xong, đứng phơi quần áo ngoài sân trông vào, thấy Thông vẫn cắm cúi ngồi chấm bài dưới ngọn đèn dầu. Nàng bưng sang cho Thông mấy củ khoai luộc, thăm hỏi vài câu vu vơ rồi về ngay, như sợ có ai bắt gặp, hoặc sợ chính Thông hiểu lầm. Dường như Thông cũng là người duy nhất biết đánh đàn guitar và mandolin. Thỉnh thoảng trong không gian vắng lặng của buổi tối, anh dạo vài khúc réo rắt và bản nhạc tiền chiến quen thuộc, khiến Quyên nằm bên này càng thấy lòng dạt dào mơ mộng. Hai người đều mến nhau nhưng cùng cố giữ cái tình cảm ở biên giới lơ lửng, không ai dám tiến xa bởi cùng nặng lòng tín ngưỡng triệt để tuân theo giới răn của Chúa. Một buổi chiều, Quyên ra giếng múc nước tưới rau. Đã sang thu mà trời vẫn còn oi bức lắm, phải chờ lúc chiều tà cho lớp đất nguội bớt mới dám tưới. Thông đạp xe từ trường về, thay quần áo rồi ra sân sửa lại cái chuồng gà. Thấy Quyên, anh bỏ dở công việc, cầm con dao và mấy sợi lạc tiến lại, ngồi xuống cái ghế đầu bên cạnh vườn cải và bảo Quyên. Tôi vừa mới xem báo, Ngô Tổng thống tuyên bố dứt khoát là không có tổng tuyển cử thống nhất hai miền. Mà Ngô Tổng thống nói đúng, hiệp định Geneva là cái hiệp định bán nước, ký kết giữa Pháp và Việt Minh. Thế thì việc gì miền Nam mình phải tôn trọng? Ấy là chưa kể ai có thể bảo đảm được là tổng tuyển cử mà Hồ Chí Minh không gian lận. Những điều mà Thông vừa nói chính Quyên cũng đã biết, chẳng phải vì nàng chú ý đến chính trị, mà chỉ vì thời ấy, máy bay C-47 của chính quyền thường hay thả truyền đơn xuống các khu dân cư để phổ biến những thông điệp mà chính quyền muốn dân chúng thấu hiểu.
Quyên ngồi ở chợ đã đọc được bản tin này rồi. Nàng chỉ hơi ngạc nhiên vì Thông vốn ít giao dịch với nàng, thế mà hôm nay lại ngừng tay làm việc để mon men sang gặp nàng, loan báo một bản tin nhạt nhẽo chẳng ăn nhập gì đến nàng. Hay là Thông chỉ kiếm cớ mượn câu chuyện làm quà để được nói chuyện với nàng? Quyên thoáng tự hỏi nhưng lại gạt đi ngay. Đời nào như vậy, dưới mắt nàng cũng như dưới mắt mọi người, Thông cao giá lắm, không thể hạ mình hy sinh gian díu với một người đàn bà đã có chồng như nàng được. Nàng đặt thùng nước bên cạnh luống rau, quay nhìn Thông và điềm tĩnh đáp. Vâng, em cũng có nghe người ta bảo thế. Thông nói, như vậy là chả biết đến bao giờ chị mới gặp lại chồng chị. Quyên hiểu ý, lau hai bàn tay vào cái áo cũ máng trên dây phơi rồi tiến lại bên cạnh Thông và nói nhỏ. Em cũng chả mong gặp lại. Thông lặng người ngồi yên vì câu nói táo bạo của Quyên. Nàng sực nghĩ ra là câu nói vừa rồi của nàng có thể làm Thông hiểu lầm là nàng mới xa chồng gần 3 năm đã muốn thay lòng đổi dạ. Nàng vội đứng dậy đi nhanh ra sân và bước sang nói chuyện thêm với Thông. Nàng kể lể mọi chi tiết của hôn nhân bất đắc dĩ của nàng để Thông hiểu vì đâu nàng phải thốt ra lời cay đắng lúc nãy. Nàng kết luận. Em chỉ nhớ thầy mẹ em thôi. Em chỉ mong gặp lại thầy mẹ với lại các em của em. Chứ còn ông ấy thì chả gặp cũng chả sao. Nói xin Chúa tha tội chứ không gặp em còn mừng là đằng khác. Thông cười thầm trong bụng, không phải anh cười Quyên mà cười chính anh. Bởi anh đã phân yêu lầm. Anh cứ tưởng bản tin Ngô Tổng thống không chấp nhận tổng tuyển cử sẽ làm Quyên khóc hết nước mắt, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn những lời an ủi. Hóa ra nàng hoàn toàn dửng dưng. Hai năm nay ngày ngày nhìn cô hàng xóm thui thủi vào ra, lắm lúc anh cũng thấy tội nghiệp thương cho người đàn bà trẻ xa chồng. Bây giờ thì anh hiểu thêm được một cảnh sống, một tâm sự. Gần đây anh thấy Quyên ăn mặc trải chuốt hơn, may mặc nhiều quần áo mới. Có người nói xa nói gần là nàng có nhân tình, nhưng riêng Thông thì vẫn cho đó là điều tự nhiên, bởi nàng bán vải thì phải trưng diện để khách nhìn thấy. Hôm nay khi biết rõ nàng không còn chút thiện cảm nào với người chồng bên kia vĩ tuyến, tự dưng Thông có cảm tưởng nàng gần gũi với anh hơn. Anh vui vẻ hỏi. Thế tại sao dạo ấy chị lại đi một mình? Chị cố ý trốn ông ấy hay sao? Quyên gật đầu. Vâng, nói cho cùng thì em cũng có ý trốn. Nhưng một phần cũng là vì em cạn nghĩ. Dì em rủ đi là em đi ngay à? Chả đắn đo gì cả. Xuống đến Hải Phòng thì mới thấy nhớ nhà. Em khóc quá, cứ đòi về. Nhưng mà muộn mất rồi. Một thân một mình, có biết đường nào mà về. Huống hồ, dì em lại dọa là đã bỏ trốn rồi mà còn về. Viện Minh nó lại tưởng là mình đi gián điệp thì chết. Thế là em đành theo dì vào đây luôn. Rồi cứ thế, Quyên nói đủ các thứ chuyện. Đến nỗi vợ chồng hàng xóm bên kia đường trông sang cũng phải ngạc nhiên. Chẳng hiểu thầy Thông hôm nay tại sao lại tiếp chuyện Quyên lâu như vậy. Mặc dầu cái chuồng gà, thầy Thông sửa chỉ một lúc là xong.
Đêm hôm đó lần đầu tiên Thông nằm thao thức nghĩ đến Quyên. Lạ quá, gần 3 năm nay ở ngay bên cạnh nhau, chưa bao giờ anh thấy xao xuyến như vậy. Cô hàng xóm xinh đẹp kia, ngày nào anh cũng gặp, cũng trò chuyện và thậm chí chia nhau từng củ khoai màu sắn. Thế mà mãi đến bây giờ, anh mới thấy lòng mình đổi khác chỉ vì nghe nàng kể rõ hoàn cảnh ngang trái của nàng. Nói xin Chúa tha tội, em lấy chồng cũng như là không anh ạ. Ông ấy cưới em về chỉ có khoảng mấy tháng, rồi giao em cho bố mẹ chồng, đi biệt tăm biệt tích mãi. Hôm em có việc cần, đánh liều xuống tận chỗ ông đóng ở đâu, đồn Kim Lân ấy. Em nghe thầy mẹ bảo là ông là trưởng đồn, trong làng vẫn gọi là ông cai thục. Đi cả nửa ngày rồi mới tới nơi. Hỏi thăm chú lính gác á, thì chú cứ ấp a ấp úng không cho em vào. Dùng rằng mãi em cứ xông bừa vào thì Giê-xu ma lại Chúa tôi, hóa ra là ông ấy lấy người khác, giấu luôn ở trong đồn từ bao giờ rồi ấy. Thế mà ông ấy còn hùng hổ mắng em, đuổi em về. Em tức quá em về thẳng nhà thầy mẹ, kể hết đầu đuôi cho thầy mẹ em nghe. Nhưng mà thầy mẹ em không có chứa, bắt em phải quay về nhà bố mẹ chồng, rồi sợ mang tiếng. Từ đấy em vẫn cứ ở bên nhà chồng, nhưng mà không có gặp lại ông ấy lần nào nữa. Thế lúc người ta rục rịch xuống Hải Phòng để vào Nam, Em chạy về xem là thầy mẹ em có đi hay không á, thì thầy mẹ em nhất định không đi. Thầy em bảo là nhà cửa ruộng vườn như thế này còn đi đâu nữa, vào trong ấy mà làm đồn điền cao su hay sao. Cả họ nhà em chả có ai chịu đi. May quá em ghé thăm dì đúng cái lúc mà cả nhà đang gồng gánh ra cổng. Thế dì em khóc bảo là tao rủ mãi mà mẹ mày không chịu đi, nói thế nào mẹ mày cũng chả nghe. Hay là mày cứ đi luôn với dì, Chứ còn ở đây làm gì nữa. Thế là em đi luôn, em chả kịp báo tin cho thầy mẹ em biết. Câu chuyện Quyên kể hồi chiều ngoài sân, Thông ngồi nghe một cách bình thản, không mảy may xúc động, bởi chính người kể cũng không để lộ một chút gì luyến tiếc hay cay đắng. Mãi đến bây giờ lên giường nằm nhớ lại, Thông mới chợt thấy thương cho Quyên. 17 tuổi lập gia đình, vui với chồng được vài tháng rồi chồng lấy người khác. 5 năm trôi qua một mình lầm lỗi với nỗi hiu quạnh không ai san sẻ. Thông bỗng thấy tim mình như thắt lại. Trong bóng đêm bao phủ, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ của trăng thượng tuần chiếu qua cửa sổ. Nhắm mắt lại, Thông hình dung ra cái dáng nhỏ nhắn của Quyên lúc chiều ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa ân tình. Anh thấy mình sắp sa ngã mất. Anh chỉ bước có mấy bước sang gõ cửa nhà Quyên, nàng sẽ đón anh, sẽ thổn thức trên vai anh, rồi hai người mở đầu một chuyện tình mới. Anh sẽ giúp Quyên làm lại cuộc đời, bù đắp cho nàng những mất mát của tuổi thanh xuân trong mấy năm qua. Nghĩ một lúc khá lâu, Thông rón rén ngồi dậy, thòng hai chân xuống tìm guốc. Anh nhẹ nhẹ bước ra cửa, đứng trên hè nhìn sang gian nhà bên cạnh. Anh nghe tiếng ho nhẹ của Quyên vọng ra, làm anh càng tin chắc là Quyên cũng đang nằm thao thức nghĩ đến anh. Anh nhẹ nhàng tiến lại trước cửa nhà Quyên. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió đêm thổi xào xạc qua những tàu lá chuối và vườn sắn sau nhà. Có lẽ đã gần nửa đêm, sương xuống mau làm không gian rượi mát. Thông lấm lét nhìn sang căn nhà hàng xóm đối diện bên kia con đường lớn, lo sợ người ta còn thức và bắt gặp anh mò sang với Quyên. Nhìn thì nhìn nhưng anh không thấy gì, bởi nhà nào cũng đã tắt đèn. Người ta thức hay ngủ anh không thể biết được. May mà có bụi chuối khá lớn trước cửa nhà Quyên, anh tin là bên kia đường dù có ai rình cũng khó mà trông thấy. Rồi cứ thế, Thông đứng lặng trước cửa nhà Quyên một lúc khá lâu, tim đập hồi hộp như tên trộm lần đầu hành nghề. Mấy lần toan đưa tay gõ cửa hoặc lên tiếng gọi, nhưng dường như có cái sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản không cho anh tiến tới. Hình như bên trong, Quyên cũng vừa ngồi dậy, bởi Thông thoáng nghe tiếng lạch cạch chuyển động của những nan tre kết thành cái giường của Quyên. Rồi trong khoảnh khắc, tiếng guốc của nàng tiến ra phía cửa, mỗi lúc nghe một gần hơn. Thông càng hồi hộp, nín thở, anh chưa biết nên xử trí thế nào, thì bỗng giật mình vì con chó nhà hàng xóm bên kia đường sủa vang. Như một phản xạ tự nhiên, Thông vội vã bỏ chạy về buồng, nép sau khung cửa, thở hổn hển trông ra. Anh thấy hai bóng người song song, vừa đi vừa nói chuyện dưới trăng mờ. Anh đặt tay lên ngực, cố lấy lại bình tĩnh rồi khép cửa cài then và trở lại giường. Bên kia, qua bức vách mỏng bằng phên tre dán giấy báo, anh thấy đèn vừa thắp lên
và tiếng guốc của Quyên đi tới đi lui như nhắc nhở hay mời gọi. Thông thở dài đứng dậy, phấn đấu lý trí rồi quỳ xuống, ngước mặt nhìn lên bàn thờ và làm dấu thánh giá. Đối với một người ngoan đạo như anh, nguồn an ủi duy nhất mỗi khi anh yếu đuối hay lo sợ là đọc kinh lần hạt. Anh xin Chúa soi sáng và giúp anh vượt qua cơn thử thách mãnh liệt này. Anh không thể gian díu với Quyên được, bởi nàng đã có chồng. Dù chồng nàng không ra gì thì nàng cũng đã có phép hôn phối với người đó, không bước thêm được nữa, trừ khi chồng nàng chết. Rõ ràng thánh ý Chúa đã định, anh toan sa ngã, toan gõ cửa buồng, thì có tiếng chó sủa, có bóng người từ đâu xuất hiện ngoài đường để cứu anh, thoát khỏi tội lỗi. Anh tạ ơn Chúa đã dắt anh xa chốn vực sâu, tự dưng nước mắt anh trào ra với lời kinh sám hối. Dù chưa gần gũi Quyên, chưa nắm bàn tay nàng, nhưng anh vẫn thấy mình là kẻ đã phạm tội trong tư tưởng. Đọc kinh xong, anh ăn năn tội rồi làm dấu thánh giá và lên giường ngủ. Chiếc đồng hồ tròn hiệu con gà đặt trên bàn viết, nổi bật hàng số dạ quang màu xanh biếc. Kim ngắn đã chỉ quá một giờ. Thông nhắm mắt lại và thấy lòng tương đối thanh thản. Bên kia bức vách, có lẽ Quyên chờ quá lâu không thấy động tĩnh gì, nên cũng tắt đèn và lặng lẽ lên giường. Sáng hôm sau như thường lệ, Thông dậy từ trước khi gà gáy, tiếng chuông nhà thờ từ xa đưa lại nhắc anh đã đến giờ đi lễ. Từ ngày về đây, anh luôn luôn có mặt rất sớm ở nhà thờ, dù là ngày thường, để làm gương cho lớp học sinh trong trại. Anh dạy buổi chiều cho nên có đủ thì giờ đọc kinh, làm việc nhà, chấm bài và soạn bài. Hôm nay anh cũng thức sớm như mọi ngày, ngồi trên giường đọc kinh nhật tụng trước khi bước xuống thắp đèn rồi đẩy cửa bước ra sân đánh răng rửa mặt. Sương đêm còn buông phủ dày đặc, hơi lạnh thấm nhanh qua lớp áo mỏng. Anh rùng mình nhìn sang bên cạnh, thấy nhà Quyên vẫn im lìm, cửa đóng then cài. Anh nhớ lại trọn vẹn nỗi xao xuyến của mình đêm hôm qua, nửa tiếc nuối, nửa vui mừng vì mình chưa vấp ngã. Rồi anh trở vào, thay quần áo vội vã ra đi. Con đường trước mặt đã nghe thấp thoáng tiếng nói chuyện của những bà già ngoan đạo hoặc của những bạn hàng gồng gánh ra chợ sớm. Thông vừa lầm lỗi bước nhanh vừa miên man nhớ đến Quyên. Trong những suy nghĩ rằng co, anh chợt nảy ra ý định sẽ dọn sang căn nhà khác. Trong trại giờ này dư cả trăm ngôi nhà trống. Anh sẽ chọn một căn xa hẳn căn nhà anh đang ở để không có dịp còn thường xuyên gần gũi Quyên nữa. Rồi thời gian xa mặt, cách lòng, anh sẽ quên dần cô hàng xóm đáng yêu đang chập chờn ẩn hiện trong đầu anh. Lễ xong mọi người về hết, Thông vẫn còn quỳ lại đọc kinh một mình. Ngoài sân trước cửa trường học, tiếng học trò nô đùa và tiếng dao của các hàng quả bánh vang lên từng chập. Thông bước ra đưa mắt, nhìn thoáng khắp lượt. Mặt trời vừa ló dạng chiếu những tia rực rỡ trên bãi cỏ còn lóng lánh sương đêm. Anh thấy cha Hảo đang đứng nói chuyện với một giáo viên ở cạnh cột cờ. Bà Quản Vọng thì vừa nhặt rác quanh nhà thờ, vừa vu vơ mắng lũ trẻ không biết giữ vệ sinh chốn tôn nghiêm. Giọng bà oang oang để nhắc cho mọi người biết bà đang làm việc. Thông rẽ sang lối tắt đi về nhà, ngang qua cái quán cóc của người quen tại một ngã tư, Thông tạt vào mua gói xôi lạc về ăn sáng trước khi chấm bài cho học trò. Về đến cổng, anh thấy Quyên đang ngồi giặt quần áo bên cạnh lu sành chứa nước mưa đặt sát bụi chuối. Nàng vừa tắm xong, thay áo cánh trắng ngắn tay và búi tóc ngược lên cột bằng chiếc khăn nhỏ màu hồng. Thấy Thông bước vào, Quyên khẽ ngẩng lên rồi cúi ngay xuống để tỏ thái độ hờn dỗi khác hẳn thói quen xã giao niềm nở thường nhật. Đôi mắt nàng Thông thấy đỏ hoe như vừa mới khóc hoặc vì đêm qua không ngủ được. Thông thấy nao nao bứt rứt, làm như chính anh đã gây đau khổ cho Quyên đến nỗi nàng mất ngủ. Đã toan đi thẳng vào nhà, anh ngẫm nghĩ rồi đứng lại và hỏi: "Hôm nay chị không đi chợ?" Quyên vẫn tiếp tục vò quần áo, bọt xà phòng trào hẳn ra ngoài miệng cái chậu thau đường kính khoảng gần 2 gang tay. Nàng ngẩng lên, mệt mỏi đáp: "Em định nghỉ một hôm,
chán đời quá, chả muốn bán buôn gì cả. Giọng nàng buồn vời vợi khiến Thông càng mủi lòng. Thấy có khúc củi tròn đựng bên cạnh lu nước, Thông ngồi xuống cách Quyên chừng một thước. Anh nhìn đôi tay tròn lẳn của Quyên và lần đầu tiên anh nhận ra một điều là Quyên dạo này đầy đặn hơn ngày mới dọn vào đây. Chiếc áo trắng mỏng hơi chật, làm căng phồng bộ ngực như muốn bật tung mấy cái nút bấm nhỏ. Nắng gió cũng đã nhả bớt trên làn da mịn màng của nàng vì đã cả năm nay nàng không đi gặt lúa thuê nữa. Thông quay mặt đi tránh những ý tưởng vẩn đục trong đầu, không khí nặng nề căng thẳng vì cả hai cũng chả biết nói gì. Thông lấy gói xôi mở lớp giấy báo, chìa ra trước mặt Quyên và bảo, chị ăn xôi với tôi không? Xôi bà Huân thổi khéo lắm, chị dì xơi một miếng nhé. Giọng Thông run run lộ rõ vẻ lúng túng, khiến Quyên đang buồn cũng phải phì cười vì thương hại. Nàng vui vẻ nói, có một tí thẹo mà anh cũng mời em. Em ăn thì lấy gì cho anh ăn? Thôi, anh ăn đi, em chờ bà hàng bún riêu, bà ấy sắp gánh đến đây rồi đấy. Thông cũng cười theo và trong lòng cảm thấy nhẹ hẳn vì biết Quyên đã hết giận. Anh nói một câu sáo ngữ. Vẫn biết là chả có bao nhiêu, nhưng mà của ít lòng nhiều, tôi mời chị một miếng cho vui. Quyên đứng dậy hất chậu nước xà phòng ra sân và bĩu môi đáp. Em thì em chả thích của ít lòng nhiều, thà cứ cho em của nhiều mà lòng ít cũng được. Ngừng một chút, nàng tìm một câu ý nhị hơn rồi hạ giọng tiếp. Em nói thế là vì em biết đối với em á, anh làm gì có lòng nhiều, anh có để ý gì đến em đâu, chỉ có em là khổ thôi. Thông giật mình vì câu nói bạo dạn bất ngờ của Quyên. Đang véo miếng xôi, anh dừng tay ngồi yên như pho tượng, đưa mắt đăm đăm nhìn Quyên. Lần đầu tiên anh nghe được một lời gợi ý rõ rệt như vậy, làm anh không khỏi bồi hồi xúc động. Quyên lại ngồi xuống, múc nước từ lu đổ vào chậu và tiếp. Đêm hôm qua, anh cần gì mà đứng mãi ngoài cửa, không chịu gọi em? Thông càng choáng váng ngượng ngùng như kẻ trộm bị bắt quả tang. Anh mở to mắt nhìn Quyên, nhưng không biết trả lời ra sao. Anh là một nhà giáo nói năng lưu loát, có thể tranh luận bất cứ đề tài gì. Nhưng anh chưa nói chuyện tình cảm với bất cứ người con gái nào, cho nên tình huống này làm anh lúng túng lắm. Quyên vẫn bình thản kể. Em đứng trong nhà trông thấy anh, em ho lên mấy tiếng để báo cho anh biết là em còn thức. Thế mà chờ mãi, chả thấy anh gõ cửa. Em hỏi thật nhé, thế đêm hôm khuya khoắt, anh định sang nhà em, chắc có việc gì hệ trọng phải không? Thông thấy đắng chát trong cổ, anh đưa bàn tay lên lùa vào mái tóc, chớp mắt nhìn xuống chân. Anh đang lâm vào cái thế tiến thoái lưỡng nan chẳng biết xử trí thế nào. Anh biết Quyên đã yêu anh lắm rồi, chỉ chờ anh đáp lại. Nhưng riêng anh, trái tim thì rung động cực kỳ, nhất là lúc này ngồi bên Quyên, mà lý trí lại cố vùng vẫy cưỡng lại để khỏi uổng công giữ đạo từ bé đến giờ. Mới lúc nãy quỳ trong nhà thờ, anh cũng đã nghĩ nhiều đến Quyên, và anh thấy lòng nhẹ nhàng lắm bởi có Chúa toàn năng giúp sức. Giả sử như anh đừng ngồi gần Quyên, đừng nghe nàng tỉ tê nói chuyện, thì chắc chỉ một thời gian ngắn, anh sẽ quên hẳn bóng dáng người hàng xóm. Thấy Thông ngồi yên, Quyên nhắc lại. Em hỏi sao anh không trả lời? Đêm hôm qua anh định sang em, có việc cần lắm phải không? Thông nghẹn họng không biết đáp thế nào, anh vốn không quen nói dối, cho nên khá lâu, anh mới gắng gượng đáp. Nằm mãi chẳng ngủ được, định sang nói chuyện với chị cho vui. Nhưng mà thấy trong nhà im lặng, tôi đoán là chị ngủ rồi nên tôi về. Quyên lắc đầu cười buồn. Chả phải, anh đừng có giấu em. Anh biết là em còn thức mà, em châm đèn lên cho anh thấy là em chưa ngủ. Tại anh đổi ý đấy chứ, có phải không nào? Đến nước này thì Thông không đóng kịch được nữa. Quanh co làm gì khi nàng đã nhìn thấu tâm can của Thông. Gói xôi vừa mở ra chưa kịp ăn miếng nào, Thông lại gói vào và đặt nó lên rổ bát bên cạnh. Anh chớp mắt mấy cái rồi thú nhận. Chị tinh lắm, tôi muốn giấu cũng chả được. Nói quả đáng tội, chị tha lỗi cho. Chiều hôm qua tôi nghe chị kể về hoàn cảnh của chị, tôi không cầm lòng được. Tôi nghĩ nhiều về hoàn cảnh của chị. Chị cũng như tôi, đều xa gia đình, bỏ lại cha mẹ anh em ngoài Bắc. Tôi ngủ không được nên mới định sang
nói chuyện với chị. Quyên thấy Lâng Lâng dậy lên trong lòng một niềm vui chan chứa. Hơn 2 năm nay ở bên Thông, Quyên biết thân phận. Dù có chút nhan sắc nhưng đã lỡ có chồng, nàng không dám cao vọng chờ một ngày Thông sẽ đến với nàng. Không ngờ nàng nghĩ sai. Đêm qua suýt nữa thì chuyện tình đã mở ra. Nàng chớp mắt cảm động, cúi xuống cắn môi. Tuy nhiên niềm vui của Quyên không kéo dài được lâu, bởi ngay sau đó Thông nghiêm giọng tiếp. Nhưng rồi ơn trên soi sáng cho tôi nghĩ lại, Chúa thấu hiểu lòng tôi. Tôi chỉ được phép xem chị là một người quen, một người hàng xóm tốt bụng mà thôi. Tôi không thể tiến xa hơn được phạm giới răn của Chúa. Quyên đang khom người giặt áo, từ từ đứng thẳng lên, hai bàn tay ướt sũng đan vào nhau buông thõng trước bụng, đôi mắt lạc thần nhìn ra đường. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, suối lệ trào ra, đầm đìa chảy thành dòng trên má. Nhìn cảnh tượng ấy, Thông thấy lòng mình thắt lại và tự dưng cũng không cầm được nước mắt. Đời anh, 26 tuổi, dĩ nhiên những rung động bất chợt thoáng đến thoáng đi cũng đã xảy ra nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ anh thật sự gần gũi một người đàn bà và trực tiếp nói chuyện trai gái như hôm nay. Anh nghiêng người thọc tay vào túi quần, lấy khăn lau mắt rồi nghẹn ngào thêm. Không phải tôi không nghĩ đến chị, tôi nghĩ rất nhiều, đã 2 năm rồi. Nhưng chị đã có gia đình, tôi không thể lỗi phép đạo, chị cũng không thể trái luật Chúa. Quyên nức nở ngắt lời. Nhưng mà gia đình anh như thế nào thì anh biết rồi. Em có ngoại tình, có bỏ chồng theo giai đâu mà Chúa cấm em chứ. Không lẽ cả đời em cứ sống như thế này hoài sao? Thông thấy đắng chát trong cổ, anh toan phân trần thêm, thì bỗng nghe có tiếng nói lao xao ngoài đường. Anh giật mình trông ra, thấy mấy bà gánh củi đi ngang. Thông vội đứng dậy vì thấy ngồi ngoài sân với Quyên như thế này không tiện. Quyên cũng đứng lên theo và chạy vào nhà. Nàng ngồi xuống ghế và gục đầu trên hai cánh tay đặt trên mặt bàn tiếp tục khóc. Thông lấm lét nhìn quanh hai bên hàng xóm rồi cũng bước theo. Anh ít khi sang nhà Quyên, nhất là sang trong hoàn cảnh đặc biệt này, làm anh lo sợ lắm. Bình thường, hễ cần việc gì anh chỉ đứng ngoài hè nói vọng vào mà thôi. Biết anh đến sau lưng, Quyên càng khóc nức lên từng cơn. Nước mắt đàn bà vốn có ma lực làm tiêu tan ý chí của đàn ông. Thông đứng lặng nhìn và chỉ trong giây lát, mọi lời cầu nguyện, mọi câu sám hối, mọi kinh ăn năn đều tan biến hết. Niềm tin giáo điều bị che lấp bởi mây mù tình cảm. Anh từ từ bước tới, đặt hai bàn tay lên vai Quyên. Như một luồng nhân điện cực mạnh, Quyên quay lại, ngước lên và đứng dậy, xoay người, áp mặt vào ngực Thông, hai cánh tay vòng qua lưng Thông, ghì chặt. Để đáp lại tấm thịnh tình ấy, Thông cũng không thể cầm được lòng nữa. Anh ôm sát lấy tấm thân tròn trịa của Quyên, bàn tay xoa nhẹ trên lưng nàng, qua lớp vải, mịn màng. Anh nghiêng đầu áp má trên mái tóc đen mượt còn thoang thoảng mùi bồ kết của Quyên. Giờ phút này thì Chúa phải hiện ra làm phép lạ. Họa chăng Thông mới lấy lại sáng suốt để đẩy Quyên ra khỏi cánh tay mình. Thông nhắm mắt lại, toàn thân anh nóng ran, thứ hơi ấm nồng nàn ở cơ thể người đàn bà truyền thật nhanh sang, mà anh thấy có sức lôi cuốn kỳ diệu, nhất là khi Quyên cứ ép sát ngực vào người Thông. Quyên ngửa mặt lên, hôn vào cổ vào má Thông, khiến anh co rúm người lại. Hai người cứ đứng ở tư thế đó rất lâu, không nói gì, chỉ nghe nhịp đập rộn rã của đôi tim chan hòa hạnh phúc. Đơn giản có thế này mà tại sao phải đợi gần 3 năm mới thực hiện được? Quyên tự hỏi và muốn dìu Thông lại giường. Ở một người đàn bà đã từng có chồng như Quyên, khi chưa hiến dâng thân xác thì chưa thể gọi là tình yêu trọn vẹn.
Nàng muốn nằm bên cạnh Thông, cho Thông tất cả những gì mà Thông muốn. Nhưng Thông cứ đứng yên, không nhúc nhích. Với Thông, ôm như thế này đã là đạt tới tột đỉnh của đam mê rồi, không cần tiến thêm bước nào nữa. Mãi tới lúc nghe bà hàng bún riêu reo vang ở ngoài cổng, Thông mới giật mình, buông quyên ra. Anh lo sợ nhớn nhát nhìn ra và tự trách mình đã quá hớ hênh không khép cửa. Có định trước là sẽ ôm nhau đâu mà khép cửa. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, chẳng biết có ai bắt gặp hay không. Mặt anh tái nhợt, từ từ bước ra hè, ráo rác nhìn quanh rồi chạy vụt về bên nhà. Quyên khẽ mỉm cười, cột lại mái tóc rồi ra sân gọi lớn. Bà Tổng ơi, gánh bún vào đây. Vừa là người quen, vừa là khách hàng thường xuyên của hàng bún riêu, Quyên vui vẻ đứng chống nạnh chờ đợi. Nét mặt mới lúc nãy ủ rũ và đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, bây giờ hồng lên rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Nàng nghĩ đến chuyện tình vừa chấm nở, lòng rộn lên những cảm giác hỗn độn, vừa lo âu vừa thú vị. Bà hàng gánh bún theo con đường nhỏ, len giữa khu vườn sắn tiến vào sân nhà Quyên. Quyên thở phào nhẹ nhõm, đặt bát bún xuống cái ghế đầu bên cạnh rồi chạy lại trước cửa buồng Thông, đứng ở ngoài sân gọi vào. Anh giáo có xơi bún luôn thể không? Bà Tổng vội vàng lớn tiếng phụ họa. Vâng, hôm nay riêu cua ngon lắm, tôi mời ông giáo một bát nha. Quyên lại thêm. Em cũng mời anh giáo một bát nữa là hai. Thông từ trong nhà tiến ra, tay cầm cái bút và cuốn vở học trò làm như đang bận chấm bài thật. Anh gật đầu chào bà Tổng và nói. Vâng, bà có lòng thì tôi xin bà một bát. Quyên nhắc lại. Em cũng có lòng, anh giáo phải rơi thêm một bát nữa. Em đãi anh giáo mà. Thông lắc đầu cười. Ăn hai bát thì vỡ bụng mất. Với lại hôm nay được ăn hai bát, ngày mai lại chẳng có bát nào. Chị cho tôi khất đến sáng mai vậy. Bà Tổng múc bún vào tô, phủ rau muống chẻ lên trên rồi cầm đôi đũa bưng vào nhà cho Thông, vui vẻ nói. Thế bao giờ ông giáo mới tính lập gia đình? Có đám nào chưa để chúng tôi còn liệu? Hỏi thật đấy ông giáo ạ. Đây, mời ông giáo. Vâng vâng, ông giáo sơi ngay cho nó nóng nha. Thông đứng trên hè đưa mắt nhìn Quyên rồi quay vào trả lời bà Tổng. Vâng, chắc phải nhờ bà làm mối cho chứ không thì đến ế mất. Anh ngồi vào bàn và cầm đũa. Anh nghe tiếng hai người nói chuyện ngoài sân, toàn những đề tài buôn bán là thứ mà Quyên tỏ ra rất sành sỏi. Từ lâu, Thông đã để ý thấy Quyên có giấc mộng lớn. Nàng sẽ gom vốn để mai kia xuống hẳn Sài Gòn làm ăn. Thông thì trái lại, anh chỉ muốn theo đuổi nghề thầy giáo và sống bám lấy ngôi giáo đường với những sinh hoạt tôn giáo được lập đi lập lại năm này qua năm khác, mà năm nào anh cũng vẫn thấy hào hứng. Suốt ngày hôm ấy, mọi sinh hoạt ở cả hai bên đều diễn ra một cách bình thường, mặc dầu cả hai cùng nghĩ đến nhau, nhưng cùng tránh gặp nhau. 6 giờ Thông đi dạy học về, lặng lẽ ăn cơm, cho gà lên chuồng rồi đi nhà thờ. Lần đầu tiên quỳ trước bàn thờ Chúa mà đầu óc anh hoàn toàn bị chia chí. Tay anh lần chuỗi theo thói quen, cố tập trung tư tưởng vào những lời kinh, nhưng chỉ được giây lát rồi lại nghĩ đến Quyên. Gần 9 giờ đêm anh mới trở về, ra giếng múc nước tắm như thường lệ. Anh nhìn sang bên kia thấy cửa vẫn mở và Quyên ngồi khâu bên cạnh bàn dưới ngọn đèn vặn lớn. Nàng mặc áo cánh trắng nhưng không phải cái áo cổ trái tim sáng nay. Thỉnh thoảng Quyên ngừng tay kim, ngẩng đầu ngồi thẳng lên, xoay qua xoay lại vài lần cho đỡ mỏi cổ. Thông ngồi thẫn thờ một mình rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Anh nghe tiếng radio từ bên nhà Quyên vọng sang lớn hơn. Anh nằm nhắm mắt và lại nghĩ đến hành vi của mình sáng nay khi ôm Quyên. Có chút gì hối hận gờn gợn lên trong lòng. Vừa mới đây ở nhà thờ, anh đã tin rằng Chúa nhân từ cho phép Quyên được tiến tới với anh.
Bây giờ những giáo điều cũ lại trở về làm trí óc anh lo ngại. Anh đoán là Quyên cũng mang một tâm sự như anh. Cho nên từ lúc chia tay sau khi ăn bún riêu buổi sáng, nàng không nói chuyện với Thông nữa. Mặc dù Thông đi dạy học về, hai người có nhìn thấy nhau quanh quẩn ở ngoài sân. Nằm một lúc khá lâu, Thông bỗng nghe bên kia vách. Quyên vặn nút, tắt radio. Anh đoán nàng cũng đi ngủ. Nhưng ngay sau đó anh nghe tiếng chân, tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở từ từ. Rồi chỉ một phút sau có tiếng gõ cửa nhà anh. Thông hồi hộp vén mùng chạy lao ra, quên cả xỏ dép. Anh tháo then cài, mở hé cánh cửa và ráo rác nhìn hai bên, sợ có người thấy Quyên sang thăm anh vào giờ này. Trăng thượng tuần rất yếu, không đủ soi rõ mặt người. Quyên vừa lách vào và khẽ hỏi: Anh ngủ chưa? Thông cũng đáp thật nhỏ: Chưa. Chị cần gì mà sang tôi khuya thế này? Để tôi thắp đèn lên đã. Quyên gạt đi: Thắp đèn làm gì? Em cần nói chuyện với anh thôi. Dứt lời, nàng đưa tay khép cửa rồi kéo Thông lại giường. Chân nàng vấp phải cái ghế đầu, nhưng nàng không thấy đau. Chỉ có Thông tái mặt sợ hãi vì tiếng động vang lên trong bóng tối. Quyên tự động vén mùng chui vào giường và nằm xích vô để nhường chỗ cho Thông. Tiếng nan tre kêu lên răng rắc như sắp gãy. Thông ngần ngại đứng nhìn, không dám leo lên. Đời anh chưa gặp tình huống này bao giờ, chưa nằm bên cạnh một người đàn bà lần nào, cho nên anh thấy hành vi ấy ghê gớm quá. Quyên phải lên tiếng: Lên đi anh, lên nằm nói chuyện với em này. Thông quay ra khóa cửa. Anh cẩn thận ghé mắt nhìn ra con đường vắng trước mặt xem có ai rình rập hay không, rồi mới cài then ngang và lững thững trở vào. Anh đứng lưỡng lự một lúc khá lâu bên cạnh giường trước khi miễn cưỡng leo lên. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, tim đập thình thịch, ú ớ hỏi Quyên: Nhỡ có ai nom thấy thì làm thế nào? Quyên cũng đang hồi hộp không kém, nhưng nàng mạnh dạn trấn an: Trời tối như mực, làm gì có ai chung quanh mà thấy với chả thấy. Anh này, chỉ lo hão không à, lên đây. Hai người cùng nằm yên giữ một khoảng cách khá xa, không đụng chạm vào người nhau. Với Quyên, cứ nằm không như thế này cũng đã đủ cho nàng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần tiến thêm bước nào nữa. Thông cũng thấy thích lắm, nhưng mãnh lực tôn giáo trong đầu anh cứ bắt anh phải giằng co suy nghĩ. Anh tự hỏi, nằm xuông bên cạnh Quyên như thế này có phải là một tội nặng đối với Chúa hay không? Nếu là tội nặng thì nay mai anh sẽ phải đi xưng tội. Anh hình dung ra nét mặt nghiêm khắc của cha Xuân khi anh thú nhận chuyện này trong tòa giải tội. Chỉ mới nghĩ đến đó, anh đã thấy rùng mình và giảm đi rất nhiều hứng thú. Từ đó anh lại sực nhớ đến chuyện tình của thầy Phán và Mai. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh cô học trò cũ với tấm thân nõn nà đêm nào Thông đã nhìn thấy ngồi trên lòng thầy Phán, chỉ mặc có mỗi cái áo trắng ngắn cũn cỡn đến lưng. Tiếng Quyên bên cạnh cắt đứt dòng tư tưởng của Thông: Sao không nói gì với em hết vậy? Thông giật mình gượng cười trong bóng tối và lần đầu tiên đổi cách xưng hô. Em bảo anh lên nằm nói chuyện với em. Chuyện gì nào? Từ nãy đến giờ em cũng có nói gì đâu. Quyên thấy trong tim chan hòa hạnh phúc. Tuy vậy, nàng vẫn nằm yên, không nhích lại gần Thông. Nàng thủ thỉ: Em được nằm bên anh như thế này là em sung sướng lắm rồi, chả cần phải nói gì hết. Sợ Thông hiểu lầm, Quyên vội tiếp: Tối nào anh cũng cho em sang nằm như thế này nhé, một lát thôi rồi em về ngủ. Thông nửa đùa nửa thật hỏi: Nằm như thế này có tội không em? Có phải đi xưng tội không? Quyên cười khúc khích: Em cũng chả biết nữa, nhưng nếu phải xưng tội thì chả nhẽ ngày nào cũng xưng, chả nghèo mãi cũng chán. Thank you.
Quyên vừa dứt lời thì ngoài đường, giữa không gian vắng lặng, chợt vang lên những tiếng nói cười thật hồn nhiên, mỗi lúc một rõ hơn. Thông bừng tỉnh, choàng mở mắt và như bị một phản ứng tự nhiên của kẻ phạm tội. Thông ngồi bật dậy. Anh vừa nhận ra giọng nói quen thuộc của lũ con gái, đa số là học trò của anh trong xóm đạo. Giờ này chúng nó mới đi tập hát về. Công việc dạy hát trước đây vẫn do Thông một mình đảm trách. Mãi đến đầu năm nay, Thông huấn luyện được một người phụ tá để giúp anh giảm bớt phần nào thời khóa biểu vốn đã quá bận rộn của anh. Anh rón rén tiến lại cửa sổ, ghé mắt trông ra. Anh thấy lũ con gái nhất loạt quay đầu nhìn vào nhà anh. Có đứa nói bâng quơ. Thầy Thông hôm nay đi nghỉ sớm thế chúng mày nhỉ? Nhà tắt đèn tối om à? Bình thường thầy hay thức khuya đọc sách. Chắc hôm nay thầy mệt đấy. Đứa khác lại lên tiếng. Hay là thầy đi vắng? Ừ đúng rồi, thầy còn đọc kinh trên nhà thờ ấy. Lúc nãy cả nhà thờ về hết, tao vẫn thấy thầy còn quỳ lại một mình. Bố tao bảo à, thầy định đi tu. Những lời bình phẩm chứa đựng sự kính nể của đám học trò dành cho Thông khiến anh cảm thấy hết sức nhức nhối. Chỉ nay mai, khi chuyện gian díu giữa anh và Quyên bùng nổ ra, những bộ óc ngây thơ kia sẽ nghĩ sao về anh? Những bậc phụ huynh vốn đặt trọn niềm tin ở anh sẽ thất vọng đến chừng nào? Chờ đám trẻ đi khá xa, anh mới lầm lỗi quay vào. Quyên vẫn ngồi trên giường, vén mùng thò đầu ra gọi nhỏ. Vào đây anh, lên đây với em này, để ý chúng nó làm gì? Thông cua tay tìm hộp diêm trên bàn, châm lửa thắp đèn và vặn nhỏ xuống. Anh ngồi xuống ghế và bảo. Không được em ạ, chú phạt chết. Quyên nén tiếng thở dài chui ra, nàng xỏ dép đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Nàng tháo then cài và nói. Thôi, anh ngủ đi, em về. Thông và Quyên qua lại với nhau rất thường xuyên, yêu thương gắn bó như vợ chồng. Nghe lời Quyên, Thông mở một cái cửa nhỏ bức vách ngăn đôi hai nhà. Đêm đêm, Quyên lách mình chui qua nằm với Thông, mà người ngoài không thể nào biết được. Buổi sáng, khi chuông nhà thờ báo thức lần thứ nhất, nàng lồm cồm bò dậy và chui về, khép cửa lại. Quyên thấy cứ sống như thế này cũng thần tiên lắm rồi, không cần phải tiến xa hơn. Nàng đổi ý không nhắc Thông xin cha làm phép cưới nữa. Nàng ăn diện trải chuốt, may thêm mấy cái áo mới mà chả ai ngờ vực gì cả, bởi vì nàng là chủ quầy bán vải. Buổi chiều ở chợ về, nàng mua thêm thức ăn, quà bánh và lắm hôm nấu cơm dọn sẵn lên bàn chờ Thông, y như nàng dáng kiều từ trong tranh hiện ra chăm sóc Tú Uyên trong chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Nhưng ở đời chẳng có chuyện tình vụng trộm nào giấu mãi được thiên hạ. Một sáng chủ nhật, cha Xuân sai người xuống gọi Thông lên văn phòng, nói là có việc cần. Việc cha xứ đòi gặp Thông là chuyện thường, bởi cha vẫn hay giao các công tác tôn giáo trong trại cho anh, nên Thông hân hoan chạy lên ngay, không một chút lo ngại. Thông bước lên thềm ho nhẹ mấy tiếng làm hiệu. Cửa phòng cha Xuân lúc nào cũng mở rộng, nhưng có tấm mảnh trúc đong đưa theo cơn gió nhẹ. Thông đứng chờ vài phút thì ông bó già từ trong vườn chuối đi ra bảo anh. Thầy gõ cửa đi, cha đang đợi thầy đấy. Thông gật đầu nói cảm ơn, nhưng anh chưa kịp gõ cửa thì chính cha Xuân đã vén mảnh thò đầu ra và bảo. Vào đây. Mặt cha bẩm sinh đã khắc khổ, quanh năm không thấy nụ cười. Giờ này lại càng nghiêm nghị hơn, nhưng Thông quen rồi nên không cảm thấy ngạc nhiên. Thông cúi đầu chào. Lạy cha. Rồi anh theo cha vào phòng khách, đứng lóng ngóng hai tay chấp trước bụng. Cha không nói gì, không mời Thông ngồi, lặng lẽ khép hết các cửa,
rồi bước lại sau bàn viết, ngồi xuống cái ghế gỗ to như ghế hớt tóc mà một ông thợ mộc trong trại vừa đóng tặng. Giờ này thì Thông mới bắt đầu hoang mang. Nói chuyện với Thông, việc gì cha phải đóng cửa? Cha ngẩng lên bảo Thông, thầy có biết tôi gọi thầy lên đây để làm gì không? Thông thành thật đáp, trình cha chắc cha chỉ thị về việc tổ chức lễ thánh bổn mạng ạ. Trình cha, con đã chuẩn bị sẵn cả rồi ạ. Mặt cha Xuân bỗng cau lại, những đường rãnh ưu tư hiện rõ trên trán và giọng nói bất chợt gay gắt. Tôi tin tưởng thầy là người đạo đức, giao hết công việc nhà sứ, việc giáo dục cho thầy. Thế mà thầy đổ đốn, làm gương mồ gương xấu cho bao nhiêu người. Người ta là đàn bà đã có chồng, thầy dám đi ngang về tắt, không còn giữ phép đạo, không biết xấu hổ. Tôi hết sức thất vọng vì thầy. Cha bỏ dở câu nói, xô cái ghế đứng dậy, sắc mặt đỏ hừng hừng và hai bàn tay run run nắm lại. Trong thâm sâu, cha cảm thấy đau lòng vì đã để mất một con chiên. Cha không chu toàn được nhiệm vụ thiêng liêng của cha là giữ gìn giáo dân sống đời đạo đức, hợp với ý Chúa. Cùng một tội phạm này, nếu không phải là Thông mà là bất cứ người nào khác, thì chắc chắn cha đã bắt nằm xuống đánh ít nhất là 10 roi và ra lệnh cho quỳ ở sân nhà thờ để làm gương cho cả trại. Nể Thông lắm, cha mới dằn cơn giận và chỉ lớn tiếng trách móc mà thôi. Cha đứng thở một lúc rồi ngẩng lên nói tiếp. Thầy là người có ăn học, hàng ngày đọc sách thánh, tại sao thầy lại u tối như vậy? Thông không biết trả lời thế nào. Anh đang phân vân tự hỏi, chuyện gian díu giữa anh và Quyên kín như thế, khoét vách trong nhà, chui sang nằm với nhau, mà tại sao cũng có người biết để khai với cha Xuân? Cái thế giới trại định cư nhỏ hẹp quá, không ai giấu được ai chuyện gì. Thông ú ớ đáp, bẩm cha, con với cô Quyên quen nhau cũng chỉ là tình hàng xóm thôi đấy ạ, chứ thưa cha có gì đâu ạ. Cha Xuân đập bàn quát lên, thầy còn dám nói dối tôi nữa hay sao? Rồi cha chỉ mặt Thông hầm hầm ra lệnh, từ nay phải dứt hẳn, nếu còn tái phạm thì tôi sẽ rút khắp thông công. Tôi kỳ cho thầy nội ngày mai phải dọn hết đồ đạc thầy lên ở trên này với tôi. Tôi cho thầy ở tạm gian nhà cũ của ông Phán, nếu không có phép của tôi, cấm không được lai vãng về giấy nữa. Phải xa lánh con quỷ, kẻo xa chức cám dỗ mà mất linh hồn. Thông khổ sở toan lên tiếng phân trần, nhưng cha tiến lại mở cửa và đuổi anh ra. Cha bảo, đi về dọn nhà, có cần người phụ giúp thì cho tôi biết, tôi sẽ cho bỏ giả xuống, hoặc là gọi học sinh chúng nó đến khênh hộ. Thông cúi đầu bước lui ra hè. Cha Xuân đóng sập cửa lại, không cần biết phản ứng của Thông thế nào. Thời này, các cha vẫn là những vị quan với quyền uy tối thượng, chỉ nói cho người ta nghe, chứ không cần nghe những gì người ta nói. Và lối hành xử ấy được mọi người chấp nhận một cách tự nhiên, không ai thắc mắc gì cả. Thông về đến nhà, ngồi thừa người suy nghĩ. Anh đưa mắt nhìn quanh, sân trước vườn sau, từng góc cạnh của giang sơn thân ái mà anh đã dày công vun đắp mấy năm nay. Đồ đạc thì anh chẳng có bao nhiêu, nhưng anh không muốn rời khỏi căn nhà này. Nó chứa đựng nhiều kỷ niệm quá, bỏ đi không đành. Huống chi lên ở chung với cha xứ, còn gì là tự do nữa. Anh lững thững ra vườn, ngồi dưới giàn mướp, nhìn đàn gà con tíu tít kiếm ăn bên cạnh. Anh thở dài chớp mắt ngó sang nhà Quyên. Chiều nay Quyên ở chợ về, anh sẽ báo cho Quyên biết chuyện tình hai người đã đến tai cha xứ và từ nay không còn được gặp nhau nữa. Anh mường tượng trước là Quyên sẽ khóc hết nước mắt. Buổi chiều, Quyên gánh hàng về, thấy Thông vẫn ngồi buồn giữa sân. Nàng đặt hai thúng vải xuống, đứng trên hè cầm nón quạt lia lịa, rồi mỉm cười bảo Thông, có bánh gai ngon lắm, em biết là anh thích nên em mua nguyên cả chục đây này. Thông ngước lên cười và nói nhỏ, cất hàng vào nhà đi, anh có chuyện cần nói với em.
Dứt lời, anh đứng dậy mệt mỏi đi vào. Quyên bưng hai thúng vải vô nhà rồi chạy ngay sang gặp Thông. Mặt Thông hôm nay biến sắc, chắc là có chuyện gì không vui. Nàng ưu tư hỏi: Có việc gì thế? Hay là anh đói thì để em thổi cơm, ăn tạm cái bánh gai đã. Thông buồn rầu kể hết đầu đuôi của gặp gỡ bữa nay với cha Xuân, nhấn mạnh đến cái chỉ thị của cha cấm anh từ nay không được gặp Quyên. Và để bảo đảm sự ngăn cách đó, anh phải dọn lên nhà xứ, coi như đặt dưới sự quản chế trực tiếp của cha Xuân. Thông kết luận: Cha bảo là nếu anh còn gặp em thì cha sẽ rút phép thông công. Quyên ngồi phịch xuống ghế, quăng cái nón bên cạnh, rồi trong khoảnh khắc nước mắt trào ra. Đối với mọi người công giáo, cái hình phạt lớn lao nhất khi còn sống là bị rút phép thông công, có nghĩa là không còn được tham dự bất cứ nghi thức nào của giáo hội, coi như đứa con lạc bầy, lách thoát ra khỏi đàn chiên của Chúa. Nói chung thì đó là kẻ bỏ đạo hay phản đạo. Khá lâu, Quyên mới lau nước mắt ngẩng lên hỏi Thông: Anh tính sao bây giờ? Thông thở dài: Thì anh phải nghe lời cha chứ còn biết tính cái gì nữa. Quyên đứng dậy. Thông tưởng nàng bỏ về, hóa ra nàng ngồi bệt xuống nhà, ngay trên nền đất, và nước mắt lại trào ra. Nàng não nề hỏi Thông: Anh nhất định bỏ em à? Thông đau đớn gật đầu: Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, cha đã cấm thì cãi thế nào được. Quyên khoanh tay đặt trên hai đầu gối, gục mặt xuống, và từ đó không nói nữa. Một lúc sau, nàng đứng dậy cầm cái nón bước về. Thông lại ra cửa, ngồi trên bậc thềm nhìn quanh khu sân nhỏ và mảnh vườn xanh tốt của anh. Đêm nay là đêm cuối cùng anh ở lại đây. Ngày mai gian nhà của anh sẽ trở thành vô chủ, y như hàng trăm căn khác hiện bỏ trống trong trại này. Nếu biết có ngày hôm nay thì thà rằng anh đã nhập vào đoàn người đi lập nghiệp ở cái sắn cho xong. Trước mắt Thông, trời bắt đầu nhá nhem tối. Anh uể oải đứng dậy ra mở cửa chuồng gà, rồi ra giếng múc nước tắm. Bỗng có tiếng nói quen quen từ ngoài đường vang lên: Cô Quyên có nhà không? Thông giật mình quay lại và nhận ra là bà Quản Vọng, vội gật đầu chào. Bà Quản tìm cô Quyên à? Vâng, cô ấy có nhà đấy ạ. Cùng với câu nói ấy, Thông đoán ngay là đến lượt Quyên được lệnh lên trình diện cha Xuân, mà sứ giả của cha, bà Quản Vọng nhanh nhẹn kia, chắc chắn cũng đã rõ câu chuyện của Thông. Cho nên nét mặt bà hôm nay đổi khác lắm. Từ ngày về đây, bà vốn rất nể Thông vì phong độ trí thức, lại cùng với bà gánh vác việc nhà Chúa, họp hành luôn luôn có nhau. Thế mà hôm nay, bà nhìn Thông bằng ánh mắt nhạt nhẽo, có pha chút giận hờn, chỉ vì Thông yêu lầm một người phụ nữ đã có chồng. Thông nhớ cái ngày cô Mai, người yêu của thầy Phán, bị xé quần áo bên cạnh nhà thờ. Chính bà Quản Vọng đã đứng chỉ huy và hò hét các bà chung quanh. Dĩ nhiên bà không cảm thấy việc đó sai quấy, mà trái lại, bà rất sáng suốt cho rằng bà làm điều đó chỉ vì đạo. Bà khẽ gật đầu chào Thông rồi nghênh ngang bước lên thềm, đứng trước cửa nhà Quyên, dõng dạc nói: Cô Quyên! Cô Quyên đâu? Cha gọi, nhanh nhanh lên. Từ trong nhà, Quyên hỏi vọng ra: Cha nào hả bà? Bà Quản gằn giọng mắng: Cha chính xứ chứ còn cha nào nữa, chỉ được cái giả vờ là giỏi. Quyên bực lắm nhưng không dám tỏ thái độ, nàng nói lớn: Vâng vâng, bà cứ về trước đi, cháu thay quần áo rồi cháu lên ngay. Bà Quản quay ra dặn thêm một câu: Này, dấn dấn tay lên một tí nhé, đừng để cha chờ, cha quở tôi đấy. Rồi bà bước xuống sân, vừa đi vừa bình phẩm: Rồi sẩy cha còn chú, sẩy mẹ thì còn gì. Ở với gì, cá nhà đạo đức như thế mà không ở. Một thân một mình đòi dẫn xác ra ở riêng để hú hí cho nó tự do. Còn cái Chúa mà cứ ý như con cái ma quỷ. Bà đi thẳng ra cổng, không thèm chào Thông. Cái cử chỉ lạnh nhạt cùng những lời đay nghiến bà vừa phun ra, tất nhiên không phải chỉ để dành riêng cho Quyên, mà bà muốn ám chỉ cả Thông nữa. Thông cúi gầm mặt, nắm chặt bàn tay và hai hàm răng nghiến lại. Cũng như Quyên, anh tức lắm nhưng mà cảm tội lỗi làm anh không nói được.
Bà quản đi rồi, Thông tiến lại trước cửa buồng Quyên, đứng đợi trên thềm. Khoảng 10 phút sau thì Quyên bước ra, áo dài trắng, quần đen, giống như hình ảnh một nữ sinh. Thông đón ở cửa và buồn rầu nói nhỏ. Em lên xem cha bảo gì, giờ về thì mình tính. Quyên vừa khép cửa vừa giận dỗi đáp. Tính cái gì mà tính nữa? Mấy tháng nay ở bên cạnh em, anh nói hay lắm. Nào là sẽ trình cha, sẽ thuyết phục cha hủy bỏ phép hôn phối cho em. Hôm nay anh gặp cha có mấy phút, về cứ nhất định đòi lên nhà xứ ở, bỏ em. Thôi thôi thôi, phận ai người nấy lo, từ nay đừng có hỏi han gì đến em nữa. Dứt lời, Quyên quay ra lối hông và bước đi giữa vườn sắn tùm. Thông thở dài trở lại ngồi trên bậc cửa. Quyên nói đúng, chính anh từ sáng đến giờ cũng đã giận mình nhiều phen vì để cha Xuân trấn áp một cách quá dễ dàng. Bao nhiêu lý luận Thông đã sắp sẵn trong đầu từ khi quen Quyên, bao nhiêu lời Chúa anh đã nhẩm đọc thật kỹ trong Kinh Thánh, chỉ chờ cơ hội để tranh luận với cha Xuân. Thế mà khi đối diện, cha chỉ nạt có một hai câu, anh câm họng không nói được, lặng lẽ chấp hành mọi mệnh lệnh. Anh biết Quyên thất vọng về anh lắm, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, anh phản ứng không kịp. Anh thẫn thờ đứng dậy đi vào nhà. Trời đã tối hẳn, muỗi bắt đầu vo ve. Nhưng anh chán nản không buồn thắp đèn, cứ để nguyên quần áo, lên giường nằm gác tay lên trán. Mấy tiếng đồng hồ sau, Quyên từ nhà xứ lảo đảo trở về. Nghe tiếng lạch cạch bên nhà nàng, Thông đang nằm vùng bật dậy chạy sang hỏi dồn vài câu. Quyên không nói gì, chỉ sụt sùi khóc. Nàng châm đèn rồi vào khuất bên trong tấm màn vải để thay áo. Thông đứng lóng ngóng giữa nhà, không biết làm gì mà cũng chẳng biết nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Phía sau bức màn, anh thấy Quyên vắt chiếc áo dài trắng lên sợi dây căng ngang suốt chiều dọc của căn nhà, rồi một phút sau trở ra với cái áo cánh trắng mỏng. Nàng lên giường nằm úp xuống và tiếp tục khóc. Thông rón rén đến bên cạnh, ngồi ghé xuống và bạo dạn đặt bàn tay lên lưng Quyên. Nàng khẽ co người lại. Thông đứng dậy ra khép cửa, cài then cẩn thận, rồi trở vào bưng cây đèn lại đặt trên cái đôn ở sát đầu giường. Anh ngồi xuống chỗ cũ và một lần nữa đặt bàn tay lên lưng Quyên, ngay phía trên cặp quần. Quyên kêu lên nho nhỏ ra vẻ đau đớn lắm. Bấy giờ Thông mới sực đoán là nàng bị cha Xuân đánh đòn. Thông bưng đèn lại gần sát mép giường rồi vén vạt áo Quyên lên, đồng thời kéo cặp quần nàng xuống trễ một chút. Anh nhận ra trên làn da trắng mịn có những vết roi nhỏ nổi hẳn lên như sắp bật máu. Anh thấy não lòng muốn khóc. Việc cha xứ dạy dỗ con chiên bằng roi bằng vọt là chuyện bình thường. Từ xưa đến nay chưa bao giờ làm anh mảy may oán vọng, vì anh coi là một điều rất tự nhiên và hợp lý, như chính anh lâu lâu vẫn đánh những đứa học trò lười biếng và ngỗ nghịch trong lớp. Nhưng hôm nay anh thấy có cái gì không đúng khi cha xử phạt Quyên. Cha đã mắng anh, đã bắt anh dọn lên nhà xứ để cách biệt Quyên, và anh đã chấp nhận biện pháp chia lìa đó, thì tại sao cha lại còn đánh Quyên? Anh nén tiếng thở dài và tự trách mình là đầu dây, mối nhợ gây nên những ngọn roi trừng phạt của cha Xuân. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi đứng dậy lấy cái khăn bông lên dây phơi, mang ra nhúng nước, vắt khô và gấp lại. Anh trở vào, lưỡng lự một chút rồi kéo hẳn quần Quyên xuống gần tới đầu gối và đặt cái khăn ướt lên ngang mông nàng. Quyên làm bộ nhăn mặt suýt xoa, rên lên khe khẽ, nhưng thật ra nàng không thấy đau chút nào cả. Nàng úp mặt xuống gối mỉm cười. Nàng thầm cảm ơn cha Xuân đã đánh nàng mấy roi để tạo cơ hội cho nàng gắn bó với Thông. Nếu không có những ngọn roi này thì biết đời nào Thông mới dám cởi quần nàng. Thông vói tay vặn nhỏ ngọn đèn rồi nhoài người nằm xuống. Quyên khẽ nhích vào nhường chỗ, mặt nàng vẫn quay về phía bên kia. Trong nỗi thất vọng tái tê, Thông buột miệng than. Ôi giời, đến phải bỏ xứ mà đi mất thôi.
ở như thế này thì ở làm sao được. Quyên trở về thực tại, từ từ ngẩng đầu lên rồi quay về phía Thông và nói khích. Ngày mai anh dọn lên ở trên nhà cha xứ với các cha. Chứ anh với em không gặp nhau nữa là xong việc chứ, việc gì phải bỏ xứ mà đi. Mà anh chẳng cần dọn lên nhà xứ làm gì nữa. Em sẽ đi. Chờ vài hôm nữa đó, vết thương lành hẳn, em đi liền đó. Em đi để anh đừng có bận lòng nữa, để các cha khỏi mất một con chiên ngoan đạo là anh. Giọng nói run run đẫm lệ của Quyên làm Thông chịu không nổi. Chuyện tình nào thì cũng do từ hai phía, nếu có lỗi thì cả hai cùng có lỗi. Chẳng lẽ anh bỏ mặc để mình Quyên phải bỏ chạy ra đi? Thông hung lên nắm bàn tay nói. Anh không lên nhà xứ, anh có đi tu đâu mà phải lên ở với các cha. Anh sẽ nói chuyện với các cha. Anh xin lỗi em, sáng nay vì cha gọi đột ngột, anh không chuẩn bị. Anh cứ tưởng là cha cho gọi lên để bàn việc tổ chức lễ Thánh Giuse, nên lúc cha mắng, anh bị bất ngờ không cãi được. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy anh cứ ở lì dưới này, xem cha làm gì. Nhà này chính phủ cấp cho anh, việc gì anh phải dọn đi. Quyên mừng rỡ đốc thêm. Nằm bên em thì bao giờ em cũng thấy anh nói mạnh hết á. Thông ngượng ngùng chống chế. Thì đã bảo là sáng nay bị bất ngờ mà lại chuyện xảy ra nhanh quá, anh phản ứng không kịp. Chứ bây giờ mà cha gọi anh lên lần nữa thì nhất định là anh phải trình bày hết đầu đuôi cho cha nghe. Quyên vẫn nhìn Thông ngờ vực. Anh cứ nhớ lấy lời em nhé, chỉ sợ gặp cha lại tắc tị, không dám thở. Rồi nàng ngóc đầu dậy và bảo Thông. Em khát nước quá, anh lấy nước sôi trong phích pha giùm em một cốc nước còn nụ vối á. Em gói trong tờ giấy báo á, đây này, ngay cái đầu bàn đó. Thông ngồi dậy và bảo, bên anh còn nước đấy, có sẵn không phải pha, để anh chạy về lấy sang đây cho em. Thông đi nhanh ra mở cửa, vừa đặt chân ra thềm, anh bỗng giật mình sừng sốt, vì trong bóng tối bên hông nhà Quyên, khuất giữa đám cây cối tùm, nhất loạt vang lên những tiếng sột soạt, rồi tiếng bước chân của cả chục người kéo nhau ù té bỏ chạy. Anh lao ra đầu hè nhìn theo, dưới ánh trăng mờ, anh nhận ra một lũ trẻ khá đông đang túa ra nhiều hướng, luồn lách trong vườn sắn và dẫm đạp lên những luống lang mới trồng của Quyên. Anh giận ứ lên tới cổ, bà quản vọng chắc hẳn đã rêu rao bản tin hấp dẫn về Thông và nhất là chuyện Quyên bị cha Xuân đánh năm roi về tội ngoại tình, nên trẻ con mới tò mò kéo đến núp đầy ở ngoài hiên trông vào. Chúng tập trung từ lúc nào? Dĩ nhiên Thông không biết. Cũng có thể chính bà quản đã sai chúng tới đây rình rập để về báo cáo chi tiết cho bà biết mà chỉnh tra. Lũ trẻ thì vốn thích nghịch ngợm và hiếu kỳ, bà chẳng cần bảo chúng cũng tự ý rủ nhau theo dõi, huống chi bây giờ lại được bà khuyến khích. Đã có những đám cưới trong trại, đêm tân hôn hai vợ chồng nằm với nhau lần đầu bị chúng vạch cửa sổ hoặc gỡ mái tranh nhìn vào, gặp những căn buồng kín đáo quá không cách nào nhìn được thì chúng đứng xa xa, lấy đất ném lên nóc nhà để chọc ghẹo và để nhắc nhở cho cô dâu chú rể biết là chúng đang theo dõi. Thông thấy nghẹt thở như người sắp lên cơn suyễn. Kể từ ngày hôm nay, mọi bước anh đi đều sẽ có kẻ dòm ngó. Anh thấy sống như thế này không được, tội nghiệp anh và nhất là tội nghiệp Quyên. Anh đứng lặng trên thềm nhìn ra con đường trước mặt. Lũ trẻ gặp nhau xa xa, tíu tít kể chuyện, nhưng anh không nhận rõ mặt đứa nào. Chúng cứ đứng ở đó, dưới một gốc cây bông vải nhìn lại phía Thông, ra chiều tiếc rẻ vì cuộc vui chưa trọn vẹn. Thông thở mạnh quay vào nhà Quyên, anh buốt nhói hình dung ra từ nãy đến giờ, bọn trẻ ngoài hiên, trong đó dĩ nhiên có cả học trò của anh, đã nhìn thấy anh kéo quần Quyên xuống và đắp khăn ướt lên mông nàng. Anh không còn là hình ảnh thần tượng của chúng nữa, anh đã trở thành kẻ tội phạm, là con chiên ghẻ dối đạo, theo lời mô tả của bà quản vọng. Anh bước lại giường, lấy tấm chăn phủ lên người Quyên. Quyên ngơ ngác hỏi. Nước của em đâu? Hết rồi à? Bên anh hết thì anh pha hộ em một cốc khác. Nước trong phích còn nóng đó, em mới đun hồi chiều mà. Thông đáp. Bên anh còn, nhưng mà anh chưa có về lấy. Vừa nói, anh vừa nhìn quanh khắp nhà. Chiếc giường của Quyên kê sát bức vách ngăn đôi nhà nàng với nhà Thông. Như thế có nghĩa là mặt ấy anh không sợ bị ai dòm ngó. Phía đuôi giường cũng không lo, bởi bức tường đất rất dày, không có kẽ hở. Chỉ còn hai mặt kia, trẻ con có thể nhìn vào được.
qua các khe hở của cửa sổ, mặc dầu liếp cửa bằng nan tre đã buông xuống. Muốn cho chúng khỏi nhìn, chỉ có cách là lúc nào anh với Quyên cũng phải tắt đèn và tuyệt đối không nói chuyện. Thông lấy hai chiếc chiếu che kín hai cửa sổ, rồi vặn nhỏ ngọn đèn xuống. Quyên ngẩng lên ngạc nhiên hỏi: "Ủa, anh làm gì thế? Buồn ngủ rồi à?" Thông nhìn Quyên chép miệng, buồn rầu đáp: "Có đứa nó rình ngoài hiên, trẻ con mất dạy. Anh vừa ra chúng nó bỏ chạy tứ tung cả." Trái với dự đoán của Thông, Quyên rất bình thản. Trò này nàng biết từ lâu rồi. Quyên phì cười bảo Thông: "Vậy là từ nãy đến giờ chúng nó đã nom thấy anh anh cởi quần em rồi. Ôi, chả sao." Thông khẽ nhếch mép cười theo, nhưng lại nghiêm mặt ngay và nói: "Như thế này thì sống làm sao được. Anh không sang với em được, mà em cũng không sang bên anh được. Biết lúc nào chúng nó rình mà tránh." Quyên nhẹ nhẹ xoay người nằm nghiêng cho đỡ mỏi. Nàng nói: "Tránh làm gì nữa, mà việc gì phải tránh. Một khi bà quản vọng mà biết á, thì cả cái trại đều biết. Nhất là cha lại mới đánh em, còn giấu được ai nữa. Em thấy chỉ có hai cách thôi. Một á, là anh với em bỏ trại, đi chỗ khác lập nghiệp. Hai á, là anh lên phân bày với cha, xin phép cha cho anh với em làm đám cưới. Còn mà anh cảm thấy hai cách này anh đều không thích á, thì em nói thật nhé, em bỏ đi quách cho xong." Thông nhấc cái ghế ngồi bên cạnh giường. Anh đoán bọn trẻ bên ngoài đã mon men trở lại, cho nên tự dưng anh ngại leo lên nằm chung với Quyên. Anh nháy mắt, chỉ một ngón tay ra sau hè và hạ giọng nói thật nhỏ: "Nói chuyện với cha thì chắc chắn là vô ích. Đời nào cha nghe, mà rủ nhau bỏ trốn thì lỗi phép đạo." Hai người cùng im lặng sau tiếng than của Thông. Câu chuyện lại xoay về chỗ bế tắc như bao nhiêu lần bàn tính. Quyên nhăn mặt suýt xoa kêu lên vì vết thương ở mông làm nàng nhức buốt. Thông nhíu mày nhìn nàng chia sẻ niềm đau. Nàng thò tay vào trong chăn, lôi cái khăn ướt ra trao cho Thông và nhắc lại câu hỏi cũ: "Thế ngày mai anh có dọn lên nhà xứ ở với cha hay không?" Thông đáp: "Đã bắt anh ở riêng để xa em, và anh đã bằng lòng dọn lên nhà xứ để xa em. Tại sao hôm nay lại còn đánh em? Đã vậy thì anh không lên nữa, anh cứ ở đây." Quyên vô cùng sung sướng. Nỗi đau trên mông theo câu nói của Thông tự dưng tan biến hết. Cha có đánh thêm hàng chục roi nữa cũng được, miễn là sau đó cho Quyên lấy Thông là Quyên mãn nguyện rồi. Biết Thông đang giận cha, nhưng Quyên không đốc thêm. Nàng vẫn muốn hai người đi đúng lề luật của giáo hội, để về lâu về dài Thông khỏi bị mặc cảm với người chung quanh. Nàng dịu dàng bảo: "Dạo đó anh kể với em là chính anh lên thuyết phục cha về vụ ông Phán mê cái mai, và cha đã nghe lời anh đổi ông Phán, không cho đi tu nữa. Sao bây giờ anh không lên nói chuyện của anh? Nói chuyện người ta thì được, chả nhẽ nói chuyện mình thì lại không được." Thông cãi: "Chuyện ông Phán anh nói với cha Hảo chứ không phải là cha Xuân." Quyên tròn mắt nhắc: "Ờ, thế sao chuyện của chúng mình anh không nói với cha Hảo? Cha nào thì cũng là cha cả. Trước mặt Chúa thì linh mục nào cũng quyền ngang nhau, cũng chịu đủ 7 chức thánh như nhau mà. Chính sứ hay là phó sứ chỉ là chức vụ hành chánh mà thôi. Tại sao anh không lên thưa với cha Hảo?" Thông bừng tỉnh ngồi thẳng lên và đưa bàn tay xoa lớp râu lởm chởm trên cằm. "Tại sao anh không nghĩ ra điều ấy?" "Đúng rồi, chuyện thầy Phán, chính anh đã gặp cha Hảo. Cha là người cấp tiến, nhìn mọi vấn đề bằng cái nhìn bao dung và sẵn sàng đối thoại với giáo dân." Anh đứng dậy nói bâng quơ: "Ừ, phải đấy, để anh gặp cha Hảo." Rồi sực nhớ ra là mình chưa lấy nước cho Quyên, anh gượng cười bảo: "Để anh chạy về một tí rồi anh sang em ngay." Quyên cười theo: "Em cũng quên đấy, nhờ anh lấy nước nói mà rồi nói mãi chả thấy khát gì cả." Thông đi từ từ ra cửa sổ rồi bất thần chạy vụt lại đầu hè. Quả nhiên một lũ trẻ ùa chạy,
có đứa té oạch xuống vì vướng chân, có đứa ngã chúi vào bụi mía, rồi bên hàng xóm có tiếng chó sủa vang. Điều này thì vườn lang của Quyên ngày mai sẽ nát bấy, chưa kể bao nhiêu thân cây sắn chắc cũng đã gãy ngang vì đám trẻ nghịch ngợm. Không nhìn đồng hồ, nhưng Thông cũng đoán là đã gần nửa đêm, mà tại sao chúng chưa đi ngủ? Anh chán nản quay vào, lấy nước cho Quyên và nghĩ đến nỗi phiền toái những ngày sắp tới. Sáng hôm sau, Thông đi lễ sớm như thường lệ. Định tâm sau lễ sẽ ở lại xin gặp cha Hảo. Anh ngượng ngùng không dám lên quỳ ở hàng ghế cao phía bên trên vì biết chắc ít lắm cũng một nửa số người trong nhà thờ đã biết chuyện của anh. Anh đứng nép vào sau cây cột lớn, sát tòa giải tội, trong bóng tối mờ mờ của ánh nến để không ai nhìn rõ mặt. Quang cảnh vẫn như mọi khi, tiếng cầu kinh vẫn đều đặn và tẻ nhạt mà anh đã quen tai từ thuở mới lớn. Nhưng lòng anh hôm nay hỗn độn lắm. Anh ngước nhìn lên tượng Chúa chịu nạn, cầu khẩn ơn trên soi sáng cho anh thoát khỏi nỗi bế tắc hiện tại. Trước mặt Chúa, anh không thấy việc anh yêu Quyên là một trọng tội, mà trái lại, anh chỉ thấy giáo luật quá khắt khe đang đẩy anh và Quyên ra khỏi bầy chiên của Chúa. Trên bàn thờ, cha Xuân đang dâng thánh lễ. Thông nhìn sang bên cạnh, thấy cái ghế dành riêng cho cha Hảo vẫn bỏ trống từ lúc Thông bước vào. Thường thì cha Hảo làm lễ thứ hai hoặc lễ buổi chiều, nhưng bao giờ cha cũng ra quỳ ở đó khi cha Xuân dâng thánh lễ thứ nhất. Hôm nay, giữa lúc Thông cần phải gặp thì lại không thấy cha xuất hiện. Lễ chưa xong, Thông đã lẻn ra trước để tránh cặp mắt của nhiều người. Trời bắt đầu mờ sáng, sương tỏa dày đặc báo hiệu một ngày nắng gắt. Thông đi nhanh về phía nhà xứ, đứng núp sau khóm cây trước cửa buồng cha Hảo. Anh thất vọng nhìn ổ khóa to bản treo lủng bên ngoài và tự hỏi không biết hôm nay cha đi đâu. May quá, anh thấy Bõ Già từ nhà thờ đùng đỉnh bước về. Anh vội lao tới hỏi thăm. Bõ Già tay còn cầm cỗ tràng hạt, nhìn Thông tội nghiệp đáp: "Thầy có việc gì mà tìm cha sớm thế? Ngài đi cấm phòng cả tuần lễ nữa mới về. Ngài về rồi thì lại đến lượt cha xứ đi, thay phiên nhau. Cấm phòng mãi dưới dòng Chúa Cứu Thế, tận Sài Gòn cơ." Thông gật đầu nói cảm ơn, rồi vội vàng quay bước, bởi anh thấy giáo dân từ trong nhà thờ bắt đầu túa ra. Anh rẽ vào con đường nhỏ, xuyên qua vườn sắn, cắm đầu đi nhanh như có ai đuổi sau lưng. Quả đúng như lời Bõ Già đoán trước. Chỉ hai ngày sau, không thấy Thông có mặt trên nhà xứ, cha Xuân coi như Thông không còn là bổn đạo của cha nữa. Cha tước hết mọi ân huệ mà cha vốn dành cho Thông. Những công việc tôn giáo, tập hát, đọc thánh thư và thậm chí dạy trường tiểu học đều không còn nữa. Cha cũng không muốn thấy mặt anh ở trong nhà thờ để làm gương xấu cho bao nhiêu người khác. Cuộc đời hai mươi mấy năm của Thông, đây là lần đầu tiên anh dám bất tuân mệnh lệnh của một vị đại diện Thiên Chúa. Anh có cảm tưởng thấy một chút áy náy trong lòng, nhưng suy đi tính lại, anh thấy anh không thể bỏ Quyên được. Sáng chiều hai buổi nghe tiếng chuông nhà thờ rục rã, lòng anh bồi hồi lắm, có khi ứa nước mắt. Anh nhớ không khí giáo đường, nhớ những câu kinh tập thể sướng họa giữa đôi bên nam nữ, nhưng biết làm sao bây giờ. Thank you.
Ba tháng sau, một ngày mùa hạ, Thông uể oải ăn cho xong bữa cơm chiều nhạt nhẽo, rồi ra hè nằm lăn lên võng. Cuốn sách Anh Văn cầm trong tay hững hờ lật vài trang rồi lại quăng xuống đất. Cả tháng nay anh vật vờ sống những ngày sống trống trải nhất cuộc đời, đi ra đi vào như người mất hồn trên đảo vắng. Ăn ngủ thất thường làm anh gầy sọm hẳn đi, nước da xanh xám như người sốt rét. Quyên đã bỏ đi, có lẽ đi luôn không quay về trại nữa. Thông bần thần chờ tin tức từng ngày, nhưng có lẽ nàng đã dứt hẳn, cố tình không liên lạc với Thông. Cuộc tình bế tắc vì những ràng buộc của tôn giáo, những khắt khe của xóm đạo khiến nàng chịu đựng không nổi, phải gạt nước mắt giã từ. Trước hôm chia tay, nàng vẫn sang nằm với Thông, nằm suông thôi chứ không làm gì cả, nói chuyện một cách rất điềm tĩnh, khiến Thông không thể tin là nàng sẽ đi thật. Nàng bảo: "Sáng mai em xuống Hóc Môn thăm cái Thanh. Dì em bảo là dạo này nó buôn bán phát tài lắm. Dưới ấy chợ búa đông đúc. Em xem hễ có cái gì làm ăn được thì chắc em ở lại luôn với nó đó." Thông cứ tưởng câu nói ấy chỉ là lời thăm dò của Quyên để dục anh giải quyết chuyện tình của hai người, hoặc gián tiếp gợi ý để rủ Thông cùng đi, cho nên anh đáp cho có chuyện: "Hóc Môn thì chợ búa sầm uất thật, nhưng toàn là người nam. Một mình em lọt vào đấy, đứa nào nó để cho em buôn bán?" Quyên cãi: "Anh cứ nói thế chứ người nam họ có ghét gì mình đâu. Em đã đi gặt lúa, đã làm trong xưởng chế dầu lạc, toàn là chủ nhân người nam hết á, có sao đâu. Với lại người nam nói cho cùng thì cũng gốc từ miền Bắc ra chứ đâu." Sau câu nói ấy, cả hai lại cùng yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Thông thì trước sau vẫn không tin là Quyên sẽ đi. Thanh niên xông xáo như Thông còn chả dám cất bước mạo hiểm giữa mảnh đất xa lạ này, huống chi là Quyên. Trong khi đó thì Quyên lại rất ngạc nhiên là Thông không hề tỏ ý níu kéo nàng ở lại hoặc muốn ra đi chung với mình. Khá lâu Quyên mới nhắc lại: "Em đi thì chắc chả có ai tiếc. Mà em ở lại đây chỉ làm cho cha Xuân với bà quản vọng ngứa mắt mà thôi." Thông vẫn không nói gì. Từ hôm lên gặp cha Hảo rồi thất vọng cầm lá đơn của Quyên về, mấy lần anh đã định liều lĩnh lên thư chuyện với cha Xuân, nhưng rồi anh lại bỏ cuộc. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng hơn, hai người bị đẩy hẳn ra ngoài mọi sinh hoạt của giáo xứ. Lại thêm bà dì của Quyên vâng lời cha, lúc nào cũng theo dõi nhắc nhở Quyên, khiến nàng thấy chẳng còn lý do gì để ở lại khung cảnh tù hãm này. Thông thì tuy cũng cùng một hoàn cảnh như Quyên, nhưng lạ một điều là anh chẳng bao giờ có ý định rời trại. Với anh, cái lối sống vây quanh giáo đường mà anh gắn bó từ mấy năm nay có cái gì linh thiêng lắm, anh rất không được. Quyên bảo: "Chẳng phải bây giờ em mới muốn đi đâu. Anh biết mà, từ lâu em vẫn thấy ở đây nó khó sống quá. Cho nên có người có tí vốn là họ bỏ xuống Sài Gòn. Có người thích đi làm ruộng thì đi cái sắn. Ở đây có cái gì mà làm ăn được đâu. Toàn là gà què ăn quẩn cối xay thôi. Trước kia anh có nghề dạy học, bây giờ muốn dạy cha cũng chả cho dạy. Ở lại đây anh sống bằng cái gì? Hay là đi với em luôn thể?" Thông không trả lời, nhưng trong thâm sâu anh thấy đề nghị của Quyên không thể chấp nhận được. Cha không cho lấy nhau, tự động rủ nhau bỏ trốn thì rõ ràng là kẻ dối đạo, vượt quyền giáo hội. Anh ầm ừ một chút rồi nói: "Chuyện ấy mình đã bàn với nhau nhiều lần rồi, nhắc lại làm gì nữa em? Lén lút sống với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa?" Quyên nén tiếng thở dài: "Thôi, từ nay nàng phải tự lo cho mình, không trông mong gì ở Thông nữa." Nàng lặng lẽ bán sập vải, rồi một buổi sáng ra quốc lộ 1, đón xe đỏ đi Hóc Môn, chỉ mang theo có một cái vali nhỏ. Sự vắng mặt của Quyên từng ngày cứ gây thêm kinh ngạc và đau buồn cho Thông. Anh không ngờ Quyên đi thật. Sáng trưa chiều tối, anh thơ thẩn ra vào, đưa mắt nhìn sang nửa căn nhà bên cạnh, nơi Quyên đã sống suốt 3 năm sát vách với anh, và
và nhất là nơi anh từng ôm ấp Quyên mấy tháng gần đây, bây giờ bỗng trở thành căn nhà hoang, vắng lặng đến rợn người. Đôi khi nhớ quá, Thông tháo cái cửa bí mật ở giữa nhà, chui qua bên kia, đứng lặng nhìn cái giường mà anh và Quyên đã nếm trải nhiều đêm chăn gối, bây giờ trơ vơ chờ bụi bám. Thông đứng dậy bước ra vườn, len giữa những luống dưa chuột, cuối mùa còn sót lại vài quả chín vàng mà anh lười biếng không thèm hái. Bỗng nghe có tiếng gọi từ trước sân. Thầy Thông ơi, thầy Thông có nhà không? Thông nhíu mày nghe giọng nói quen quen. Anh đi nhanh ra khỏi vườn dưa, vòng về phía trước. Ông Bõ Lực đang đứng trên hè, ngay trước cửa chính, đón Thông bằng nụ cười thân tình thường lệ. Ông hỏi, thầy ăn cơm chưa? Hỏi xong, ông nghiêm ngay nét mặt và bình phẩm. Chết, dạo này hình như thầy không được khỏe, phải không? Tôi xem áng chừng thầy gầy đi nhiều. Thông gượng cười. Cảm ơn Bõ hỏi thăm. Ốm đau thì không, nhưng chỉ có cái là hơi khó ngủ. Mời Bõ vào trong nhà chơi xê nước. Bõ ghé thăm hay có việc gì không? Bõ già nhìn sang bên cạnh nhà Quyên, chớp mắt tỏ vẻ bồi ngồi rồi đáp. Thưa, cũng có tí việc. Thông lấy phích nước nóng pha trà, nhưng trong phích chẳng còn một giọt nào. Vì Thông bây giờ lười lắm, khát thì ra sân, lấy cái gáo múc nước mưa trong lu sành, tu ừng ực như thợ cày. Bõ già xua tay ngăn lại. Thầy để mặc tôi vừa uống nước trên nhà sứ. Hai người ngồi đối diện nhau. Thông thấy niềm vui ấm áp dâng lên nhẹ nhẹ trong lòng. Quanh anh, giữa cơn sóng gió nặng nề hiện tại, dường như cả thế gian này đều đã ruồng rẫy anh, quên hẳn sự có mặt cùng với những đóng góp lớn lao của anh cho trại định cư này. Anh vói tay lên kệ sách, bưng cái điếu bát đặt xuống bàn và nói, Bõ sơi điếu thuốc đi. Lâu rồi tôi chả có hút nữa, thành ra cái điếu người ta tặng cứ để mốc lên. Bõ già moi túi lấy ra hộp thuốc lào, cái hộp thiếc tròn vốn là một loại pasty của Tây mà Bõ dùng từ ngày đến trại này. Vừa vo viên thuốc lào trong hai ngón tay, Bõ vừa đảo mắt nhìn quanh và cảm thấy nỗi cô quạnh của Thông. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bõ từng trải nên rất thương cảm hoàn cảnh của Thông. Đêm ngày nhung nhớ người tình đã ra đi, Bõ ngậm ngùi nói, ít lâu nay nhà thờ vắng thầy cũng mất vui, thiên hạ xem chừng mong thầy trở lại lắm. Riêng tôi thì chả nói làm gì, thầy biết tôi lúc nào cũng quý mến thầy. Thông cười buồn. Cảm ơn Bõ, tôi biết lòng Bõ. Nhưng mà Bõ vừa bảo là Bõ ghé thăm tôi có tí việc. Việc gì đấy hả Bõ? Bõ già châm lửa, vít cái cần xe điếu cong như cầu vồng bịt nhôm ở đầu vòi, rít một hơi thật dài, rồi vừa nhả khói vừa chậm rãi đáp. Ghé thăm thầy với lại nhân tiện cũng để mời thầy lên nhà sứ. Cha cho đòi thầy đấy. Thông thở phào như vừa chút được một gánh nặng từ lâu dồn ép trong lòng ngực. Anh thấy mình như một vị quan bị thất sủng, triều đình bỏ rơi đã lâu ngày, bỗng bây giờ được chiếu của vua triệu hồi. Anh hồi hộp hỏi, cha nào, cha chính sứ hay là... Bõ già gật đầu, vâng, cha Xuân. Thông càng thấy lòng rộn rã hơn. Mấy tháng nay Thông biết cha giận Thông vì cái tội dám trái lệnh không dọn lên ở trên nhà sứ. Cha đã giận thì không bao giờ thèm nhìn mặt. Hôm nay chắc hẳn cha đã xét lại hoặc đã xin với tòa giám mục để bề trên cho phép Thông và Quyên làm đám cưới, cho nên cha mới gọi anh lên. Lá đơn của Quyên tuy anh không nộp, nhưng anh nhớ rõ là cha Hảo có lần hứa với anh là sẽ đích thân viết tờ trình lên tòa thánh La Mã, vận động nhiều linh mục cùng ký tên để xin cứu xét giải quyết chung những hoàn cảnh tương tự như Quyên. Có lẽ giờ đây đã có kết quả. Anh nghĩ ngay đến Quyên, giờ này không biết ở đâu, để anh báo tin vui. Anh tò mò hỏi Bõ già. Bõ có biết cha gọi tôi lên có việc gì không Bõ? Bõ già không trả lời câu hỏi của Thông, mà hỏi ngược lại. Nghe đồn cô Quyên bỏ đi lâu rồi, phải không thầy? Thông gật đầu. Vâng, cả tháng rồi Bõ ạ. Chả có tin tức gì cả. Đi mà không nói với tôi một lời nào, cũng chả tư từ gì sớt.
chắc cha cho gọi tôi lên về việc này đấy. Bỏ già nhìn Thông chia sẻ, bỏ biết Thông vẫn còn yêu cô hàng xóm lắm, chưa thể ngày một, ngày hai mà quên được. Bỏ bảo, tôi cũng đoán thế, chắc là cha đã xét lại. Thông vui vẻ nói, vâng, thế thì bỏ có phải về trước thì cứ về đi nhé. Tôi đi tắm một cái rồi thay quần áo lên hầu cha. Bỏ già đứng dậy, vâng, để tôi đi trước vậy. Tối nay có buổi họp của các bà trong hội con Đức Mẹ, chuẩn bị cho tháng mân côi. Vừa nói bỏ vừa bước ra cửa rồi đi nhanh xuống sân. Thông nói cám ơn một lần nữa rồi vội vã quay vào lấy quần áo ra giếng nước. Lòng lâng lâng nhẹ nhõm, Thông đưa tay xoa cằm, chạm vào những sợi râu lởm chởm mà cả tuần nay anh chán đời không thèm cạo. Vừa thòng dây múc nước, anh vừa trông sang nhà Quyên và nao nao nhớ lại đêm cuối cùng nằm cạnh nhau. Quyên không liên lạc với anh từ ngày bỏ đi, nhưng nếu cần, anh vẫn có thể tìm được manh mối vì chắc chắn bà dì phải biết chỗ của nàng. Nửa giờ sau Thông lên tới nhà sứ, anh đứng dưới gốc cây bông vải đưa mắt nhìn quanh khuôn viên giáo đường buổi chiều đang tắt nắng. Đã mấy tháng nay anh không đặt chân đến đây mà đi nhà thờ Nam. Hôm nay nhìn lại anh thấy quang cảnh có cái gì khác lạ lắm. Ngôi giáo đường, khu trường học, sân tập họp, tất cả đều khắc ghi những kỷ niệm của anh, đều gắn chặt như một phần đời không tách rời được của anh. Cho nên trong thâm sâu anh vẫn mong giáo hội cho phép anh công khai cưới Quyên để anh được đón nhận trở lại với những sinh hoạt cũ của trại. Giấc mộng ấy có lẽ sắp thành sự thật. Anh ngước nhìn lên cây thánh giá gỗ cao chót vót trên nóc nhà thờ và thầm cảm ơn Chúa đã nhận lời anh cầu khẩn. Từ trong cửa hông nhà thờ, bà quản vọng cầm cái quạt và cuốn sách kinh bước ra. Thông vội quay mặt tránh né bởi đã mấy tháng nay hai người không còn thiện cảm với nhau. Nhưng chính bà lại lên tiếng xã giao trước. Chào thầy, hôm nay thầy đi nhà thờ sớm vậy, lâu quá chả gặp thầy. Thông đành miễn cưỡng, gật đầu đáp lễ, lòng hoang mang tự hỏi tại sao bà quản vọng tự dưng lại có thái độ thân thiện với mình như xưa. Thông nhớ lại lần cuối cùng gặp bà khi bà đến gọi Quyên, bà đã thốt ra những lời rất khiếm nhã đối với Thông. Hôm nay bà tử tế trở lại thì chắc hẳn phải do chỉ thị của cha xứ. Và điều này càng làm Thông lạc quan hơn. Anh nói, thưa tôi lên gặp cha, cha vừa cho bỏ già xuống gọi. Bà quản vui vẻ gật đầu. Vâng vâng, cha đang đợi thầy đấy, thầy vào vậy. Bà chào Thông rồi quay gót. Thông nhìn theo một chút rồi băng ngang mảnh sân nhỏ, bước lên thềm dãy nhà sứ. Anh hồi hộp đi từng bước nhẹ lại trước cửa phòng cha sứ. Qua tấm mảnh trúc, anh thấy cha đang ngồi ở trước bàn lớn. Vừa là bàn ăn, vừa là chỗ tiếp khách và cũng là nơi cha thường ngồi làm sổ sách giấy tờ. Cha lật cuốn sổ bìa đen khổ lớn, dùng ngón tay đưa qua đưa lại trên trang giấy. Nhìn thoáng, Thông cũng biết đó là cuốn sổ ghi những ngày giáo dân xin cha dâng lễ cầu hồn cho thân nhân của họ. Nhiều lần chính Thông đã mở cuốn sổ này để biết trước mà trang trí bàn thờ cho phù hợp với ý nguyện của người xin lễ. Thông đưa tay gõ cửa và ho nhẹ một tiếng. Cha Xuân ngẩng lên gấp sổ, đứng dậy bước ra đón Thông bằng một nụ cười nhẹ và giọng nói êm đềm hơn thường nhật. Thầy Thông đấy à? Thầy vào đây. Thông vén mành và khẽ cúi đầu. Thưa cha gọi con ạ. Cha Xuân chỉ cái ghế cho Thông ngồi đối diện rồi vui vẻ nhập đề ngay. Phải, tôi cần gặp thầy có tí việc. Nhưng trước hết tôi hỏi thầy là mấy tháng nay, thầy có xưng tội rước lễ sớm tối đọc kinh lần hạt như mọi khi hay không? Hay là thầy bỏ đạo rồi? Nếu thầy bỏ đạo rồi thì thôi, tôi không cần đến thầy nữa. Tôi cam tội với Chúa là để mất một con chiên lạc. Còn nếu thầy vẫn là người công giáo, là bổn đạo trong xứ, thì tôi mới nói chuyện với thầy. Dứt lời cha nhìn Thông chờ đợi. Câu nói của cha làm Thông bồi hồi cảm xúc vì ít khi nào cha nói với Thông bằng những ngôn từ mềm mỏng như vậy kể từ khi cha biết Thông gian díu với Quyên. Thông chớp mắt đáp. Trình cha, con ở với cha đã bao nhiêu năm, cha biết lòng con. Dù trong hoàn cảnh nào thì con vẫn là một Kitô hữu với đức tin không có gì lay chuyển được. Mấy tháng nay con biết cha giận cho nên con đi lễ nhà thờ Nam.
việc này cha Hảo cũng đã có hỏi con và con đã thưa với cha như vậy. Cha Xuân giơ tay ngắt lời. Thôi được rồi, thầy nói như thế thì tôi cũng mừng. Hôm nay tôi gọi thầy lên là vì chuyện của thầy. Thông hồi hộp nín thở nhìn cha chờ đợi. Cha đan hai bàn tay vào nhau rồi nghiêm trọng nói. Bà quản vọng có cho tôi biết là cô Quyên đã bỏ đi cả tháng nay, không liên lạc với thầy, mà thầy cũng đã cắt đứt hẳn với cô ấy. Cảm ơn Chúa quan phòng đã cứu vớt thầy ra khỏi chốn u mê. Như vậy là Chúa đã nhận lời cầu xin của thầy, của tôi và của giáo dân trong xứ. Tôi sẽ dâng lễ tạ ơn Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho thầy. Thông ngơ ngác thất vọng, tai anh dường như ù hẳn đi. Anh cứ tưởng hôm nay cha Xuân gọi anh lên để thông báo bản tin giáo hội đã cho phép anh chính thức làm đám cưới với Quyên. Hóa ra, sự thật trái ngược hẳn. Cha kêu anh lên chỉ vì cha vui mừng thấy anh đã dứt tình với Quyên. Anh ngồi thừa người, đầu hơi cúi, mắt đăm đăm nhìn xuống mặt bàn, man mác buồn nghĩ đến Quyên giờ này không biết ra sao. Bên tai anh, giọng cha Xuân vẫn đều đặn vang lên. Ông Phán bỏ đi, rồi lại đến lượt thầy. Nhà sứ thiếu vắng người chăm nom, hội hát cũng đâm ra biếng trễ. Chả nói thầy cũng biết, các em học sinh, các bậc phụ huynh, ai cũng đêm ngày cầu nguyện cho thầy vượt qua cơn thử thách. Bây giờ thì gió đã yên, sóng đã lặng. Tôi cho thầy trở lại, tiếp tục công việc cũ. Đầu niên khóa khai giảng thì thầy lại dạy lớp nhất như thường lệ. Thông nén tiếng thở dài nhìn ra mảnh vườn phía sau. Mấy tháng vừa qua có lúc nằm nghĩ một mình, anh đã từng đem lòng oán trách cha xứ và thậm chí có khi thoáng nảy ra ý nghĩ ngờ vực cả những tín điều của tôn giáo. Nhưng bây giờ ngồi trước mặt cha xứ, anh lại trở về với con người cũ của mình. Con người Kitô hữu được uốn nắn từ nhỏ, mới có trí khôn chỉ biết vâng phục các đấng các bậc trong giáo hội vì họ là đại diện của Thiên Chúa. Anh không dám cãi lời cha xứ, bởi đó là một tội nặng. Có bất bình lắm, anh cũng chỉ dám ngồi yên, tỏ thái độ tiêu cực mà thôi. Cha Xuân nhìn anh hỏi lại, thầy có muốn dạy học nữa không? Học trò của thầy quý thầy lắm, phụ huynh cũng thế. Ai cũng mong thầy trở lại trường. Mà năm nay lớp nhất chắc là đông hơn năm ngoái, là vì niên khóa vừa rồi có đến hai lớp nhì. Lên lớp nhất thì dồn chung lại một lớp thôi. Thầy sẽ vất vả lắm đấy. Cha mẹ các em tin tưởng ở thầy là bởi vì năm nào tỷ lệ học sinh đỗ bằng tiểu học cũng đông. Năm ngoái đỗ đến 75%. Thầy đừng để phụ lòng tin của phụ huynh học sinh. Thông cảm động run run đáp, con xin vâng lời cha. Cha Xuân gật đầu đứng dậy bỏ vào buồng riêng một phút rồi trở ra với cái hộp bánh biscuit hình chữ nhật bằng thiếc còn bọc nguyên lớp giấy dán màu đỏ. Thông tưởng cha mời ăn bánh và điều này làm anh hết sức ngạc nhiên bởi cha chưa từng mời ai bao giờ, ngoại trừ ngày Tết người ta đến mừng tuổi. Cha bảo, biết là thầy chả cần tiền, nhưng mấy tháng hè vừa rồi nghỉ dạy học, chắc thầy cũng túng, tôi đưa trước cho thầy một ít để thầy tiêu tạm. Thông lại thêm một lần nữa ngạc nhiên về sự ân cần của cha Xuân. Thông ngạc nhiên và cảm động bởi điều đó chứng tỏ cha rất quan tâm về anh. Tuy làm việc chung với cha đã mấy năm, nhưng giữa cha và Thông vẫn có cái khoảng cách rất diệu vời, không cách nào thu ngắn lại được. Cha có cái tâm thật tốt, sống đúng cương vị một người chủ chiên, nhưng bề ngoài cha nghiêm khắc quá, gần như lạnh lùng đối với mọi giáo dân, kể cả Thông. Cho nên cái thái độ ưu ái hôm nay, ứng tiền cho Thông vay trước, phải coi là một món quà bất ngờ nhất mà Thông nhận được từ ngày về đây. Anh nhíu mày tự hỏi, không lẽ chỉ vì Quyên bỏ đi mà cha mừng đến thế? Anh quay đi che giấu nụ cười và tự dưng liên tưởng đến cha Hảo. Cha Xuân càng khó khăn thì người ta càng tìm đến với cha Hảo. Nhưng người ta càng tìm đến với cha Hảo thì cha Hảo càng né tránh bớt,
để khỏi bị cha Xuân hiểu lầm. Thành ra giáo hữu càng lui tới đông thì cha Hảo càng khổ tâm vì khó xử. Dường như trại này chỉ mới có mình Thông là người nhìn rõ nhất cái vị thế tế nhị đó của linh mục phó sứ. Thông chấp hai bàn tay vào nhau và lễ phép nói: "Con xin đổi ơn cha, nhưng con chưa cần ạ. Con có tiêu gì đâu cha. Khi nào cần thì con sẽ xin cha." Cha Xuân mới mở nắp hộp, nghe Thông từ chối lại đóng ngay lại và nói: "Ờ, hễ cần thì bảo cha một tiếng." Rồi cha nhìn ra cửa, đăm chiêu một chút và nói: "Đầu niên khóa thầy xem những trẻ em nào thuộc gia đình nghèo thì thầy lập danh sách để miễn học phí cho chúng nó, miễn hẳn hoặc giảm một nửa là tùy từng hoàn cảnh. Thầy nhớ cứu xét kỹ hộ tôi. Với lại kỳ thi kinh bổn lớp đồng ấu vừa rồi, những em nào được giải nhất thì thầy cũng lập danh sách để nhà sư cấp học bổng cho chúng nó." Thông nghiêm nghị đáp: "Thưa cha, con nhớ ạ." Rồi cha kết luận: "Thôi thế thầy về chuẩn bị đi. Chủ nhật này tôi sẽ thông chi cho mọi người biết là tôi mời thầy trở lại giúp việc nhà sứ và trường học như cũ." Thông đứng dậy cúi đầu chào: "Con xin phép cha, con về ạ." Rồi anh bước lui dần ra cửa. Cha Xuân đứng nhìn theo Thông bằng ánh mắt trìu mến của một người cha đón nhận đứa con hoang trở về, giống như dụ ngôn của Chúa trong Kinh Thánh. Thông đứng trên thềm thở mạnh rồi đi men theo vỉa hè dãy nhà sứ hình chữ U. Anh bồi hồi dừng lại trước căn phòng cũ của thầy Phán, nơi anh đã bắt gặp lần đầu tiên hình ảnh tội lỗi diễn ra giữa thầy và cô học trò của anh là Mai. Nhìn cánh cửa khóa kín, tự dưng anh nao nao nhớ lại kỷ niệm cũ và lòng day dứt nghĩ đến cô học trò xinh đẹp mới hôm nào bị các bà lột quần áo trừng phạt. Còn đang bâng khuâng thả hồn về quá khứ thì bỗng nghe tiếng gọi sau lưng: "Thầy Thông đấy à?" Thông giật mình nhận ra cha Hảo vừa từ phòng họp bước ra, tiến lại phía anh, nụ cười hiền hòa như thường lệ. Anh vội cúi đầu chào: "Thưa cha." Cha Hảo dịu dàng bảo anh: "Thầy đã gặp cha xứ chưa? Hôm qua ngài có nói chuyện với tôi về thầy và về cô Quyên. Đội ơn Chúa quan phòng đã dắt thầy qua cơn sóng gió. Cô Quyên đã bỏ đi rồi. Âu cũng là do sự an bài của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa đã phán, sợi tóc trên đầu con rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa định. Thầy nên tạ ơn Chúa. Cha xứ có bàn với tôi và ngài đồng ý để mời thầy trở lại sinh hoạt như xưa. Thầy nên quên hết chuyện cũ để bắt tay vào việc. Tôi kỳ vọng ở thầy rất nhiều." Thông cúi đầu đáp: "Con xin cảm ơn cha." Cha Hảo gật đầu nói nhanh: "Tôi phải ra nhà thờ bây giờ, thư thả rồi sẽ nói chuyện thêm với thầy." Dứt lời, cha quay bước xuống thềm, vội vã đi nhanh ra đầu nhà thờ, nơi các em thiếu nhi trong hội nghĩa binh mới thành lập, đang xếp hàng đợi cha. Thông quay nhìn căn phòng cũ của thầy Phán một lần nữa rồi bước xuống sân rảo bước ra về. Lòng anh tràn ngập những cảm xúc hỗn độn, vừa buồn vừa vui. Buồn vì từ nay chắc chắn anh không còn gặp lại Quyên nữa, vết thương lòng không chắc gì ngày một, ngày hai mà dứt hẳn được. Nhưng anh có nỗi vui trước mắt là cả hai vị linh mục, chánh sứ và phó sứ đều tỏ ra cần đến anh. Tâm trạng anh giống như một vị quan bị triều đình hiểu lầm một thời gian, bây giờ được phục chức và trọng đãi hơn ngày trước. Chính cái ý nghĩ hãnh diện ấy đã xoa dịu tự ái của anh rất nhiều và là sợi dây ràng buộc anh từ nay sẽ gắn bó chặt chẽ hơn với giáo xứ mà chính anh không biết. Anh cúi đầu bước nhanh, nghĩ đến niên học sắp khai giảng, gặp lại bao nhiêu khuôn mặt học trò mà anh quý mến.
Vừa bước ra khỏi khuôn viên nhà sứ, đang rẽ sang con đường nhỏ thì thông gặp người quen. Đó là vợ chồng ông bà Thứ. Có hai đứa con trai đều là học trò của Thông. Ông Thứ mặc sơ mi trắng bỏ trong quần, một điều rất lạ mắt, bởi xưa nay ông nổi tiếng là người say mê làm vườn, suốt ngày chỉ áo nâu quần cụt, chân tay bê bết bùn đất. Bà Thứ cũng mặc áo dài xanh, quần đen, nét mặt hớn hở đi bên chồng, y như vừa dự tiệc cưới về. Bà nhanh miệng bảo Thông. Ơ thế mà ai cũng bảo là thầy đi mất rồi, hóa ra thầy vẫn còn ở đây đấy à? Thông chưa kịp chào, chưa kịp trả lời câu hỏi của bà Thứ, thì ông chồng lại thêm. Vâng, quả như vậy đấy ạ. Dễ đến cả mấy tháng này, chủ nhật nào đi lễ chúng tôi cũng có ý tìm thầy mà chả thấy. Thành ra chúng tôi lại càng tin rằng thầy đã bỏ xứ. Tôi cứ tiếc mãi bảo với nhà tôi là bao nhiêu học trò của thầy ở đây, thế mà thầy chả cho biết để mà tiễn chân. Điều này thì ông nói rất thật lòng. Sự gắn bó của xóm đạo thường vẫn nặng tình như vậy. Một linh mục bị đổi đi, ông già bà cả và con nít kéo nhau ra đầy sân nhà thờ, biện diện, níu lấy đầu xe, thi nhau khóc như mưa. Thầy giáo như Thông, tuy không được luyến tiếc như một linh mục, nhưng nếu anh đường hoàng từ giã học trò và phụ huynh, cũng không để cho anh phải lủi thủi ra đi trong cô quạnh. Thông cảm động nói, cảm ơn ông bà, tôi vẫn ở đây đấy chứ đi đâu. Ông bà mạnh khỏe không? Hai cậu học trò ngoan của tôi bây giờ ra thế nào rồi? Ông bà đi nhà thờ ạ. Ông Thứ nói, cảm ơn thầy hỏi thăm. Các cháu thì vẫn khỏe cả, chỉ có cái tật nghịch ngợm thì vẫn chưa chừa. Thằng Hóa hôm nọ đi câu cá suýt chết đuối đấy thầy ạ. Thông hỏi ông bà Thứ, hai cháu Hưng và Hóa đỗ bằng tiểu học cả rồi. Chúng nó tuy nghịch, nhưng mà được cái thông minh. Ông bà có định cho các cháu học lên hay không? Học lên tức là phải xuống Hóc Môn hoặc lên Củ Chi. Bởi vùng này chưa có trường trung học. Bà Thứ nghiêm mặt đáp. Thưa chả giấu gì thầy. Hôm nay chúng tôi lên để chào cha chúng tôi đi. Thông sửng sốt hỏi lại. Ông bà đi đâu? Bà Thứ vừa làm ra vẻ bùi ngùi, nhưng vừa không giấu nổi sự hãnh diện. Bà xoa tay đáp. Thì gia đình tôi dọn hẳn xuống Sài Gòn thầy ạ. Chả là vì tôi có người em làm y tá nhà thương Gò Vấp. Cậu của các cháu cứ rủ rê mãi, bảo là xuống dưới ấy cho nó có chị có em. Thành ra nể quá tôi mới đưa các cháu xuống dưới ấy. Nhà cửa thì khỏi lo, cậu cháu nó có sẵn cả rồi. Ở Hạnh Thông Tây Gò Vấp chúng tôi chỉ việc đi tay không thôi. Thông thở dài cúi xuống. Cứ mỗi lần có một người bỏ trại ra đi là người ở lại đều cảm thấy buồn bã và tủi thân. Ai cũng mơ ánh đèn thành thị mà không có điều kiện. Thông chớp mắt hỏi. Vâng, ông bà dọn xuống Sài Gòn thì các cháu mới có tương lai. Thế bao giờ ông bà đi ạ? Ông Thứ đáp. Bây giờ chúng tôi lên chào cha, độ hai hôm nữa thì chúng tôi đi. Cứ tưởng là thầy không còn ở đây, chứ giá biết mà thầy còn ở đây thì nhẽ ra chúng tôi phải đưa hai cháu đến chào thầy cơ đấy. Thôi thì nhân tiện gặp thầy, vợ chồng chúng tôi xin chúc thầy ở lại mạnh khỏe. Mai kia thầy có dịp xuống Sài Gòn thì xin mời thầy lại chơi. Thông cười buồn. Vâng, tôi cũng xin chúc ông bà và cả nhà thượng lộ bình an làm ăn phát tài. Hễ có dịp, tôi sẽ ghé thăm ông bà. Ông bà ra đi đừng quên quay lại thăm trại nhé. Bà Thứ rướm rướm nước mắt làm như luyến tiếc lắm. Bà bảo. Quên làm sao được hả thầy? Thế nào rồi chúng tôi cũng quay lại. Chỉ sợ khi chúng tôi về thăm, thầy lại đi mất rồi. Thông cười. Tôi sẽ ở lại đây đến già mà. Hai người chào Thông rồi quay đi. Nhưng mới được vài bước, bà Thứ sực nhớ ra một việc quan trọng, vội quay lại gọi Thông và bảo. Ấy, thầy Thông. Thầy, vâng, thưa thầy. Thầy cũng như người trong nhà, cho nên tôi mới dám nói. Được thì thầy nghe, không được thầy bỏ nhé.
nhà chúng tôi bên khu A thầy biết rồi. Vườn tược trước sau đâu vào đấy, rồng đổ loại các loại cây rau và cây ăn trái. Đồ đạc trong nhà tuy chả có gì đáng giá, nhưng cũng đầy đủ giường tủ các thứ. Chuyến này vợ chồng tôi đi tay không, chỉ đem theo có vài thứ lặt vặt và quần áo thôi. Còn bao nhiêu để lại tất. Nếu mà thầy không chê, vợ chồng chúng tôi xin biếu thầy. Thầy dọn vào mà ở, vừa là quý thầy, với lại là cũng để mai kia chúng tôi có về thăm thì cũng còn nhìn được lại căn nhà cũ. Thầy thấy thế nào ạ? Thông cảm động đáp: ông bà có lòng như thế thì thật quý hóa quá. Nhưng mà... Ông Thứ sợ Thông hiểu lầm, vội giơ tay ngắt lời: xin thầy an tâm, chúng tôi sẽ bảo với mọi người là thầy mua lại, để thầy khỏi áy náy với những gia đình chung quanh. Chả nói thầy cũng biết đấy, hàng xóm ai cũng sang chào rồi ngỏ ý xin căn nhà của tôi. Tôi chả biết tính thế nào, nên tạm thời định nhờ bà Hoàn bên cạnh nom hộ, rồi từ từ sẽ giải quyết sau. Nhưng mà hôm nay gặp thầy thì chúng tôi xin biếu thầy. Tất cả từ trong ra ngoài, thầy dọn về đấy mà ở, mát mẻ lắm. Vì nhà tôi thì thầy biết, trông ra mé sông, chỉ cách con sông có độ vài trăm mét.